Mời các bạn theo dõi chương 2040 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên tâm tình khương tĩnh cực kỳ không tốt. Không đi ăn bữa khuya cùng đám lư hân gì, mà một mình đi về ký túc xá. Cô ta nghĩ mãi mà không rõ, nếu như tiền kia không phải cô trộm, thì rốt cuộc sơ tranh lấy đâu ra một trăm ngàn, nhất định có vấn đề. Ưm, trước mắt khương tĩnh tối sầm lại, một cỗ sức mạnh rất lớn túng cô ta đi sang bên cạnh, sợ hãi ập đến làm cô ta muốn lên tiếng hô to cầu cứu đáng tiếc trong cổ họng cô ta chỉ có thể phát ra tiếng nghẹt ngào rất nhẹ âm thanh bên tai càng ngày càng xa bốn phía dần dần yên tĩnh lại khương tĩnh không biết mình bị kéo tới nơi nào đây là trường học vì sao cô ta lại gặp phải chuyện như vậy cô ta không muốn chết khương tĩnh cảm giác mình bị ném xuống đất mắt bị bịt kín không thấy gì cả người bắt cô ta đi không phát ra bất kỳ âm thanh gì khương tĩnh ngửi thấy mùi lá cây mục nát đây là rừng cây của trường học vì sao không nói lời nào người bắt mình là ai gặp phải lưu manh sao trong đầu khương tĩnh hiện lên đủ loại suy nghĩ thậm chí đã nghĩ đến sáng mai mình bị phát hiện sẽ leo lên đầu đề không cô ta không muốn chết sơ tranh đẩy cửa ký túc xá ra đi vào lư hân di và diệp mộng duyệt đồng thời im lặng bầu không khí trong ký túc xá cổ quái sơ tranh giống như không có cảm giác gì tự làm chuyện của mình lư hân di và diệp mộng duyệt rằng co một hồi liếc nhìn nhau rồi ngồi xuống một bên thì thầm mắt thấy sắp đến giờ tắt đèn khương tĩnh vẫn chưa về diệp mộng duyệt sao tiểu tĩnh vẫn chưa về trước đó khương tĩnh không đi cùng bọn họ nói muốn trở về ký túc xá trước kết quả bọn họ đã trở về hết khương tĩnh vẫn chưa về lư hân di lấy điện thoại di động ra tớ gọi điện thoại cho cậu ấy điện thoại không ai nghe máy lúc này hai người mới hơi sốt ruột khương tĩnh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ngay khi bọn họ chuẩn bị đi tìm khương tĩnh trở về cả người chật vật nhìn giống như từng bị đánh vậy. Tiểu tĩnh, Lư Hân Di Kinh ngạc tiến lên, đỡ cô ta, sao cậu lại thế này, sao lại biến thành thế này. Khương tĩnh hữu khí vô lực, cho tớ uống miếng nước, Diệp Mộng Duyệt luống cuống tay chân rót nước, cho Khương tĩnh uống xong. Tiểu tĩnh, sao cậu lại thành thế này, ai làm cậu thành như vậy. Khương tĩnh chậm rãi thở mấy hơi, tớ cũng không biết, không nhìn thấy người, bây giờ Khương tĩnh nghĩ lại vẫn còn có chút sợ hãi. Cũng may mắn đối phương chỉ đánh cô ta một trận, không làm cô ta bị thương nhiều khương tĩnh cũng không biết mình đắc tội khương tĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó ngẩng đầu nhìn về phía giường của sơ tranh sơ tranh dựa trên giường lật một quyển sách hóa học tư thái nhàn nhã lại tùy ý hàng sơ tranh là cậu khương tĩnh cọ cọ đứng lên một giây sau lại a à một tiếng ngồi trở lại che lấy sau lưng đau đến nhe răng trợn mắt tôi sơ tranh buông sách hóa học xuống tôi làm sao là cậu làm ra đúng không khương tĩnh cắn răng là cậu đánh tôi gần đây cô ta căn bản không đắc tội với ai người duy nhất có động cơ chính là sơ tranh không có không phải tôi đừng nói lung tung khương tĩnh duỗi một ngón tay ra chỉ về phía cô ngoại trừ cậu thì còn có thể là ai sơ tranh giọng điệu bình tĩnh bạn học cô giáo chưa từng dạy cô làm việc phải có chứng cứ à không có chứng cứ chính là đùa nghịch lưu manh đấy đây không phải là chứng cứ à khương tĩnh chỉ vào vết thương trên người mình chuyện này chỉ có thể nói rõ cô bị thương liên quan gì đến tôi ngón tay sơ tranh đè lên sách hóa học ngữ điệu càng thêm bình tĩnh cô giáo chưa từng dạy cô cái gì gọi là chứng cứ à khương tĩnh lúc ấy khương tĩnh bị che mặt căn bản không thấy rõ người càng không nghe thấy âm thanh gì chắc chắn là cô làm ra đáy lòng khương tĩnh cực kỳ vững tin khương tĩnh cắn răng cậu chờ đó cho tôi khương tĩnh đi tìm giáo viên cáo trạng yêu cầu giáo viên làm chủ cho mình tìm ra người đánh mình học sinh bị đánh đây cũng không phải là việc nhỏ lúc này đến chỗ bảo vệ kiểm tra giám sát xem vị trí mà khương tĩnh nói nhưng trong giám sát chỉ nhìn thấy khương tĩnh đi một mình chỗ giao nhau của hai giám sát có góc chết chờ khương tĩnh xuất hiện lần nữa đã là bộ dạng như lúc này khương tĩnh căn bản không tìm thấy là ai đánh mình nhưng khương tĩnh bị đánh là sự thật chỉ có thể nói có một người làm thế khương tĩnh xém chút tức giận đến qua đời tại chỗ giáo viên dẫn khương tĩnh đi xử lý vết thương trước vết thương nhìn qua rất nghiêm trọng kỳ thực đều là chút vết thương ngoài ra đau thì đau một chút nhưng rất nhanh là khỏi thôi giáo viên bảo khương tĩnh về trước đi chuyện này họ sẽ điều tra rõ ràng nhưng khương tĩnh không thuận theo tại chỗ xác nhận là sơ tranh làm ra sơ tranh có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm có người có thể làm chứng cho cô khương tĩnh xác nhận chính là ăn không nói có lúc trước vốn đã có chuyện khương tĩnh xác nhận sơ tranh trộm tiền đã để lại ấn tượng xấu trong lòng một số giáo viên bây giờ lại náo ra một màn như thế không tìm được kẻ đánh người sơ tranh lại có chứng cứ chứng minh cô không ở chỗ đó chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì trở lại ký túc xá khương tĩnh nhìn chằm chằm sơ tranh ánh mắt hung ác tôi biết là cậu sơ tranh đột nhiên tới gần khương tĩnh dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy thì làm sao ngươi có thể làm gì ta còn người khương tĩnh đột nhiên chừng lớn tôi biết ngay là cậu khương tĩnh giơ tay liền muốn đánh sơ tranh động tác của sơ tranh càng nhanh hơn bóp chặt cổ tay khương tĩnh vặn xuống phía dưới một cái, sau đó hất người lên tường phòng ngủ, Diệp Mộng Duyệt và Lư Hân Di giật mình, các cậu làm gì thế, phía sau lưng Khương Tĩnh đụng vào tường, đau đến mức cô ta hút khí một trận, hàng sơ tranh, sơ tranh đi đến bên tai Khương Tĩnh, toàn thân lộ ra khí thế hung ác, cô còn chọc tôi lần nữa, tôi không thể bảo đảm lần sau sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Khương Tĩnh liếc mắt đối đầu với ánh mắt sơ tranh, trong đôi mắt kia là cảm xúc mà cô ta hoàn toàn xa lạ. Chỉ nhìn vào đó một chút, là giống như có sông băng núi tuyết sụp đổ cô ta sẽ bị mai táng ở trong đó khí lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên trán phía sau lưng cả kinh đến đổ một tầng mồ hôi lạnh ánh mắt cô trở nên đáng sợ như vậy từ bao giờ phải chính là đáng sợ khương tĩnh có loại cảm giác như mình bị ác ma nhìn chằm chằm không cẩn thận là sẽ bị chia năm sẻ bầy cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không thừa lại sơ tranh buông cô ta ra thân thể khương tĩnh như nhũn ra trượt theo tường ngồi xuống Ánh mắt nói không nên lời là phẫn nộ hay là hoảng sợ. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, Sơ Tranh vỗ vỗ tay, thần sắc lãnh đạm đi ra. Trước sau cũng chỉ có mấy giây, Lư Hân Di và Diệp Mộng Duyệt tiến lên đỡ Khương Tĩnh dậy. Sau đó Khương Tĩnh yên lặng, không nói gì thêm, tiền cô Lâm làm mất đã tìm được, là bản thân cô Lâm thất thủ, trường học bên này đã làm sáng tỏ. Số tiền kia rốt cuộc làm sao mà tìm được, chỉ sợ trường Sơ Tranh thì không ai biết được vì làm rõ ràng chuyện cô lâm dùng thứ gì để đựng cô đã hao hết miệng lưỡi với vương bát đản đấy cô quá khổ kết quả này mặc dù không giống như các bạn học đoán nhưng cũng coi như là một kết quả tốt từ sau khi sơ tranh uy hiếp khương tĩnh ở trong ký túc xá khương tĩnh thành thật hơn không ít trông thấy sơ tranh liền đi vòng qua lư hân di và diệp mộng duyệt thấy khương tĩnh như vậy đương nhiên cũng tránh sơ tranh tiểu tĩnh cậu thật sự cảm thấy người đánh cậu là hàng sơ tranh sao sơ tranh không ở ký túc xá Khương Tĩnh nói chắc chắn, chắc chắn là cô ta, nhưng cô ta có chứng cứ không ở đó mà. Diệp Mộng Duyệt, có phải cậu nghĩ sai rồi không? Sao cô ta có thể nghĩ sai được? Chính cô cũng đã thừa nhận rồi mà. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2041 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, Bùng Cháy Đi, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên thứ hai. Sơ tranh mua bữa sáng, đi qua sân thể dục từ rất ra trông thấy thiếu niên mang mái tóc màu đỏ rượu và mấy học sinh đứng cùng nhau đứng dọc theo sân thể dục trước mặt bọn họ còn có một giáo viên đang chỉ vào bọn họ cảm xúc kích động nói gì đó sơ tranh bất động thanh sắc đi qua bên kia xung quanh đã có học sinh vây xem cô đi qua cũng không tính là đột ngột đầu tuần đã nói với các em thế nào rồi hôm nay các em vẫn như thế này đây các em muốn tôi tức chết à đây là trung học đông dương không phải trung học hoa hải các em có còn dáng vẻ của học sinh nữa không nhìn người ta xem có ai giống như các em không hả thành tích không được thì thôi đi còn cả ngày làm những chuyện này nữa giáo viên cảm xúc kích động chắc là giáo viên của trung học hoa hải học sinh nhiều giáo viên chắc chắn không đủ cho nên giáo viên của trung học hoa hải cũng trực tiếp được sắp xếp qua ôi thầy ơi chúng em cũng không muốn tới mà nam sinh mặc áo khoác ra cực kỳ lòe loẹt giơ tay hoa hải tốt biết bao nhiêu các cậu nói có đúng không nào mấy nam sinh cùng nhau ồn ào giáo viên tức giận đến mức giống như sắp phát bệnh tim trong mấy người này duy chỉ có một người không nói gì so với những người khác mà nói mái tóc của hắn chỉ hơi rực rỡ đồng phục mặc dù mặc không hợp quy tắc nhưng tốt xấu gì vẫn khoác trên người tất cả im miệng hết cho tôi giáo viên tức giận đến mức gầm thét lên các em có biết xấu hổ chút nào không bị nhiều người nhìn như vậy mà còn rất đắc ý à mời phụ huynh mời phụ huynh đến đây hết cho tôi mấy học sinh thấy giáo viên thật sự tức giận dồn dập yên tĩnh lại nam sinh kia là ai thế ai cơ người kia kìa tóc màu đỏ rượu ấy trì quy có phải rất đẹp trai không đúng là rất đẹp trai đẹp trai hơn mấy người của trường chúng ta nhiều các nữ sinh thảo luận chính là dung mạo mà các nam sinh xem chính là náo nhiệt giáo viên cưỡng chế bắt mấy người này xử lý lại vẻ ngoài cho tốt đặc biệt là nhuộm tóc nhất định phải nhuộm lại nếu không sẽ tự tay cắt luôn cho bọn họ giáo viên vừa đi mọi người cũng không tiện tiếp tục vây xem dồn dập tản ra, lúc đầu sơ tranh đứng ở đằng sau đám người, người tản ra hết, cô còn chưa đi, lập tức có chút chói mắt, nam sinh bên người chỉ quy dùng cùi trỏ chọc hắn, ai, chỉ ca chỉ ca, anh nhìn nữ sinh kia kìa, có phải là nữ sinh hồi đầu tuần chúng ta gặp phải không? Nghe vậy, chỉ quy nhìn sang theo, cô gái mặc đồng phục, tóc dài buộc lại, một tay đút trong túi áo đồng phục, một tay sách theo túi đựng bữa sáng, trên mặt không có chút biểu cảm nào toàn thân lộ ra một cỗ quạnh quẽ và xa cách, cô cứ yên tĩnh đứng ở đó như vậy, mắt không chớp nhìn. Chỉ quy nhìn xung quanh một chút, nhìn hắn, chỉ ca đang nhìn anh kia. Nam sinh hưng phấn dùng cùi trỏ chọc hắn, lửa bát quái trong mắt cháy hừng hực. Chỉ quy cũng không khiêm tốn, hình như là vậy. Nam sinh cảm thán, lại là fenger của anh nha, dáng dấp đẹp trai tốt thế đấy. Fenger có thể quấn một vòng toàn thành. Người bên cạnh chen vào nói, cái gì mà toàn thành, nhất định phải là toàn cầu. Chì ca nhà chúng ta là ai chứ? Điểm phô trương ấy nhất định phải có. Chì ca, cô ấy đến đây trong tiếng vui đùa ầm ĩ của bọn nam sinh này, sơ tranh đi tới, bưng mặt không cảm xúc, đi đường sinh gió, khí thế hung hăng, có chút giống đến trả thù. Ánh mắt cô chỉ rơi trên người chỉ Quy, những người còn lại ngay cả một ánh mắt liếc qua cũng không chia cho. Anh em chỉ Quy, chỉ Quy ừ một tiếng, ngữ điệu kéo hơi dài, đuôi lông mày nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nhìn cô. S cả quy chat, chỉ quy nghiêng đầu, tóc mềm mại theo động tác của hắn trượt sang một bên. Nhìn cực kỳ mềm mại, muốn sờ sờ xem thử xúc cảm thế nào. Chỉ quy câu khóe môi, xin lỗi bạn học, tôi không yêu đương, sơ tranh còn đang suy nghĩ xem làm sao để thể nghiệm cảm giác. Thì nghe thấy chỉ quy nói một câu như vậy, ồ, ta chỉ hỏi mi phương thức liên lạc, liên quan gì đến chuyện yêu đương, sơ tranh nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, vậy kết hôn, dù sao cuối cùng cũng là kết hôn không bằng trực tiếp chút đi làm người chính là phải đại khí rộng lượng mà từ đại khí rộng lượng này dùng như thế hả trì quy phụt ha 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 trừ người trong cuộc mấy nam sinh khác ôm nhau cười lăn lộn bọn họ từng gặp không ít người thổ lộ nhưng dám to gan nói ra những lời này như thế tuyệt đối là người đầu tiên người trong cuộc cực kỳ tỉnh táo bạn học tôi cũng không có dự định kết hôn ồ sơ tranh không thèm để ý chút nào vậy ép wechat không ý này của hắn chẳng lẽ là từ chối còn chưa đủ rõ ràng bạn học chỉ ca của chúng tôi chưa từng ép wechat con gái nam sinh cười đến sắp tắt thở bên cạnh chen vào nói ồ sơ tranh quét mắt qua nhìn thấy bạn bàn trước đi qua sân thể dục gọi người đến hàng sơ tranh cậu có chuyện gì không bạn bàn trước có chút run rẩy hàng sơ tranh này mấy ngày nay luôn luôn mang đến cho cậu ta một cảm giác cực kỳ hung dữ sơ tranh đưa điện thoại cho cậu ta sau đó nhìn về phía trì quy trong hùng hồn mang theo khí thế hung ác nam sinh s trì quy đổi một nam sinh đến thì điện thoại kia không phải của cô nữa à cô thông minh đến cơ đó cơ đấy ha 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 không được tôi cười sắp tắt thở rồi bạn bàn trước cực kỳ ngơ ngác tôi là ai tôi ở đâu tôi đang làm gì trì quy nhìn sơ tranh mấy lần trong tiếng cười của đồng bạn cũng thật sự lấy điện thoại di động ra để bạn bàn trước dùng điện thoại của sơ tranh quét mã của hắn sơ tranh xác định đã s nhét bữa sáng trong tay cho Trì Quy, sau đó dẫn theo bạn bàn trước đang ngơ ngác nganh ngang rời đi. Trì ca, Ui Nam Sinh nháy mắt ra hiệu với Trì Quy, nữ sinh này khá là khác biệt nha, anh thế mà thật sự ép cô ấy à, tôi sợ cô ta đánh tôi. Trì Quy kết điện thoại vào trong túi, quan sát bữa sáng trong tay, cái này hình như mua ở nhà ăn của trường học, đám người, nói mới nhớ. Tư thế của cô gái vừa rồi thật đúng là khá giống như đến để gây chuyện đánh nhau. Hung dữ đến một nhóm lần đầu gặp xin wechat là xin như thế sao quả nhiên không đi đường thường sẽ có được thu hoạch không giống nhau nhìn đi chị ca chưa từng ép wechat nữ sinh chẳng phải đã ép cô rồi sao không phải chị ca anh sợ một nữ sinh á anh đùa gì thế mặt mũi đại ca hoa hải của anh anh định từ bỏ à chị quy tôi không đánh con gái đánh giám anh còn nhớ hai tháng trước anh đã làm gì không ôi 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 chị ca anh đi đâu đấy chị quy nhuộm tóc a à nhuộm lại thật á, mấy nam sinh vội vàng đuổi theo, không phải đã nói kiên quyết không nhuộm lại sao, chỉ ca, sao anh có thể phản bội lời thề của chúng ta, chỉ quy cười một cái, không đáp lời, lấy từ trong túi ra một cái bánh bao, bánh bao của nhà ăn hình như không tệ, chỉ ca, anh lại còn ăn bữa sáng người ta tặng cho, có biến, tuyệt đối có biến, không thể lãng phí, chỉ quy đưa cái túi tới, ăn không, ăn, ăn chùa ngu sao mà không ăn, vốn chính là một nhóm người mấy người chỉ cần một xíu là có thể chia xong bánh bao. Lịch đăng trương thống nhất bây giờ là một ngày 23 chương nhé mọi người. Có lẽ vì đu lâu quá nên hết thời điểm để đu rồi giờ mình phải hạn chế tối đa thời gian dùng điện thoại máy. Tính, mình sẽ cố gắng up theo tiến độ đã đặt ra. Bảo trương có lẽ là chuyện hơi xa vời. Mọi người thông cảm, những người không đọc trang chính chủ thì đừng than vãn. Không rảnh, không có thời gian chửi nhau. Không nghe, cảm ơn, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2042 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên giờ nghỉ trưa. Sơ tranh ngừng nhạc ăn vừa ăn cơm, vừa thị gian, không đúng, lật xem vòng kết nối bạn bè của Trì Quy. Trong vòng kết nối bạn bè của bạn nhỏ này cực kỳ náo nhiệt. Một ngày ít nhất phải đăng ba tin, hơn nữa đều là những tin tức nhàm chán không có chút tác dụng gì. Sơ tranh hoài nghi có phải mình ép nhầm người rồi không? Mẹ nó đây là con gái đúng không? Ôi xem đi, đây là thiên sứ nào đây? Sơ tranh bị một tiếng khoa trương ấy kéo về hiện thực. Cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy xã trưởng của đội kịch nói dẫn theo thành viên. Chạy như bay đến, thật sự là chạy như bay. Sơ tranh cất điện thoại đi, xe dịch khay cơm sang bên cạnh, phòng ngừa sự kiện lật xe. Xã trưởng trực tiếp ngồi xuống ở đối diện, hai tay bưng mặt, sao kim chủ ba ba lại ăn cơm một mình thế này? Không có ai ăn cùng cậu sao? Không cần, đại lão không cần người ăn cùng, thẻ người tốt, có thể cân nhắc, không sao, chúng tớ ăn cùng cậu." Xã trưởng vỗ ngực, quay đầu nhìn hai cái đuôi nhỏ mình mang đến, "Hai người các cậu đi theo tớ làm gì? Đi mua cơm đi." Hai người, xã trưởng tên là Tần Kiều, lớp 11, Trung học Đông Dương chỉ lớp 11 thôi đã hơn 800 người. Cho nên nguyên chủ căn bản chưa từng gặp vị xã trưởng của đội kịch nói này. Mà hai xã viên khác, nam sinh tên là Giản Hữu, nữ sinh tên là Tống Tiểu Uyển, Giản Hữu và Tần Kiều học chung một lớp, Tống Tiểu Uyển là lớp 10. Năm nay vừa vào đội kịch nói, vốn đang định xông pha ra một phen thành tựu ở đội kịch nói. Ai biết vừa mới vào đội kịch nói, thì đã gặp phải nguy cơ giải tán. Kim chủ ba ba, tớ cảm thấy tiền kia chúng tớ không thể nhận. Tần Kiều bị giáo viên tìm tới cửa, dọa cho cô ấy tưởng rằng mình đã làm ra tội ác tay chơi gì. Sau đó mặc dù không có việc gì, nhưng nhiều tiền như vậy, Tần Kiều cầm đến bỏng cả tay. Mấy ngày nay cô ấy cũng muốn tìm sơ tranh, kết quả lần nào cũng vồ hụt ngày hôm nay vậy mà lại chặn được người ở nhà ăn lúc này tần kiều muốn trả tiền lại cho sơ tranh sơ tranh hoảng sợ không thôi không cần bạn học hàng. tần kiều nghiêm mặt tiền của ai cũng không phải do gió thổi tới tiền này của cậu chắc cũng không dễ dàng gì mới có được cứ cho không chúng tớ như thế chuyện này tuyệt đối không được đúng thật là do gió lớn thổi tới nói là tài trợ đã cho các cậu thì chính là của các cậu các cậu muốn xử trì thế nào cũng được sơ tranh nói thế nào cũng không lấy làm tần kiều gấp đến mức túm tóc cậu yên tâm tiền kia lai lịch chính đáng không phải tiền đen gì đó tần kiều lộ ra một nụ cười xấu hổ lại không thất lễ sơ tranh lại bổ sung thêm một câu cũng không phải lấy trộm trong nhà nhưng mà cậu còn nói nữa thì tôi đi không nói nữa không nói nữa tần kiều vội vàng xua tay ăn cơm ăn cơm vì trả tiền mà tần kiều sầu muốn chết nhưng sơ tranh nói tài trợ tiền ra ngoài cũng giống như bát nước đổ đi kiên quyết không thu lại Tần Kiều hối hận đến ăn ba bát cơm, lúc trước cô ấy không nên nhận tài trợ của Sơ Tranh. Cuối cùng Tần Kiều không có cách nào, chỉ có thể làm thêm một tấm thẻ, chuyển tiền vào đó, biểu thị số tiền đó sau này sẽ là tiền chuyên dụng của đội kịch nói. Nếu như kỳ này họ dùng không hết, thì sẽ thành tài sản chuyên cho kỳ tiếp theo. Sơ Tranh, 100 ngàn cũng không xài hết, có chơi được không đây? Tần Kiều thường xuyên tìm Sơ Tranh, lần nào Sơ Tranh cũng trốn tránh cô ấy, cô ấy còn có thể xuất hiện không hề có điểm báo trước. Sơ tranh không vui, cậu chặn tớ làm gì, giúp ta tiêu tiền sao, he he thiên sứ sơ sơ, nếu không cậu gia nhập đội kịch nói của chúng tớ đi. Tần Kiều chờ mong, cậu xem, đây chính là đội mà cậu tài trợ, cậu không thể nhìn nó xuống dốc đúng không, tổ chức cần cậu nha, sơ tranh mặt nghiêm túc, tớ có thể tài trợ cho những đội nhóm khác, trường học nhiều câu lạc bộ đội nhóm như vậy, tài trợ cái nào mà không phải là tài trợ, Tần Kiều, hả 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 hả, Tần Kiều biến sắc trong một giây. Sơ tranh nhìn ra mấy chữ đầy ai oán cậu lại còn muốn sủng hạnh người khác. Cậu là đồ cha nam từ trên nét mặt của cô ấy. Bây giờ thứ mà đội kịch nói thiếu nhất chính là người. Câu lạc bộ thấp hơn 5 người là phải bị tủ tiêu, sau đó nhường vị trí ra cho những câu lạc bộ khác. Giáo viên nói trong tuần này nếu chúng tớ không thể tìm thêm thành viên, thì chúng tớ phải giải tán, nhường vị trí cho người khác. Như vậy sao được, đội kịch nói không thể kết thúc trong tay tớ, tớ không thể trở thành tội nhân lịch sử vậy thì tuyển thêm nói với ta có ích lợi gì đâu tớ không tuyển nổi mà tần kiều vẻ mặt cầu xin cậu nói xem là dáng vẻ của tớ không đủ xinh đẹp sao sơ tranh tần kiều là một mỹ nhân giang nam điển hình chỉ là tính tình hơi tăng động còn thích nhập kịch không hề có điểm báo trước làm cho người ta khó lòng phòng bị sơ tranh nghĩ kế cho cô ấy cậu có thể nói với bọn họ gia nhập đội kịch nói mỗi tháng có thể lấy tiền tiêu vặt tần kiều tiền là nước sao sơ tranh chắc thế tần kiều tần kiều rời khỏi group chat tần kiều cảm thấy mình và sơ tranh hoàn toàn là người của hai thế giới không có cách nào trò chuyện với nhau được nhưng cuối cùng tần kiều vẫn quyết định áp dụng đề nghị của sơ tranh dù sao bây giờ cô ấy cũng không có cách gì khác đừng nói tin tức này vừa truyền ra lập tức đã có người tới hỏi cô ấy tần kiều cực kỳ phiền muộn vì sao nhiệt tình của các cậu lại dành cho tiền tài mà không phải dành cho nghệ thuật chứ cố lên sơ tranh động viên tần kiều sau đó sau đó đi luôn, mấy ngày nay Sơ Tranh chưa gặp Trì Quy, nhưng nghe tiếng gió trong trường học thì chắc hẳn Trì Quy không làm ra chuyện gì. Sơ Tranh có một loại cảm giác vui mừng của mẹ già. Hàng Sơ Tranh, mấy nữ sinh chặn trước mặt Sơ Tranh, người dẫn đầu kia, trong trí nhớ của nguyên chủ có, Bối Tiếu Tiếu, sau khi Sơ Tranh tới, vẫn không thấy người này xuất hiện trong tầm mắt cô. Sơ Tranh còn một khoản nợ chưa tính đâu. Nghe nói hai ngày nay mày sống không tệ, khóe miệng Bối Tiếu Tiếu ẩn chứa cười xem ra bạn học hàng của chúng ta cũng giống như người cha điên của mày không tim không phổi nhỉ sơ tranh không nói một lời nhìn bối tiếu tiếu nhìn tao như vậy làm gì bối tiếu tiếu bị sơ tranh nhìn đến khó chịu cảm thấy tao nói sai à không phải mày quên cha mày từng làm gì rồi chứ mắc mớ gì tới cô giọng điệu sơ tranh lạnh lùng à tao còn tưởng rằng mày câm điếc không biết nói chuyện cơ đấy bối tiếu tiếu cười lạnh một tiếng chắc mày không muốn để cho học sinh toàn trường biết chuyện này đâu nhỉ cho nên cho nên, về sau tốt nhất mày nên nghe lời tao. Nếu không, bối tiếu tiếu xòe tay ra. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu cô không nghe lời cô ta, thì cô ta sẽ công khai chuyện này ra ngoài. Hôm nay bối tiếu tiếu tới hiển nhiên cũng chỉ để cảnh cáo cô. Cũng không muốn làm gì. Mấy ngày nữa mày nên linh hoạt một chút cho tao. Bối tiếu tiếu ném ra câu nói này. Nênh ngang rời đi. Sơ tranh nhìn quanh bốn phía. Quá nhiều người. Được rồi. Hòa khí sinh tài. Đều là bạn học. Nhịn một chút là qua thôi ta nhịn con mẹ nó chứ nhịn, bối tiếu tiếu vốn đang bày ra dáng vẻ đại tỷ đi ở phía trước. Kết quả không biết xảy ra chuyện gì mà ngã một phát. Còn chưa kịp phản ứng, người phía sau lần lượt đập xuống, toàn bộ đè hết trên người bối tiếu tiếu, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Bọn họ làm gì thế? Học sinh đi ngang qua cũng bị bọn họ làm giật mình. Đang đi yên bình, sao nói ngã là ngã rồi? Hù chết người, tạo dáng nghệ thuật, hay là quay video? Mọi người nhìn xung quanh một chút, không nhìn thấy có ai đang quay phim cả. Không phải điên rồi chứ. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2043 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên mấy người giấy rụa tách ra. Bối tiếu tiếu bị đè đến xém chút thở không ra hơi. Các cậu điên à, cố ý đè trên người tớ làm gì, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì mà, cũng không đạp phải cái gì thì đã ngã một cách khó hiểu, luôn cảm thấy phía sau lạnh căm căm, nhưng đằng sau không có gì cả. Không đúng, hàng sơ tranh đâu, không phải vừa rồi còn đứng ở đằng sau sao, vì sau chớp mắt đã không thấy tăm hơi rồi. Bối tiếu tiếu bị đè tới ngược một ngạt, thoá mạ tuy tùng một trầu, sơ tranh rất nhanh liền biết mấy ngày nữa mà bối tiếu tiếu nói là có ý gì. Trường học vì muốn làm cho học sinh Đông Dương và Đông Hải mau chóng thích ứng với nhau. Gia tăng tình hữu nghị hai bên, Hợp tác tổ chức một cuộc chơi hài hòa trốn vườn trường. Tổ chức một cuộc du lịch mùa thu, các học sinh trung học Đông Dương, thời tiết lạnh như vậy, du lịch mùa thu cái quỷ gì, chỉ muốn học tập, không muốn du lịch mùa thu, mặc kệ bọn họ có muốn hay không, chuyện trường học quyết định ra, chắc chắn không thể thay đổi, nhưng không trở ngại các học sinh trung học Đông Dương làm cho. Dồn dập biểu thị cần phải ứng phó với kỳ thi sau đó. Tự động từ bỏ quyền tham gia du lịch mùa thu lần này các giáo viên biểu thị học tập phải khổ nhàn kết hợp. Cũng chỉ có thời gian 3 ngày, hai ngày trong đó đã là cuối tuần, không chậm trễ học tập. Học sinh, các thầy cô còn biết là cuối tuần cơ đấy, một chiêu không thành, lại bắt đầu nghĩ những cách khác. Tập thể xin nghỉ nói thân thể không thoải mái, một người xin nghỉ thì có thể phê chuẩn được, hai người, ba người, các giáo viên lại không ngốc, sao có thể không phát hiện được vấn đề? Cuối cùng đến một người cũng không thành, trường học nhiều người, du lịch mùa thu tiến hành theo từng nhóm trong mỗi nhóm có một bộ phận của trung học đông dương một bộ phận của trung học hoa hải sơ tranh cũng không biết loại du lịch mùa thu hữu nghị mà tách ra tiến hành thế này thì có ích lợi gì chắc chắn không phải là giáo viên trong trường học muốn đi du lịch mùa thu chứ số học sinh của trung học đông dương gấp mấy lần trung học hoa hải kiểu này nếu mà đánh nhau thì số lượng đã trực tiếp nghiền ép trùng hợp chính là sơ tranh và bọn bối tiếu tiếu được phân đến một nhóm sơ tranh từ rất xa trông thấy bối tiếu tiếu và tùy tùng của cô ta một đám người cười cười nói nói, nhìn rất vui vẻ, không biết nơi đến có phải là giã ngoại hoang vu, sơ tranh cũng có chút mong đợi, sơ sơ, tần kiều vẫy tay với sơ tranh, mấy bước chạy tới, hưng phấn hỏi, cậu đi xe nào, sơ tranh chỉ vào chiếc xe đằng sau, ai, tớ ở chiếc xe ngay phía sau xe cậu, điềm tâm, xem ra duyên phận của chúng ta là do trời định, mắt thấy tần kiều sắp biểu diễn đến nơi, sơ tranh nhanh chóng nhét cô ấy cho giản hữu theo tới đằng sau. Nhanh như chớp lên xe để lại tần kiều ở phía dưới duỗi tay nhĩ khang sơ tranh chọn một vị trí ở góc khuất phía sau học sinh trong lớp học rõ ràng không vui lắm ở đây suy sụp như từng bị người ta tàn phá vậy nếu như không có học sinh của hoa hải thì kỳ thật bọn họ sẽ rất vui trung học đông dương là sân nhà đối với học sinh của trung học đông dương mà nói chuyện này cũng giống như cha đột nhiên cưới vợ hai còn mang theo một đứa con ghẻ về nữa trong lòng của học sinh đông dương nhất định sẽ không cân bằng có loại cảm giác như cha ruột của mình bị cướp mất. Giáo viên lên xe điểm danh người xong, lại xuống xe đi xem một chút, đội ngũ hơn nửa ngày mà vẫn không xuất phát, hình như là không đủ xe, bây giờ đang nhét người lên các lớp học. Sơ tranh từ trong cửa sổ xe trông thấy Trì Quy và mấy người anh em của hắn đi xuống từ một chiếc xe, rồi đổi sang một chiếc xe khác. Sơ tranh nhớ kỹ đó là xe chở đồ, chỗ ngồi phía trên đều bị các loại dương gì đó chiếm gần hết. Không được, bên này chỉ có thể lên thêm bốn người không thể thêm một người nữa được sao cô xem xem còn ghế trống nào nữa không giọng nói của giáo viên chủ nhiệm và người khác từ phía trước truyền đến ánh mắt sơ tranh khẽ chuyển đứng dậy đi đến phía trước em đi chiếc xe kia cho bạn ấy ngồi đi giáo viên chủ nhiệm nhíu mày xe kia có thể ngồi được sao em đừng đi về vị trí ngồi đi cô sẽ nghĩ cách sơ tranh mặt kiên định vừa rồi có học sinh đi lên có thể ngồi không có trùng hợp như trong phim thần tượng vậy thì tự mình chế tạo sơ tranh trực tiếp xuống xe, giáo viên chủ nhiệm không gọi cô lại được, chỉ có thể nhìn cô đi sang phía bên kia, cậu bỏ thêm chút tâm tư đi, con gái bây giờ đều nhìn mặt, chỉ với nhan sắc ấy của cậu mà người ta có thể coi trọng cậu à. Cậu còn mong mỏi chạy tới, kết quả người ta chỉ nhờ cậu đưa tư tình ha 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 ha. Cho chiêu chiêu nhà chúng ta chút mặt mũi đi, các cậu đừng cười, không được, tớ không nhịn được ha 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 ha, sơ tranh tới gần xe, đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười không ngừng các cậu muốn đánh nhau phải không hả? Chỉ ca chỉ ca cứu, mạc, sơ tranh lên xe, người đùa giỡn bên trong nhất thời cứng đờ tại chỗ, chỉ quy tựa trong lối đi nhỏ, đồng phục khoác trên vai, hai tay khoanh trước ngực nhìn, khóe miệng ẩn chứa ý cười, rất nhàn nhã xem kịch, mái tóc màu đỏ rượu rêu dao kia đã không thấy nữa. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi trên đỉnh đầu hắn, có một chút màu lam, không đậm, cách xa hoàn toàn không nhìn ra, không bị ánh mặt trời soi sáng thì nhìn qua chính là màu đen bạn nhỏ đủ phản nghịch nha, khụ khụ, buông ra buông ra, nam sinh bị đè lên đánh kia vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, xuất ra nụ cười chân thành, bạn học, cậu tới chiếc xe này làm gì, ngồi, sơ tranh lời ít mà ý nhiều, chỉ quy ghé mắt nhìn cô, đậu cong nơi khóe miệng không thay đổi, giống như cười mà không phải cười, ánh nắng hắn lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, rát lên một vầng sáng nhàn nhạt, á, à, nam sinh gãi gãi đầu, xe này cũng không thoải mái như xe khác xe của lớp các cậu không đủ chỗ à bọn họ là vì có thêm người tới nên mới chủ động qua bên này ừ sơ tranh mặt không cảm xúc đáp có thêm một cô gái mấy nam sinh quy củ hơn nhiều rất nhanh liền hợp lực nhường ra mấy chỗ trống tài xế vừa vặn lên xe vào lúc này thấy trên xe có người cũng không ngoài ý muốn mọi người tự tìm vị trí ngồi đi lập tức xuất phát vị trí nhường ra không nhiều sơ tranh ngồi một mình ở hàng ghế phía sau cùng nhất chỉ quy ngồi ở hàng đối diện sơ tranh chân dài tùy ý duỗi ra trong lối đi nhỏ, ánh mắt liếc nhìn mấy người phía trước vụng trộm ngó ngó phía sau. Chú ơi, Hiếu ơi, mở cửa ra, mở cửa ra, Tần Kiều người còn chưa đến, giọng đã tới trước, Tần Kiều dẫn theo giản hữu đang nhảy nhót bên ngoài cửa xe, bảo tài xế mở cửa, ánh mắt sơ tranh nhanh chóng đảo qua bốn phía, chỉ còn lại một ghế chỗ cô, và một ghế bên chỗ chỉ quy, nếu Tần Kiều đi lên, nhất định sẽ chọn chỗ cô, vậy dọc theo con đường này cô còn có thể an ổn sao? Không thể, Sơ Tranh quyết định thật nhanh, đứng dậy nói với Trì Quy, tôi muốn ngồi vị trí bên trong chỗ anh. Trì Quy sửng sốt một chút, chỗ bên kia không thể ngồi à? Không thể, cửa xe đang từ từ mở ra, Sơ Tranh đã trông thấy tay Tần Kiều túm lấy tay vịn. Sơ Tranh giật mình, trực tiếp bám vào bên cạnh Trì Quy, ấn vào ghế ngồi trước mặt, dễ dàng vượt qua chân Trì Quy, tiến vào bên trong, ngồi xuống, Tần Kiều lên xe, Sơ Tranh đã ngồi xuống, tư thế kia giống như vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Tần Kiều chớp chớp mắt, "Sơ Sơ, không phải cậu vừa mới?" Cô ấy chỉ chỉ một bên khác. Tài xế thúc giục, "Đừng đứng ở đây, mau lên đi, chuẩn bị xuất phát rồi." Tần Kiều vội vàng đi vào bên trong, giản hữu lên xe theo. Tần Kiều hoàn toàn không có hứng thú với Mỹ Nam, nhiệt tình mời Sơ Tranh, "Sơ Sơ, cậu ngồi cùng tớ đi mà, dọc theo con đường này sẽ nhàm chán đến cỡ nào chứ? Có tớ ở đây có thể giải buồn cho cậu." Sơ Tranh, "Ta không, chúng ta không thích hợp. Cảm ơn bạn đã xem tới đây." Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2044 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên sơ tranh từ chối lời mời của Tần Kiều. Tần Kiều bị sơ tranh từ chối đã quen, tiếc núi ngồi xuống cùng giản hữu chỉ quy kiếm coi như đã nhìn ra, vừa rồi động tác của sơ tranh nhanh như vậy, rõ ràng chính là vì trốn tránh nữ sinh này, mới đầu trì quy không hiểu, mấy phút sau hắn đã biết vì sao sơ tranh tránh như tránh rắn rết thế kia. Người đằng trước, Tần Kiều nghiêng đầu lại hỏi. Tiểu tỷ tỷ, cô học lớp nào đấy? Tờ á, tới lớp 11, các cậu học lớp nào đấy? Nhìn các cậu đẹp trai như vậy, trước kia chưa từng thấy. Là hoa hải à, Tần Kiều đã mở máy hát ra. Thì bạn đừng mơ mà bắt cô ấy đóng lại. Không phải sao, chỉ qua 2 phút, Tần Kiều đã bắt đầu thảo luận kịch bản với kẻ mà vài phút trước còn chưa quen biết. Sơ tranh thật sự không chịu được ồn ào như thế. Nghiêng đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị quy dùng dư quang dò xét cô gái bên người. Trước đó cô lấy WeChat của mình. Còn tưởng rằng cô sẽ tìm mình. Hắn đã làm tốt chuẩn bị nếu cô quấy rối mình thì sẽ kéo đen. Kết quả người này căn bản không hề tìm mình. Một lần cũng không. Chỉ quy bắt đầu hoài nghi mục đích cô ép WeChat của mình. Không phải cô xin dùng người khác chứ. Sơ tranh không nói lời nào. Chỉ quy cũng không lên tiếng. Lấy điện thoại di động ra. Hơi quay lưng về phía sơ tranh. Lật đến avatar lạ lẫm trên danh sách bạn. Sau khi ấn mở, Chị quy không xác định đây có phải là cô không. Vòng kết nối bạn bè chỉ hiện 3 ngày, avatar là một tấm ảnh phong cảnh, không đăng gì, sạch sẽ đến mức làm cho người ta không tìm được bất cứ manh mối gì. Chỉ quy liếc mắt qua ngắm sơ tranh, người sau đổi một tư thế càng thoải mái hơn, không biết đã đeo tay nghe từ lúc nào, đang xem điện thoại, điện thoại có miếng dán chống nhìn trộm, không nhìn thấy cô đang làm gì. Vài giây sau Trì Quy cười một cái, quan tâm nhiều như vậy làm gì, Trì Quy hơi khỏi WeChat, bắt đầu tuần sát mấy app thường dùng trong điện thoại di động. Các giáo viên trong trường nói, nếu đã đi ra ngoài chơi, vậy thì phải đi xa một chút, đi quanh cửa nhà mình thì có ý nghĩa gì nữa. Cho nên, địa điểm bọn họ đi du lịch mùa thu là ở thành phố Sát Vách. Học sinh trung học Đông Dương, không bằng giải đề, học sinh trung học Hoa Hải, sợ là bị điên rồi. Thành phố Sát Vách đi xe buýt cũng phải cần tầm 4 tiếng. Sơ tranh tăng tốc độ xem xong một bộ phim truyền hình. Cũng không biết lĩnh ngộ được thứ gì tự phát ngốc một lát, cô gỡ tay nghe xuống, quay đầu nhìn trì quy, cả người nam sinh không có sức lực gì, làm ổ trong chỗ ngồi, chân dài trống vào chỗ ngồi trước mặt, mới không làm cho hắn tuột xuống, hắn chuyên chú nhìn điện thoại di động, ngón tay thỉnh thoảng lướt lướt ở phía trên, anh đang xem gì thế, trì quy xem đến chuyên chú, không chú ý tới sơ tranh, bên tay đột nhiên vang lên một tiếng như thế, điện thoại lắc một cái, ngón tay cực nhanh ấn vào bên mép, màn hình tối xuống, không có. Không có gì, Sơ Tranh cũng không thấy rõ hắn xem cái gì, lúc đầu không suy nghĩ nhiều, chỉ quy lại bày ra dáng vẻ như bị bắt tại trận thế kia. Ngược lại làm Sơ Tranh ngờ vực, không phải là đang xem thứ gì đó không thể cho người ta thấy đấy chứ. Sơ Tranh ngờ vực vài giây, nói, "Tôi có chuyện muốn hỏi anh." Trì Quy, "Ừ, hỏi cái gì? Vừa rồi cô trông thấy cái gì rồi? Thời gian ngắn như vậy, chắc là chưa thấy rõ gì đâu nhỉ?" Sơ Tranh, "Lần đầu tiên tôi gặp các anh, các anh đang làm gì? Lần đầu tiên" ở trên con đường nhỏ trong trường học kia, chỉ quy suy nghĩ một chút, không làm gì, trường học mất tiền có liên quan gì đến anh không? Chỉ quy nhíu mày, quay đầu nhìn cô, bạn học, nếu tôi nhớ không nhầm, khoản tiền kia đã tìm được, liên quan gì đến tôi? Anh chỉ cần trả lời tôi, có liên quan hay không? Chỉ quy khinh hiểu thấu, đột nhiên bị người ta hỏi loại vấn đề này, không vui lắm, không, ừ, sơ tranh thu tầm mắt lại, không hỏi nữa, chỉ quy nhiều bị vài giây, càng nghĩ càng khó chịu. Không phải, cô có ý gì hả? Cô nghi ngờ tôi lấy khoản tiền kia à? Không có, vậy vừa rồi cô hỏi như vậy là sao? Sơ tranh hỏi lại, vậy anh có thể nói xem vì sao anh lại lén lén lút lút xuất hiện ở đó không? Trường học mất một khoản tiền lớn như vậy, gần đó còn có giám sát, có thể không tra đến trên đầu mấy người chắc, nếu không phải ta giải quyết trước, thì mi đã sớm bị sách tới văn phòng tam đường hội thẩm rồi. Sơ tranh cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực mình lại tươi đẹp hơn rồi. Nhưng mà, người trộm tiền là ai? được rồi dù sao cũng không liên quan đến ta tiểu tỷ tỷ cô không cảm thấy cô rất không có trách nhiệm sao vương giả không nhìn được sơ tranh mặt lạnh lùng ta còn phải có trách nhiệm kiểu gì nữa chỉ thiếu tay cầm tay đút cho hắn ăn nữa thôi ta nói về việc trộm tiền cơ cô như vậy là dung túng cho tội phạm nếu như không phải cô can thiệp vào thì nói không chừng bây giờ trường học đã bắt được tên trộm chân chính rồi bây giờ hắn ta trộm tiền sau này sẽ trộm cái gì nữa sơ tranh nếu như không bắt được thì sao? Vậy có phải trì quy sẽ là người có hiểm nghi lớn nhất không? Cuối cùng còn không phải ta đến thu thập cục diện dối rắm à? Sơ tranh biểu thị cô hiểu kịch bản, mới không mắc mưu, sơ tranh, mi cũng không phải thứ tốt lành gì, bớt lên mặt dạy đạo đức cho ta đi. Vương giả cảm thấy mình rất oan uổng, nó là một hệ thống tốt tuân thủ chuẩn nguyên tắc ngũ rằng Tứ Mỹ, tam nhiệt ái, sao đến miệng cô lại không phải thứ tốt lành rồi, nó là chim sao? tức chết rồi, nhiệm vụ chính tuyến, mời đổi khách sạn cấp 5 sao trở lên cho các bạn học của cô. Thời hạn 6 tiếng, sơ tranh, ông nội mi, tiểu tỷ tỷ, thật ngại quá, ta không có ông nội đâu. Vương giả ngữ điệu vui sướng, tiện xong liền chuồn, chỉ quy không muốn nói tại sao mình lại xuất hiện ở đó. Hắn nghiêng người sang, đối mặt với lối đi, một lát sau lại quay lại, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời, lần nữa quay về phía lối đi nhỏ. Chỉ quy như vị tăng động, ở đó giày vò một hồi lâu. Chị ca, chơi game không? Phía trước có người mời chị quy chơi game. Tâm trạng chị quy có chút phiền. Không muốn chơi lắm, nhưng cuối cùng nghĩ lại. Vẫn đồng ý, chúng ta đổi chỗ. Chị quy nỉ mới một tiếng với người phía trước. Hả, dù tử tích bị yêu cầu đổi chỗ ngồi rất đần độn Chị ca, anh ngồi chỗ ấy không phải rất tốt sao? Em gái người ta còn chủ động ngồi cùng anh kia. Cậu qua làm sao mà được? Tớ đổi tớ đổi, Tần Kiều chủ động giơ tay. Sơ tranh vốn không thèm để ý, nghe thấy giọng nói của Tần Kiều, kéo Chỉ Quy chuẩn bị đứng dậy lại, dùng sức kéo xuống một cái, Chỉ Quy ngã về chỗ ngồi, hắn không đổi, Tần Kiều, dù tử tích, Chỉ, người trong cuộc, Quy, quần chúng ăn dưa còn lại, bầu không khí trong xe có chút cổ quái, Chỉ Quy đánh vỡ sự trầm mặc này, bạn học, đổi hay không là quyết định của tôi mà, giọng nói sơ tranh hơi thấp, Quy hiếp hắn, anh dám đổi, thì tôi dám ném anh xuống. Chỉ quy, chỉ bằng cô, cô cho rằng mình là kim cương đại lực chắc, chỉ quy cái thể đứng dậy rời đi, căn bản không cần nghe cô, nhưng không biết vì sao, cuối cùng chỉ quy lại lựa chọn nghe theo uy hiếp, phất phất tay, không đổi, đám người, ai, không thể vui vẻ trò chuyện nhân sinh với kim chủ ba ba nhà mình. Tần Kiều rất mất mát, game cũng không muốn chơi, chuyên chú ăn uống, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 2045 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên du tử tích gượng cười hai tiếng. Chơi game chơi game, ánh mắt lại đảo quanh người trì quy. Hai người này làm sao đây? Từ chuyện trì quy cho cô WeChat trước đó, cậu đã cảm thấy có mờ ám. Bây giờ xem ra nhất định là có gì đó. Lửa bát quái cháy hừng hực trong mắt du tử tích. Sơ tranh không nhảy vào chơi game với bọn họ. Cầm điện thoại di động loay hoay một trận. Trong lúc đó rõ ràng cô có chút không kiên nhẫn. Tốc độ đánh chữ nhanh hơn không ít. Đằng đằng sát khí. Chỉ quy cũng cảm giác được, nghiêng đầu sang nhìn cô, sơ tranh nghiêm mặt, nhìn cái gì, chỉ quy tiếp giận cười một cái, ai nhìn cô, bạn học đừng tự luyến như thế, sơ tranh trầm mặc vài giây, tôi không ngại, chỉ quy, cô không ngại cái gì, ai cần cô ngại hay không ngại hả, câu trả lời này của cô bảo tôi đáp thế nào được. Chỉ quy nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, nói chuyện với du tử tích, thành công thay đổi vị trí lực chú ý, sơ tranh cất điện thoại di động, không biết mò đâu ra một quyển sách vật lý lật ra. Lâu lâu Trì Quy ghé mắt nhìn qua, thấy tốc độ lật sách của cô, khóe miệng khẽ co giật, với tốc độ lật sách này thì có thể nhìn thấy cái gì? Đã ra ngoài chơi mà còn mang sách làm gì hả? Chờ đến nơi Trì Quy mới biết được, suy nghĩ của hắn không chính xác lắm, bởi vì bên phía Trung học Đông Dương có rất nhiều người mang theo sách. Chờ lúc tập hợp, đám người này còn có thể vây lại một chỗ thảo luận đề bài. Trung học Đông Dương có độc à? đây không chỉ là suy nghĩ của trì quy mà còn là suy nghĩ của đông đảo học sinh trung học hoa hải nhưng càng nhiều học sinh cho rằng dù đám người này không muốn đi chơi cùng chúng ta thì cũng không cần phải làm nhục chúng ta như vậy chứ thành tích tốt không tầm thường nha làm trò cho ai xem chứ lúc này còn chưa bắt đầu mà mâu thuẫn đã lốp bốp cọ ra tia lửa trong không khí mọi người theo thứ tự đến chỗ giáo viên chủ nhiệm của mình lấy thẻ phòng bởi vì số lượng của chúng ta nhiều cho nên bốn người một phòng đành phải để các em chật chột một chút rồi. Phòng đã phân phối xong, sơ tranh không đi lấy thẻ phòng, mở điện thoại ra nhìn một chút, 134, 4892, đã làm theo lời ngài phân phó, tùy tươi có thể vào ở. Sơ tranh thở ra một hơi, vụng trộm nắm tay động viên, phá sản, ta có thể, cố lên, sơ tranh đi tìm giáo viên dẫn đội thương lượng chuyện đổi khách sạn. Khách sạn này nhìn cũng không tệ lắm nha, các học sinh chụp ảnh thì chụp ảnh, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, lần này trường học bỏ ra số tiền rất lớn nhỉ, tốt hơn chuyến đi năm trước đấy, không phải cuối cùng cũng thu lại từ chúng ta cả à. Có gì mà vui vẻ, nói có đạo lý lắm, càng không có cách nào phản bác, mọi người tập hợp lại, trò chuyện đủ thứ, chỉ ta, dù tử tích lắc lắc thẻ phòng trong tay, lấy được rồi, đi thôi, chỉ quy sờ ra bằng cái mũ đội trên đầu, chỉ lộ ra một chút lọn tóc, không nhìn ra bất kỳ dị thường gì, hắn quét mắt nhìn vào trong đám người một vòng, không nhìn thấy sơ tranh lại thu tầm mắt lại đi theo du tử tích vào khách sạn đám người này lục tục vào khách sạn còn chưa lên lầu lại nghe thấy người bên ngoài gọi bọn họ ra ngoài còn muốn làm gì nữa ra ngoài làm gì hình như muốn đổi khách sạn hả đám người ngơ ngác đi ra lần nữa tập hợp trên đất trống một đám người đông đảo giáo viên các lớp và hướng dẫn viễn du lịch to giọng giống lên cô ơi muốn đổi khách sạn à đổi khách sạn cái gì chứ chỗ này không được sao tớ không muốn động Trường học nghĩ thế nào mà muốn đổi là đổi thế. Có thể tôn trọng học sinh một chút được không? Đột nhiên thật thâm mộ lớp 12 quá đi. Lớp 12 lấy việc học làm trọng. Không tham gia hoạt động dạo chơi ngoại thành để hai trường học gia tăng tình hữu nghị lần này. Nghe nói những đồng bào lớp 12 bên trung học Hoa Hải kêu rên một mảnh. Giáo, đoàn đại biểu của trường học, viên. Đám danh con này không có chút lương tâm nào cả. Bọn họ là vì cái gì chứ? Làm mẹ kế cho người khác. Bọn họ dễ dàng lắm sao? Khách sạn mới đổi không xa mọi người lên xe theo thứ tự, đừng ầm ý nữa, lập tức lên xe, sơ tranh là người cuối cùng lên xe, dù tử tích đang thảo luận chuyện khách sạn với người ta. Chỉ quy ngồi ở vị trí bên trong hắn, mà chỗ ngồi trên xe, chỉ có bên cạnh Tần Kiều có ghế trống, Tần Kiều hưng phấn phất tay với sơ tranh, mỹ nhân nàng xem, đây là Giang Sơn chấm đánh xuống cho nàng, sơ tranh, cũng không phải rất muốn, còn có chúng ta thật sự không thích hợp. Vì sao cứ không thể bỏ qua cho nhóc đáng thương như ta hả? có thể đổi chỗ không? Sơ tranh cắt ngang du tử tích đang nói đến hăng say. Du tử tích chớp mắt, được chứ được chứ, nói xong trực tiếp đứng dậy, nhường vị trí cho sơ tranh. Chỉ quy, cảm ơn, không cần khách khí, không cần khách khí. Du tử tích cười hì hì ngồi xuống chỗ tần kiều bên kia. Còn âm thầm làm thủ thế cố lên với chỉ quy. Chỉ quy, có phải du tử tích bị điên rồi? Không, sơ tranh chặn ở bên ngoài. Bây giờ chỉ quy muốn đi cũng đi không được. Kìm nén một hơi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khách sạn mới đổi cũng không xa, nhưng vì trên đường kẹt xe, vừa đi vừa nghỉ, nên mất tầm một tiếng mới đến, khách sạn ở đâu thế, không phải trường học cảm thấy khách sạn vừa rồi quá đắt, nên tìm lều cỏ nhà tranh cho chúng ta ở chứ, bạn học xuống xe đưa mắt nhìn tứ phương, ở xung quanh đây nơi có thể được xưng là khách sạn, chỉ có tòa lầu mang bảng hiệu khách sạn suối nước nóng dung cầm cách bọn họ tầm 50 mét mà, thôi. Khách sạn này vừa nhìn đã biết là loại khách sạn năm sao căn bản không ai nghĩ tới, trường học sẽ đặt cho bọn họ loại khách sạn này, đợi mọi người tiến vào bên trong, lúc này mới hơi ngơ ngác, thật sự cho bọn họ ở đây á, trường học chúng số độc đắc à, hay là khoản tiền phá rỡ trung học Hoa Hải bị lấy ra sử dụng rồi. Rất nhiều học sinh chưa từng ở khách sạn, khách sạn cấp 5 sao, đại bộ phận đều chỉ từng thấy trong phim truyền hình, lúc này tự mình đi tới, kiến trúc trang trí đánh vào thị giác bọn họ, đủ cho bọn họ ngơ ngác một trận, khách sạn phái ra không ít người đang chờ đón trong đại sảnh, giáo viên chủ nhiệm nhận thẻ phòng, sau đó lại phát cho đám người, rồi cho các học sinh lên lầu dựa theo chỉ thị trước. Đừng chắn ở đây, trường học điên rồi sao, dù tử tích đưa điện thoại di động cho chỉ quy xem. Phòng kém nhất một đêm cũng đã hơn một ngàn, trường học cho cậu ở thì cậu cứ ở, cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì, cậu là lãnh đạo trường học à, chỉ quy đẩy điện thoại ra, chuyện khác thường tất có mưu đồ, chỉ quy, ánh mắt chỉ quy xuyên qua đám người rơi vào bên trong góc đại sảnh. Cô gái đưa lưng về phía hắn đứng đó, có một người đàn ông đang nói gì đó với cô, nhìn thái độ cực kỳ cung kính. Trong lúc trì quy quan sát, hai người đã kết thúc cuộc trò chuyện, sơ tranh lấy đồ từ trong tay người kia, sau đó xoay người đi về phía bên này. Người đàn ông kia đứng ở phía sau, hơi cúi đầu, mãi đến khi cô đi ra xa 3 mét mới đứng thẳng người dậy. Trì quy, sơ 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 sơ, nơi này thật đẹp, có muốn chụp ảnh không? Tớ chụp cho cậu kỹ thuật của tớ siêu lắm đó tần kiều hấp tấp vọt tới trước mặt sơ tranh cố gắng chào hàng mình với đại lão không cần sơ tranh cúi đầu tìm tìm trong tay rút một tấm ra đưa cho tần kiều thẻ phòng con người tần kiều sáng lên cảm ơn kim chủ ba ba không thể báo đáp không bằng tặng vị trí xã trưởng cho cậu nhé sơ tranh ta không muốn tần kiều hô khẩu hiệu xong lại kỳ quái nhưng vì sao cậu lại lấy thẻ phòng từ bên kia cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 2046 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên sơ tranh không để ý đến nghi hoặc của Tần Kiều. Rút thẻ của mình ra, sau đó đưa chỗ còn lại cho Trì Quy. Trì Quy nhíu mày, trên thẻ phòng có viết tên hắn và tên của Du Tử Tích. Mấy tấm khác cũng theo thứ tự viết mấy cái tên còn lại. Cô biết tên của họ từ khi nào? Hơn nửa mấy tấm thẻ phòng này của cô cũng không phải lấy từ chỗ giáo viên. Có lấy không? Sơ tranh dơ nửa ngày, chỉ quy cục không nhận, dù tử tích rất có mắt quan sát, vội vàng nhận lấy, cười nói cảm ơn, cảm ơn bạn học hàng, sao cậu lại giúp chúng tôi lấy tới luôn rồi, tôi còn nói lát nữa định đi lấy đây, không cần khách khí, chỉ quy bị du tử tích túng đi chụp ảnh, sơ tranh và tần kiều ở cùng một chỗ, giản hữu làm công nhân vận chuyển, chịu mệt nhọc lấy hành lý cho tần kiều, hàng sơ tranh, qua đây giúp bọn tao đưa hành lý lên đi, giọng nói của bối tiêu tiếu từ phía sau truyền đến bối tiếu tiếu và mấy tùy tùng kéo vali hành lý, đang đi về phía sơ tranh bên này. Cô ta đến rồi, cô ta đến rồi, cô ta dẫn theo tùy tùng của cô ta đến rồi. Trong đầu sơ tranh hiện lên các loại mưa đạn, trên mặt không hiện ra chút nào. Bình tĩnh nhìn bọn họ, sơ sơ, cậu quen bọn họ à? Tần Kiều nhỏ giọng hỏi cô, không quen, hả? Sơ tranh và Tần Kiều nói rất nhỏ giọng, bọn người bối tiếu tiếu không nghe thấy. Bối tiếu tiếu nhớn mày liễu một cái, vành mặt hất hàm sai khiến chỉ vào hành lý bên cạnh thất thần làm gì qua giúp bọn tao đưa hành lý lên mấy người cảm thấy mọc tay rất dườm già cần ta giúp các ngươi làm chuyện chủ nghĩa xã hội hài hòa chứ ta rất tình nguyện cống hiến sức lực nha bối tiếu tiếu sầm mặt lại âm điệu cũng bén nhọn hơn mấy phần hàng sơ tranh mày nói cái gì lỗ tai cũng không tốt sơ tranh hảo tâm nhắc nhở đây là bệnh cần phải trị bối tiếu tiếu ánh mắt tần kiều quỷ dị nhìn về phía sơ tranh trước đó cô ấy chỉ cảm thấy sơ tranh mặt đơ tính cách lãnh đạm từ chối người khác cực kỳ tuyệt tình nhưng cô ấy không nghĩ tới cô còn mắng người cái kiểu chững chạc đàng hoàng nghiêm mặt mắng người này cũng quá đáng yêu rồi cuối cùng bối tiếu tiếu tức đến cười hàng sơ tranh mày giỏi nha xem ra mày không sợ nhiều bàn học như thế biết chút chuyện của cha mày đúng không nếu đã thế sơ tranh đột nhiên lên tiếng các cô đặt ở chỗ này đi thái độ của sơ tranh chuyển biến quá nhanh bối tiếu tiếu còn không kịp phản ứng nhưng cô ta rất nhanh liền câu khóe môi lên sớm nghe lời như thế thì cũng không cần phải nói đến mức này đúng không ánh mắt sơ tranh bình tĩnh cũng không đáp lời cô ta bối tiếu tiếu có cảm giác như một quyền đánh vào trên bông nhưng nghĩ đến sơ tranh đã đồng ý cũng không gây chuyện nữa nơi này nhiều người như thế còn có giáo viên đợi cô đưa hành lý lên rồi nói chúng ta đi bọn người bối tiếu tiếu để toàn bộ hành lý lại tại chỗ nênh ngang rời đi ôi ánh mắt tần kiều đi theo bọn người bối tiếu tiếu mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới nghiêng đầu sang sơ sơ cậu cậu thật sự đưa lên cho bọn họ à bọn họ là ai vậy ánh mắt sơ tranh lạnh lùng đưa vì sao không đưa giọng điệu của cô gái rõ ràng không có gì khác biệt so với lúc trước nhưng tần kiều không khỏi dùng mình một cái có lại cảm giác âm trầm sơ tranh bảo tần kiều ở tại chỗ đợi cô một chút cô đi qua bên cạnh tìm được người đàn ông vừa rồi giao thẻ phòng cho cô Hàng tiểu thư, sơ tranh chỉ vào vali hành lý cách đó không xa, giúp tôi xử lý mấy vali hành lý kia một chút. Vâng, này nói số phòng đi à, sơ tranh ra hiệu anh ta đến gần một chút, sơ tranh thấp giọng dặn dò hai câu, người đàn ông có chút trần chờ nhưng cuối cùng khuất phục dưới tiền tài, rất nhanh cho người làm theo lời sơ tranh nói. Sơ tranh trở về, Tần Kiều lập tức tò mò hỏi, cậu nói gì với anh ta vậy? Không có gì, đi thôi, những vali hành lý này, Tần Kiều thành thật chỉ vào vali hành lý cứ để ở đây à, sơ tranh liếc nhìn cô ấy một cái, tớ chỉ bảo cô ta để ở đó, cũng không nói muốn đưa lên, tần kiều, ba ba vẫn đúng là ba ba, nhưng ba ba, không phải vừa rồi cậu nói muốn đưa sao, cơm trưa giải quyết ở sảnh tiệc đứng của khách sạn, bọn người bối tiếu tiếu ăn cơm xong mới chậm rãi trở về phòng, vốn cho rằng sơ tranh đã ngoan ngoãn đưa hành lý tới, kết quả ở cổng trống rỗng, làm gì có ai, bối tiếu tiếu chỉ cho là sơ tranh bị chuyện gì trì hoãn cảm thấy không có chuyện cô dám không đến, trừ phi cô thật sự muốn nổi danh toàn trường, cho nên bọn người bối tiếu tiếu quyết định chờ một chút. Chuẩn bị chờ sau khi sơ tranh đi lên, nghiêm túc tâm sự với cô về giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà đám người này đợi trái đợi phải, bóng người cũng không thấy được, mắt thấy sắp đến thời gian tập hợp xuất phát buổi chiều rồi. Vẫn không có ai xuất hiện, bọn người bối tiếu tiếu có chút ngồi không yên, cho dù lượt cầu thang bộ thì thời gian dài như vậy cũng nên đến nơi rồi chứ bối tiếu tiếu không chờ được. Đi, xuống lầu tìm người, trong đại sảnh còn có một số bạn học, nhưng cũng không có sơ tranh, cũng không có vali hành lý của bọn họ. Lục tục có người xuống tập hợp, bối tiếu tiếu đợi hơn 10 phút mới trông thấy một mình sơ tranh đi từ phía thang máy tới. Hàng sơ tranh, bối tiếu tiếu ngăn người lại, hành lý của bọn tao đâu, hành lý của mấy người hỏi tôi làm gì, sơ tranh một mặt nghiêm túc, sao tôi biết ở đâu, mày, bối tiếu tiếu nghẹt một hơi trong yết hầu, cắn răng nói, không phải tao bảo mày đưa lên cho tao sao? Mày đưa hành lý của chúng tao đi đâu rồi? Bạn học, tôi chỉ bảo cô đặt ở chỗ đó, cũng không nói sẽ đưa lên giúp cô. Sơ Tranh đúng lý hợp tình, tôi không biết hành lý của cô ở đâu. Bối Tiếu tiếu trợn tròn đôi mắt đẹp, mày nói cái gì? Sơ Tranh nghiêm túc lặp lại một lần, tôi không biết vali hành lý của cô ở đâu. Mày đùa bỡn tao? Bối Tiếu Tiếu giơ tay chỉ vào Sơ Tranh, mẹ nó mày muốn chết à? Ánh mắt Sơ Tranh rơi trên ngón tay của cô ta, lạnh như băng nhìn hai giây một giây sau bỗng nhiên ra tay, nắm lấy ngón tay bối tiếu tiếu, vặn xuống phía dưới một cái, miệng, bối tiếu tiếu bị sơ tranh kéo về phía cô một cái. Bịt miệng lại, chữ A cũng không thể kêu ra được, hàng sơ tranh mày làm gì, tùy tình của bối tiếu tiếu lập tức nóng nảy, sơ tranh đảo mắt qua, mấy tùy tùng không khỏi ngừng bước chân lại, bị ánh mắt của cô làm giật mình, không dám đi lên trước, lúc này người xuống càng ngày càng nhiều, bọn họ đứng ở chỗ này, người ở bên ngoài nhìn vào chỉ là mấy người đang đùa giỡn với nhau cũng không ai chú ý nhiều người nhà cô chưa từng dạy cô chỉ tay vào mặt người khác rất không lễ phép à bên tai bối tiếu tiếu vang lên giọng nói lạnh như băng của cô gái từng chữ đều giống như bọc lấy hàn khí từ lỗ tai lăn xuống đến đáy lòng hàn băng dần dần nổi lên đáy lòng rét lạnh một mảnh sơ tranh buông bối tiếu tiếu ra rất không khách khí đẩy cô ta sang phía tùy tùng bên kia hai chân bối tiếu tiếu mềm nhũn xém chút ngã xuống đất lửa giận hừng hực bốc cháy trong đáy lòng bối tiếu tiếu. Hàng, mọi người mau lên xe đi, ngồi giống như lúc đến, nhưng ai chưa xuống, mọi người thúc giục lẫn nhau đi. Chúng ta sắp xuất phát rồi, giọng nói của giáo viên từ đằng xa truyền đến, cắt ngang lời bối tiếu tiếu, sơ tranh lui lại một bước, trong ánh mắt giết người của bối tiếu tiếu, đi theo đám người ra khỏi đại sành. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2047 của tác phẩm Xuyên Nhanh nam thần bùng cháy đi edit bay hạ lan tâm nhiên bối tiếu tiếu xém chút nhịn không được xông lên đánh nhau với sơ tranh cuối cùng không lên được là bởi vì có mấy giáo viên đi tới cùng ra ngoài vừa vặn tách rời bọn họ ra bối tiếu tiếu có ngang thế nào cũng không thể ngang trước mặt nhiều giáo viên như vậy đúng không bây giờ vấn đề là vali hành lý của bọn họ đi đâu rồi bối tiếu tiếu hỏi một vòng cuối cùng biết được nơi hành lý đến vali hành lý bị người ta đưa đến đồn công an rồi bối tiếu tiếu khiếp sợ các anh làm gì vậy cho dù không ai lấy thì cũng không thể đưa đến đồn công an chứ là như vậy chỗ khách sạn chúng tôi có mấy vali hành lý mãi mà không thấy ai nhận đã bỏ ở đó rất lâu chúng tôi cũng không thể tùy tiện mở vali của khách cho nên mới dự định đưa đến đồn công an ai biết nhân viên lại lấy lộn vali của các vị thật sự rất xin lỗi người đứng ra giải thích chính là quản lý ở đại sành giọng điệu anh ta thành khẩn thái độ khiêm tốn làm cho người ta không thể hoài nghi lời anh ta nói. Nhưng mà, mẹ nói chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy giống lừa gạt mà. Làm gì có khách sạn năm sao nào làm như vậy, cho dù bối tiếu tiếu chưa từng ở, nhưng cũng biết chuyện này là không thể nào, luôn có cảm giác mình bị nhắm vào, nhưng bối tiếu tiếu lại nghĩ mãi mà không rõ vì sao khách sạn lại nhắm vào mình chứ. Vậy dù thế nào thì các anh cũng phải lấy vali hành lý về cho chúng tôi chứ. Bối tiếu tiếu đè ép lửa giận, quản lý tiếp tục nói xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, chỉ sợ được các vị phải tự đi một chuyến bối tiếu tiếu vì sao quản lý quản lý nghĩ nghĩ cuối cùng nghĩ ra được một lý do thích hợp là như vậy khách sạn chúng tôi cũng có một chút quy định hơn nữa vali hành lý của ngài cũng đã giao đến đồn công an bên kia cũng có một chút quá trình cần phải đi ngài tự đi xác nhận thì sẽ tốt hơn quản lý nói tiếp như vậy đi tôi phái người đi theo ngài qua vậy ngài xem như thế có được không bối tiếu tiếu chờ sau khi bọn người bối tiếu tiếu rời đi người bên cạnh lại gần hỏi quản lý, "Quản lý, chúng ta làm gì có quy trình gì? Phục vụ khách hàng." Quản lý giật giật nơ, phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, "Làm nhiều bớt nói đi. Hành trình buổi chiều là tham quan viện bảo tàng, đây đại khái là hành trình tiết yếu của học sinh tiểu học." Trung học Đông Dương không dám lay động quyền uy, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa học sinh đến viện bảo tàng. Sơ Tranh không có hứng thú gì với chỗ này, nhưng Tần Kiều rất hưng phấn đối với mấy đồ vật có lịch sử này cũng có thể nói ra được vài thứ ông nội tần kiều là giáo sư ngành khảo cổ giản hữu chủ động giải thích cho nên cô ấy hiểu khá rõ về mấy thứ này ồ ta cũng không muốn biết lắm sơ tranh quay đầu hỏi tượng trưng một chút các cậu có quan hệ thế nào sau ngay cả chuyện ông nội cậu ấy làm gì cậu cũng biết giản hữu gái gái đầu tôi và tần kiều ở cùng một tiểu khu thanh mai trúc mã giản hữu xem xem như thế đi ồ sơ tranh ồ một tiếng kia dường như xen lẫn chút ý tứ khác, nhưng vẻ mặt cô lạnh lùng, làm cho người ta hoài nghi là mình hiểu sai rồi. Giản Hữu, mau giúp tớ chụp kiểu ảnh." Tần Kiều như ăn trộm gọi Giản Hữu, Giản Hữu chịu mệt nhọc đi qua làm nhiếp ảnh ra tạm thời. Một mình Tần Kiều chụp thì cũng thôi đi, còn mời Sơ Tranh gia nhập nhóm chụp. Sơ Tranh lạnh lùng từ chối, Sơ Tranh chuồn từ bên cạnh Tần Kiều, sau đó cũng không đi xem nữa, trực tiếp đi tới phía trước tìm nơi ngồi xuống. Bạn học hằng, sao lại ngồi một mình thế này? đằng sau sơ tranh bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu, dù tử tích cười hì hì nháy mắt ra hiệu với sơ tranh. Chỉ quy đâu, mua trà sữa rồi, dù tử tích chuyển tới đối diện sơ tranh ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra ấn tin nhắn thoại, gửi tin nhắn cho chỉ quy. Chỉ ca, bạn học hàng cũng ở đây, anh mua thêm một ly nha, tin nhắn của chỉ quy gửi tới rất nhanh, ai, bạn học hàng đó, dù tử tích nói, chỉ ca, anh không cặn bã đến thế chứ. Mới vừa rồi còn ngồi chung với người ta đấy. Chỉ quy ưng đáp lại, dù tử tích hậu chi hậu giác vỗ vỗ đầu. Bạn học hàng, cậu thích trà sữa vị gì? Đều được, con gái nói đều được, cuối cùng đều không được. Dù tử tích rất có kinh nghiệm, chanh, xoài, dâu tây, dù tử tích một hơi đọc ra một chuỗi. Sơ chanh chỉ có thể tùy ý chọn một cái. Dù tử tích túm lấy điện thoại di động liền gửi tới cho chỉ quy. Dù tử tích tò mò hỏi, bạn học hàng, cậu và chỉ ca nhà tôi có quan hệ thế nào vậy? Không có quan hệ gì nhưng rất nhanh sẽ có. Tôi không tin, dù tử tích ấn vào cái bàn, khá là kích động, chỉ ta là người thế nào chứ? Anh ấy có tiếng không gần nữ sắc, không, nam sắc cũng không gần. Anh ấy không những đồng ý ép WeChat của cậu, còn cho cậu ngồi cùng một chỗ. Hai người tuyệt đối có vấn đề, dù tử tích nói đến chắc chắn như vậy, làm sơ tranh xém chút tin luôn rồi. Sơ tranh cân nhắc lại, có thể là sợ tôi đánh hắn, dù tử tích nói cũng giống nhau như thế, còn nói không có quan hệ gì lừa gạt quỷ à, dù tử tích còn chưa hỏi thăm được gì. Chỉ quy địch sách theo trà sữa trở về, dáng người chỉ quy vốn đã cao, trong đám người rất là dễ thấy. Hôm nay mặc hắn đồ thường, bên trong là áo thun, bên ngoài khoác một chiếc áo len hơi dày, quần là quần tây màu xanh đen rất tùy tiện, giày thể thao màu trắng, cả người đem đến một loại cảm giác thanh xuân rực sáng. Chỉ ca, tới tới tới, ngồi đi, dù tử tích chân chó lau ghế cho chỉ quy, chỉ quy chỉ mua hai ly trà sữa. Du tử tích lôi kéo hắn, chỉ ca, không phải bảo anh mua thêm một ly sao, cậu muốn uống hai ly, không phải, bạn học hàng ở đây mà, anh không nhìn thấy sao, chỉ quy lấy từ bên trong ra một ly, đẩy sang phía sơ tranh bên kia, một ly khác ném cho du tử tích, du tử tích, vậy không phải còn thiếu một ly sao, du tử tích kịp phản ứng, chỉ ca anh không uống à, chỉ quy ngoài cười nhưng trong không cười, không uống, nhưng mà, chỉ quy nguyết cậu một cái. Dù Tử Tích bị nguyết đến không hiểu thấu, nhưng vẫn im lặng, không tiếp tục nói nhiều nữa. Tại sao cô không đi dạo viện bảo tàng? Chỉ quy nhíu mày hỏi sơ tranh, giọng điệu sơ tranh nhẹ nhàng, không có hứng thú. Chỉ quy, vậy cô định viết cảm nghĩ sau khi tham quan thế nào? Sơ tranh, anh nói cái gì? Còn có cảm nghĩ sau khi tham quan cơ á? Đây không phải là bài tập mà học sinh tiểu học mới có sao? Cô không biết, chỉ ca, chúng ta cũng không cùng một giáo viên lớp của bạn học hàng có lẽ không có bài tập này thì sao? Sơ tranh âm thầm thở phào, kết quả còn chưa đưa tiễn được hơi thở này đi. Lại nghe trì quy nói, vừa rồi tôi nghe thấy lớp khác cũng có, lớp nào tham gia lần du lịch mùa thu này đều phải làm. Sơ tranh, trường học có bệnh đúng không? Sơ tranh chấn định hít sâu, liếc nhìn người đối diện, tại sao anh không xem? Trì quy cười cười, hơi nghiêng đầu. Trung học Hoa Hải chúng tôi không làm bài tập, lời này ta không cách nào phản bác được, chỉ quy hảo tâm nhắc nhở cô chắc chắn không đi dạo xem à? không cần, dựa theo tần suất chụp ảnh của tần kiều, trừ nơi không thể chụp ảnh, thì cô ấy đều có thể chụp được. mà dựa theo độ nhiệt tình của tần kiều đối với cô, chắc hẳn cô không cần tốn sức là có thể trông thấy ảnh chụp. cho nên như vậy cũng giống như chính cô đi dạo xem. ta thật đúng là một thiên tài. thật xin lỗi tranh ra, đây không phải bài tập mà học sinh tiểu học mới có đâu. em sinh viên năm cuối còn phải đi tham quan bảo tàng và viết cảm nghĩ đây. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2048 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên bối tiếu tiếu vì chuyện vali hành lý. Mà không tham gia chuyến thăm quan bảo tàng buổi chiều được. Vốn định chờ sơ tranh trở về tính sổ. Kết quả cô ta chờ ở đại sảnh đến lúc tất cả mọi người lên lầu. Cũng không thấy sơ tranh. Sơ tranh đã sớm trở về phòng từ một bên khác. Bối tiếu tiếu tức giận đến một đêm ngủ không ngon hành trình của ngày thứ hai là leo núi có thể tưởng tượng được bối tiếu tiếu không được nghỉ ngơi tốt lúc này thảm đến cỡ nào núi là khu phong cảnh chứ danh năm a bởi vì cuối tuần nên có không ít người giáo viên chỉ đưa họ đến chân núi đám người vốn cho rằng là hoạt động tự do muốn leo núi thì leo núi không muốn leo thì thôi kết quả các giáo viên vậy mà còn sắp xếp người ở trên núi mỗi một người đều phải lên báo danh mẹ nó đây là người sao các giáo viên còn tận tình nói vì tốt cho bọn họ Rèn luyện thân thể có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Học sinh của hai trường học lúc này có chút cảm giác cùng chung chí hướng, cùng chung mối thù. Trung học Đông Dương là ma quỷ à? Mọi người chú ý an toàn, được rồi, mọi người lên đường đi, cơm trưa ăn ở trên núi, mọi người không được lười biếng nha." Giáo viên cười ha ha, giống như nhìn một đám heo mập đang đợi làm thịt. Tớ muốn về nhà làm bài tập, trở về thi cũng được." Học sinh của trung học Hoa Hải không muốn nói chuyện, bọn họ không xứng Bối Tiếu Tiếu và Tùy Tùng của cô ta nhìn chằm chằm chỗ Sơ Tranh. Thấy cô đi lên trên, lập tức nháy mắt với đồng bọn, "Đi theo, Sơ Sơ, Tần Kiều ở phía trên chờ Sơ Tranh, cùng đi chứ?" "Sơ Tranh, chúng ta thật sự không thích hợp." Tần Kiều biểu hiện cơ bắp của cô ấy ra cho Sơ Tranh xem. "Nhìn tớ này, leo núi là chuyện nhỏ, lát nữa nếu cậu mệt, tớ có thể cóng cậu." Sơ Tranh hít sâu một hơi, "Tớ sẽ không mệt, bạn học hàng, bạn học Tần, dù tử tích mấy bước vọt lên." tụ hợp với họ, chỉ quy lậm rãi đi theo phía sau. Tần Kiều, cậu đừng gọi tớ là bạn học Tần, nghe lạ lắm, gọi tên tớ là được rồi. Dù tử tích cười ha ha hai tiếng, được, Tần Kiều, vậy tôi có thể gọi bạn học hàng là sơ tranh không? Tùy hiện, đồng chí giản hữu đâu, chắc đi mua nước rồi. Tần Kiều nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, để tớ bảo cậu ấy mua thêm hai chai. Giản hữu rất nhanh sách theo nước trở về, phát cho mỗi người một chai. Vậy thì lên đường đi. Tần Kiều vung tay lên một cái rồi đi về phía trước. Gâu, sơ tranh, leo núi mà thôi, cần phải thế sao? Giáo viên của Trung học Đông Dương cũng không biết đi đâu đạo nhái hoạt động dạo chơi ngoài thành của học sinh tiểu học người. Ta, dùng cách này chỉnh bọn họ chơi. Sơ tranh thu hồi ánh mắt rơi trên người chỉ quy. Bước mười bậc mà lên. Chỉ ta, anh nhanh lên đê. Du tử tích gọi chỉ quy. Anh ở phía sau nhặt kiến là. Kiến không nói nhảm nhiều như cậu. Ai, em là vì ai chứ? dù tử tích tang thương như cha già, không cảm kích thì thôi đi, sao còn công kích thân thể người ta? Trì Quy, Trì Quy lắc đầu, chân dài bước lên, vượt qua Du Tử Tích, đi sau sơ tranh hai bước, Tần Kiều muốn tiến lên, bị Du Tử Tích quấn lấy, Giản Hữu đương nhiên sẽ không vượt qua Tần Kiều, cuối cùng cũng chỉ còn lại Trì Quy và sơ tranh đi ở phía trước. Bạn học hàng, có phải cô thích tôi không? Trì Quy bước mấy bước đi đến bên cạnh sơ tranh, bất thình lình hỏi một câu như vậy. Sơ tranh quay đầu liếc hắn một cái, không lên tiếng, chỉ quy âm môi cười. Tôi không có dự định yêu đương, nếu như cô thích tôi, thì nên sớm từ bỏ đi thôi. Nếu như không phải, vậy thì xem như tôi tự mình đa tình đi. Sơ tranh không rõ ý vị mà nói, anh sẽ có, chỉ quy, có cái gì, chỉ quy cảm thấy mình hỏi lại thì có chút kỳ quái. Những gì hắn nên nói thì cũng đã nói, cho nên dứt khoát rời chủ đề đi. Học sinh Đông Dương các cô đều cố gắng học tập như vậy à? Ừ, Chí quy, thi lên đại học, thì thật sự có thể có được một con đường ra tốt sao? Sơ tranh, thành tích của anh không tốt. Chỉ quy cười xì một tiếng. Học sinh hoa hải chúng tôi, không có ai có thành tích tốt cả. Có thể đi vào Đông Dương, đây không phải là mộ tổ bốc khói xanh sao? Sơ tranh, anh muốn đi loại đường gì cũng được. Không có đường vậy thì trải ra cho anh một con đường. Chỉ quy gính mát, giống như cười mà không phải cười. Bạn học hàng tưởng rằng đơn giản như lựa chọn đồ ăn trong nhà ăn của trường học sao? Sơ tranh, có tôi, chỉ quy nhíu mày, không hiểu lời này và lời phía trước sơ tranh nói có liên quan gì đến nhau. Có cô thì thế nào? Hơn nữa vừa rồi hắn nói chưa đủ rõ ràng sao. Bọn người bối tiếu tiếu bám theo ở phía sau, mệt mỏi thành chó, người phía trước lại cười cười nói nói. Một chút dấu hiệu mệt mỏi cũng không có, mục tiêu của bọn họ thì càng khỏi phải nói. Đi vô cùng vững vàng, tiếu tiếu, cô ta đi cùng với chỉ quy kìa, hay là chúng ta bỏ đi, đồng bạn khuyên bối tiếu tiếu tìm cơ hội khác, cơn tức này không xả ra, tớ nhịn không nổi, bối tiếu tiếu nhìn chằm chằm bóng lưng nam sinh phía trước. Vì sao chỉ quy lại đi cùng, với cô ta rồi, mấy tùy tùng đều rất đần độn, làm sao bọn họ biết được, không phải chỉ quy coi trọng cô ta chứ, làm sao có thể, bối tiếu tiếu vẻ mặt khinh thường, nhiều người theo đuổi chỉ quy như thế, hắn có coi trọng ai đâu, nhưng bọn họ cảm thấy hàng sơ tranh không giống như những nữ sinh lúc trước. Đầu tiên trên khí chất đã nổi trội hơn một bậc, dung mạo, dáng người cũng không kém. Nếu như chỉ quy coi trọng cô, cũng không có gì kỳ quái mà. Tiếu tiếu, bọn họ tách ra rồi. Phía trước có nơi nghỉ ngơi. Sơ tranh và chỉ quy tách ra. Đi vào lối nhỏ bên cạnh. Đi, bối tiếu tiếu nhanh chóng đuổi theo. Khi đi ngang qua chỉ quy, mấy người đều thả chậm tốc độ. Tận lực giả bộ như đi ngang qua. Bọn họ không muốn chọc đến chỉ quy. Chỉ quy tượng trên trụ đá ở biên giới. Liếc mắt qua nhìn thấy bọn người bối tiếu tiếu mấy nữ sinh này vừa rồi vẫn luôn bám theo phía sau. Mấy người này ở trường học cũng không phải học sinh tốt gì. Bọn họ muốn làm gì? Chỉ quy thấy bọn họ đi theo phương hướng sơ tranh rời đi. Ánh mắt nhẹ chuyển hai vòng, cúi đầu xuống suy nghĩ hai giây, vẫn đứng dậy theo tới, lối nhỏ quanh quanh quấn quấn. Còn có rất nhiều đường rẽ, thông ra những phương hướng khác nhau, chuyển sang một ngã rẽ. Chỉ quy liền đứng ở giao lộ chia làm hai ngả, không nhìn thấy bất cứ người nào, cũng không biết đã đi theo hướng nào. Tùy tỉ đi, chỉ quy hối thầm một tiếng, dựa vào trực giác lựa chọn đường bên trái, con đường này quấn một vòng, hắn lại trở về chỗ cũ, nửa đường gặp phải một vài du khách, nhưng không thấy sơ tranh, cũng không nhìn thấy bọn người bối tiếu tiếu, chỉ quy nhìn một con đường khác, cô như thế nào thì có liên quan gì đến mình đâu chứ. Nếu đã không có ý kia, vậy thì không nên tiếp xúc với cô nữa, chỉ quy trở về theo đường cũ, mấy phút sau, chỉ quy lại quay trở lại, đi lên con đường còn lại kia tốt xấu gì cũng xem như quen biết, không thể nhìn cô xảy ra chuyện được đúng không? Chỉ quy nghĩ như vậy, liền yên tâm thoải mái hơn không ít, chờ xác định cô không sao, trở về sẽ mỗi người đi một ngả, đi được tầm 5 phút, chỉ quy nghe thấy âm thanh, giống như tiếng kêu thảm thiết kiềm chế, dù đáng giữa núi rừng tĩnh mịch, không khỏi âm trầm, chỉ quy giật mình trong lòng, tăng thêm tốc độ, cuối con đường nhỏ còn có một cái đài ngắm cảnh, chỉ quy đi lên cũng không trông thấy cảnh tượng như hắn nghĩ mà là cô gái kia, ấn người trên hàng rào phòng vệ của đài ngắm cảnh, nửa người đã ở bên ngoài, chỉ quy vội vàng lui về, là phương thức tìm người của hắn không đúng sao, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không có bệnh gì, nhìn tư thế xin WeChat của cô đi, hung muốn chết lên được, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 2049 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, Bùng Cháy Đi, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên Sơ tranh cất điện thoại xong nhìn đám người co lại thành một cục, quần áo không chỉnh tề, bây giờ trong tay chúng ta đều có nhược điểm của nhau. Nếu cô không để ý thì tùy tiện truyền ra đi, chúng ta cùng xem thử, là ai hấp dẫn người khác hơn, thần sắc bối tiếu tiếu vạn vẹo, ánh mắt giống như bôi độc, sơ tranh không hề quan tâm đến ánh mắt của cô ta. Hai tay đút trong túi, tiêu sái xoay người rời đi, nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ trì quy. Ngăn cản trì quy hắc hóa sơ tranh mặt không cảm xúc lạch a à một tiếng trì quy đại ca của trung học hoa hải giáo viên toàn trường đều biết tiếng sau khi trung học hoa hải và trung học đông dương sát nhập quyền quản lý giao cho trung học đông dương vị đại ca trì quy này liền nhận lấy đả kích nghiêm trọng nhưng đại ca vẫn nổi lên xung đột với giáo viên bước ngoặt quan trọng nhất là khoản tiền cô lâm làm mất trì quy lấy hồ bằng cầu hữu của hắn bởi vì bất mãn với giáo viên nên chạy tới chỉnh giáo viên chơi kết quả cô lâm vừa vặn bị rớt tiền giám sát lại quay được bọn họ lén lén lút lút bọn người trì quy bị gọi đến hỏi bọn họ đương nhiên không thừa nhận nhưng mà giáo viên không tin chủ yếu là giáo viên bên phía hoa hải nhận định chính là bọn trì quy trộm giáo viên của trung học đông dương hoài nghi thì hoài nghi nhưng cũng chỉ có một chút giám sát như thế không có chứng cứ khác cho nên cũng không xử lý bọn họ được chuyện này chuyên gia trong trường học không cần nghĩ cũng biết bọn người trì quy thân là người có hiểm nghi sẽ bị đối xử như thế nào sau đó giống như bây giờ, cũng là du lịch mùa thu sau khi hai trường học sát nhập. Trong lúc đó chỉ quy bị người ta ác ý chỉnh, chỉ quy kinh nhịn nổi cơn tức này, đánh nhau ẩu đả với người ta, người kia bị thương nghiêm trọng, chỉ quy bị xử lý cho thôi học, nhưng người bị thương kia cũng không tính bỏ qua cho chỉ quy như vậy. Mang người đến gây chuyện với chỉ quy, cứ thường xuyên như thế, chỉ quy triệt để hắc hóa, chuyện cô Lâm rơi tiền cô đã giải quyết, không có bước ngoặt này, chỉ quy hình vông cõng hiểm nghi trộm tiền trên lưng như vậy bây giờ là sơ tranh tìm được trì quy sắc mặt hắn đang tái nhợt đứng dưới một gốc cây sơ tranh có thể trông thấy thân thể của hắn đang phát run sơ tranh mắc bệnh sơ tranh đi qua anh làm gì thế trì quy đột nhiên quay đầu cảm xúc trong đáy mắt chuyển đổi cực nhanh giống như muốn che giấu cái gì đó lại bởi vì bản năng mà không cách nào che giấu được sơ tranh đi qua phía hắn cô đứng lại trì quy quát một tiếng sơ tranh ngừng bước chân thật lòng hỏi sao thế không sao, Trì Quy hít sâu một hơi, "Cô đi về trước đi, Sơ Tranh, ta về chẳng phải mi sẽ lạnh sao? Rốt cuộc là làm sao?" Sơ Tranh không kiên nhẫn, tiếp tục đi về phía Trì Quy. Trì Quy hơi gấp, "Cô đừng tới đây, có rắn, rắn." Sơ Tranh chỉ chỉ trời, "Thời tiết này lấy đâu ra rắn? Rắn đều ngủ đông hết rồi được không?" Trì Quy, "Điểm chú ý của cô là cái này sao?" Ngón tay Trì Quy chỉ chỉ phía dưới, trong bụi cỏ bên chân hắn có một con rắn to tầm bằng hai ngón tay như ẩn như hiện. Đang ngóc đầu lên, thật sự có rắn, con rắn này thành tinh à, khí trời lạnh như vậy không ngủ đông đi, còn chạy đến đây tản bộ. Trì quy, hắn nhìn rất giống người hay nói dối sao, anh sợ rắn à, điểm chú ý của sơ tranh cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo. Trì quy lộ ra một nụ cười tái nhợt, hắn biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng hay là sao, mà cô còn phải hỏi lại lần nữa hả, à? hắn khẽ cắn môi, hỏi, cô không sợ không phải con gái rất sợ những thứ này sao? Giọng điệu sơ tranh bình thản, có gì mà phải sợ? Sơ tranh đứng ở bên cạnh đó cũng không có ý tứ muốn động. Chỉ quy nhịp một chút, vậy cô có thể giúp tôi lấy nó ra không? Lúc này trên mặt chỉ quy hơi nóng lên, xấu hổ cùng với sợ hãi. Từ nhỏ hắn đã sợ rắn, chuyện này hắn cũng không có cách nào. Ai mà không sợ hãi một thứ gì đó, bình thường ở trong thành phố, cũng gần như không nhìn thấy rắn. Làm sao có thể nghĩ đến vào thời tiết này, mà trên núi còn có rắn hoạt động mặt mũi cũng mất hết rồi. Sơ tranh vừa định động, lại đứng vững, anh cầu xin tôi đi. Khóe miệng trì quy khẽ co giật. Bạn học, cô quá đắng rồi, sơ tranh không để tâm xòe tay ra. Vậy anh đứng chỗ ấy đi, nói không chừng tâm tình nó tốt. Sẽ đi ra đấy, trì quy, rốt cuộc là vì sao mà hắn phải ở đây chịu loại tội này chứ? Còn không phải là vì cô sao? Cho mi sen vào việc của người khác này, bây giờ thì hay chưa? Tao đã nói bên này không có ai mà, bên kia hình như còn có đường chúng ta đi lên xem xem, nơi xa có tiếng người truyền đến, nghe động tĩnh thì đang đi về phía bên này, sơ tranh lạ lẫm với giọng nói kia, chỉ quy lại không xa lạ gì, nếu như bị đám người kia trông thấy, nghĩ xong chưa, người bên kia sắp đi qua rồi, sơ tranh nhắc nhở hắn, xin cô, chỉ quy cắn răng, sơ tranh buông tay khoanh, trước ngực xuống, tiện tay nhặt một cành khô, dễ dàng hất con rắn kia ra, ném xuống phía dưới, thần sắc cô gái bình tĩnh, động tác lưu loát, chỉ quy không khỏi cảm thấy hình ảnh này khá quen mắt. Hình như, trước đây rất lâu rồi, hình như từng có một màn như thế. Ý nghĩ này cũng không chiếm cứ chỉ quy bao lâu, chợt lóe lên rồi biến mất không bắt được gì nữa. Chỉ quy vịn vào gốc cây bên cạnh thở một ngùm. Chỉ quy, người phía dưới đi lên, nhìn thấy chỉ quy, lập tức lên tiếng chào hỏi. Nhưng độ thân thiện trong đó chẳng thấy bao nhiêu. Sắc mặt chỉ quy vẫn hơi tái nhợt, nhìn tình huống có vẻ không đúng lắm. Mấy người kia lập tức đi về phía bên này. Ui, Chị ca nhà chúng ta đang làm gì đó, hẹn hò với người đẹp và, sao sắc mặt chỉ ca nhìn có vẻ không tốt lắm thế kia. Không phải là, mấy nam sinh cười vang một trận, chỉ quy chậm vài giây, kéo sơ tranh ra phía sau, chúng mày rất rảnh, làm gì rảnh bằng chỉ ca nhà chúng ta, còn ở đây hẹn hò với người đẹp, chỉ ca thật khó lường nha, vừa mới vào trung học Đông Dương không bao lâu, mà đã câu được học sinh tốt rồi, xem ra chúng ta phải học hỏi chị ca nhiều nhiều, chúng mày nói có đúng không nào. Mấy nam sinh mở miệng nói lời bẩn thỉu, lời nói rất khó nghe, lông mày Trì Quy nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người này càng thêm bất thiện. "Chúng ta đánh bọn họ đi." Sơ Tranh ló đầu ra từ phía sau, nhỏ giọng đề nghị, dù sao nơi này lại không ai, mặc dù rằng giải chủ nghĩa xã hội ngay trước mặt thẻ người tốt không tốt lắm. "Nhưng ai bảo bọn chúng miệng tiện? Trì Quy, đây là lời mà một học sinh tốt như cô nên nói ra sao?" Trì Quy vốn muốn động thủ, Sơ Tranh nói như vậy, hắn ngược lại tỉnh táo lại, Đi, chỉ quy kéo sơ tranh rời đi, mấy nam sinh ngược lại không ngăn cản, chỉ ở phía sau cười vang từng đợt. Cô gái bị trì quy kéo đột nhiên quay đầu, trên gương mặt xinh đẹp kia là lạnh như băng không thấy mảy may chút cảm xúc gì. Đặc biệt là cặp mắt kia, giống như người máy trên tivi vậy, trong mắt tựa như quả cầu pha lê xinh đẹp được khảm nạm lên. Bị cô nhìn chăm chăm, đáy lòng không khỏi phát lạnh, tiếng cười vang im bặt lại, sơ tranh và trì quy cũng biến mất ở trước mắt bọn họ nữ sinh kia có lai lịch gì, thật lâu sau có người lên tiếng, không biết là lớp nào, ánh mắt cô ta thật dọa người, dọa người gì chứ, một con danh mà thôi, chúng mày có phải đàn ông không thế, vừa rồi không phải mày cũng bị dọa à, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 2050 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên đi ra được một khoảng cách. Chỉ quy nói, những lời bọn họ nói cô đừng để trong lòng mấy người đó chính là như thế đấy, cũng chỉ biết khua môi múa mép, lúc động thủ thật lại sợ đến một nhóm. Ừ, sơ tranh không để tâm đáp một tiếng, chỉ quy quay đầu nhìn cô, thấy cô cúi thấp đầu, cũng nhìn xuống theo, lúc này mới phản ứng được, mình còn đang nắm cổ tay sơ tranh. Chỉ quy đột nhiên buông tay ra, xin lỗi, cái gì, sơ tranh ngẩng đầu, thẻ người tốt đột nhiên nói xin lỗi làm gì, không phải cố ý kéo tay cô, sơ tranh nhìn cổ tay mình, kịp phản ứng, ồ, tôi không ngại, Vừa rồi cô căn bản không chú ý tới, cô đang suy nghĩ về mấy người lúc nãy, nếu như cô không tìm được Trì Quy sớm, có phải mấy người đó sẽ vừa vặn nhìn thấy một màn kia không? Quả nhiên vẫn nên đánh bọn họ. Anh về trước đi." Sơ Tranh đột nhiên nói một tiếng, "Cô đi đâu? Phòng vệ sinh anh muốn đi không?" Sơ Tranh mặt không đổi sắc chỉ vào bảng chỉ đường, "Trì Quy, sơ sơ đâu?" Tần Kiều đi lên chỉ nhìn thấy Trì Quy, kỳ quái nhìn xung quanh, "Trì Quy, phòng vệ sinh, ồ, tớ cũng đi." tần kiều đi hai bước lại hỏi các cậu muốn đi không du tử tích chị ơi là chị ơi chị mời chúng tôi đi vệ sinh thích hợp sao tần kiều có gì mà không thích hợp chẳng lẽ cậu muốn cùng vào nhà vệ sinh nữ với tớ du tử tích cuối cùng tần kiều vẫn đến phòng vệ sinh một mình chờ cô ấy trở lại kỳ quái hỏi trì quy không phải nói sơ sơ đi sao sao tớ không nhìn thấy người phòng vệ sinh chỉ lớn như vậy mà ngay cả cái bóng của sơ tranh cô ấy cũng không nhìn thấy chỉ quy nhíu mày, đáy lòng mơ hồ có chút suy đoán không tốt. Thầy ơi, các thầy đi đâu vậy à? Tần Kiều đột nhiên hô về một phương hướng. Hai giáo viên vội vã đi theo đường nhỏ chạy sang bên kia. Căn bản không đáp lại Tần Kiều. Chỉ quy giật mình trong lòng. Trực tiếp đi theo. Ôi, chỉ ca chờ em với. Các cậu chạy đi đâu thế? Tần Kiều ngơ ngác, co cẳng đuổi theo. Đám chỉ quy đuổi theo. Vừa vặn trông thấy cảnh giáo viên túm lấy mấy người giận dữ mắng. Sơ tranh nhàn nhã đi tới từ một bên khác thấy họ đứng ở chỗ này, lễ phép hỏi một câu, các cậu đều đi vệ sinh à, đi vệ sinh cái gì, trời mới biết tại sao bọn họ lại chạy tới đây, a à, bọn họ chạy theo trì quy, không phải anh nói không đi sao, sơ tranh nhìn về phía trì quy, lại mắc đái, trì quy, con gái con nứa, nói chuyện có thể chú ý một chút không, ừ, trì quy cuốn đầu đi về phương hướng phòng vệ sinh, dù tử tích cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, cũng đuổi theo sát, giản hữu đứng tại chỗ có chút không biết làm sao mình nên đi theo bọn họ hay là ở lại mới tốt đây tần kiều cũng không đi cuối cùng giản hữu quyết định ở lại tần kiều vừa đi không muốn đi thêm lần nữa đang nhìn giáo viên dăn dậy mấy nam sinh kia mấy nam sinh này hút thuốc bị bắt tại trận mấy nam sinh này cảm thấy rất quỷ dị sao giáo viên lại đột nhiên chạy tới đây nhìn tư thế vừa rồi rõ ràng là đã biết trước bọn họ đang hút thuốc ở đây chắc chắn là có người cáo trạng sơ tranh thâm tàng bất lộ cùng tần kiều rời đi leo núi rồi lại xuống núi là một đám học sinh bị dày vò quá sức, trở lại khách sạn, ai cũng nằm dài trong phòng, không muốn nhúc nhích, nhưng cũng có người tinh lực tốt, định đến chợ đêm gần đó dạo chơi. Trong số những người này có Tần Kiều, Sơ Tranh không biết cô ấy đào đâu ra tinh lực tốt như thế. Sơ Tranh chỉ mở cửa một nửa, phòng ngừa Tần Kiều đi vào, tớ không đi, thật sự không đi sao? Tần Kiều tội nghiệp đứng bên ngoài, đến cũng đã đến, không đi xem chẳng phải rất đáng tiếc sao? Sơ Tranh, không đáng tiếc Tần Kiều năn nỉ 2 phút đồng hồ, thấy sơ tranh không hề dao động, không tiếp tục cưỡng cầu, đi ba bước lại quay đầu nhìn lại. Tần Kiều vừa đi không bao lâu, sơ tranh liền nhận được tin nhắn WeChat của Trì Quy, sau khi hai người kết bạn với nhau, cũng không ai nói chuyện với ai. Câu tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện trên giao diện cực kỳ bắt mắt. Bây giờ phía dưới câu nói kia, có thêm một câu nữa, Trì Quy, có rảnh không, sơ tranh, không. Chỉ quy bên kia yên tĩnh hơn một phút đồng hồ. Chỉ quy, xuống dưới ăn một chút gì đi. Cô có đi không? Chỉ quy gửi xong tin này. Liền ném điện thoại di động sang bên cạnh. Thở phào một hơi. Ông, chỉ quy cứ như vậy nhìn màn hình điện thoại di động. Sơ tranh, không đói bụng. Chỉ quy, được thôi. Không đi thì không đi. Sáng mai lại tìm cơ hội nói vậy. Chỉ quy rút từ trong ba lô mang đến ra một quyển manga lật xem. Ước chừng ba phút sau. Điện thoại của chị quy rung lên hắn tưởng rằng Du Tử Tích lại làm trò gì, chậm gì gì duỗi tay ra mò điện thoại di động, sơ tranh, đi, chỉ quy nhìn kỹ tên và avatar một chút, xác định mình không ấn sai khung chat, không phải vừa mới nói không đói bụng sao, tại sao lại muốn đi rồi, con gái, hay thay đổi như thế sao, chỉ quy, vậy tôi chờ cô ở đại sảnh, sơ tranh, ừ, chỉ quy đến đại sảnh, sơ tranh đã ở đó, hắn bước mấy bước qua, nhanh vậy, Du Tử Tích nói con gái nói đến ngay thì có lẽ còn chưa trang điểm nói đang trên đường đến thì có lẽ còn chưa đi ra ngoài. Nói sắp tới thì chính là vừa lên xe, chỉ xuống thang máy, cần thời gian rất lâu sao? Sơ tranh không hiểu, chỉ quy, đi thôi, chỉ quy dẫn đầu đi ra bên ngoài. Vị trí của khách sạn không tệ, gần đó có rất nhiều nơi bán đồ ăn ngon, cũng có các sạp hàng nhỏ bán các loại đồ chơi nhỏ. Chỉ quy cũng không đi lung tung, trực tiếp dẫn sơ tranh vào một cửa hàng, buôn bán rất tốt, chỗ ngồi chật ních chỉ quy ỉ và dáng dấp mình đẹp trai để bà chủ sắp xếp cho hắn một vị trí không tệ. Muốn ăn gì, Trì Quy đưa thực đơn cho Sơ Tranh, Sơ Tranh tiện tay chọn hai món, sau đó trả cho Trì Quy, Trì Quy chọn thêm hai món ăn nữa. Anh không chỉ đơn thuần gọi tôi xuống ăn cơm chứ? Trì Quy hơi nhíu mày, làm sao cô biết? Sơ Tranh, đột căn cứ vào biểu hiện trước đó của Trì Quy, rõ ràng thái độ của hắn khá xa cách, sao có thể chủ động mời mình ăn cơm? Ồ, Trì Quy vẫn còn đang suy nghĩ xem làm sao để mở miệng. Sơ tranh đã dẫn lời ra, hắn liền tiếp lời, đúng là có chút việc. Sơ tranh ra hiệu hắn nói, chuyện ở trên núi ngày hôm nay, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi giữ bí mật. Sơ tranh hiểu rõ, chuyện anh sợ rắn, chỉ quy mỉm cười, có thể đừng xách ra được không? Còn có thể vui vẻ mà trò chuyện không đây? Tại sao tôi phải giữ bí mật giúp anh? Sơ tranh hơi ngửa người ra sau, tư thế có chút tiêu sái, anh cũng không phải là gì của tôi. Vậy cô muốn thế nào mới bằng lòng giúp tôi giữ bí mật? Muốn anh làm chút chuyện mà chủ nghĩa xã hội không cho phép miêu tả. Khi tôi gọi anh, anh nhất định phải xuất hiện. Một bước đúng chỗ hơi khó. Từ từ sẽ đến đi. trì Quy, bạn học hàng, cô không cảm thấy điều kiện này hơi quá đáng sao? Sơ tranh ai một tiếng? Cho một cái càng quá đáng hơn. Vậy anh làm bạn trai tôi. Nếu không thì tôi làm bạn gái anh cũng được. trì Quy, chọn A. À, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2051 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam thần, bùng cháy đi, edit bài Hạ Lan tâm nhiên chỉ quy đại khái là ăn xong bữa cơm này. Cũng không muốn tiếp tục đi ăn với sơ tranh nữa. Trên đường trở về, chỉ quy cũng không nói lời nào. Đến đại sảnh chỉ quy liền kiếm cớ đi. Thời gian sau đó, chỉ quy và sơ tranh không có quá nhiều tiếp xúc. Bối tiếu tiếu bị sơ tranh dọa sợ. Trực tiếp ở trong khách sạn đến khi về. Trong lúc đó không đi đâu cả. Lần du lịch mùa thu này không gây nên sự kiện quần ẩu tập thể. Đây là chuyện rất được các giáo viên hoan nghênh mà vấn đề khách sạn bọn họ ở, cũng truyền ra trong đám học sinh, trước đó đã từng có một nhóm đi, lúc ấy nhóm kia không phải ở khách sạn năm sao gì đó. Tin tức này truyền ra, các học sinh lập tức bùng nổ, sau trường học lại còn kỳ thị nhau hả, dựa vào cái gì mà nhóm đi sau được ở khách sạn năm sao? Trường học, nhóm đã từng đi thì còn tốt, bây giờ nhóm chưa được đi mới là vấn đề, nếu như mà không cho bọn họ ở khách sạn năm sao. Vậy không phải sẽ nháo đến lật trời sao, lúc này trường học cũng hối hận rồi du lịch mùa thu làm gì chứ học tập không tốt sao thi cử không vui sao ngay khi trường học vì chuyện này mà sứt đầu mẻ chán kẻ đầu têu gọi điện thoại nói có thể tài trợ cho trường học một khoản tiền khoản tiền này có thể giải quyết tình hình khẩn cấp của họ rồi nhưng tỉnh táo lại đám người lại cảm thấy kỳ quái hàng sơ tranh kia tôi nhớ khi đến báo danh là một mình em ấy đến trong nhà không có người thân mà nếu đã vậy sao em ấy lại bỗng nhiên có tiền như vậy khái niệm như trộm này đã không còn xuất hiện trong lòng các giáo viên nữa dù sao mức cô quyên tặng cũng không phải có thể trộm được có giáo viên cảm thấy không ổn đề nghị cẩn thận điều tra một chút giáo viên chủ nhiệm của sơ tranh thì trực tiếp hơn nhiều gọi sơ tranh ra hỏi sơ tranh rất bình tĩnh nói với giáo viên chủ nhiệm cô thừa kế một món di sản bởi vì là tiền tài ngoài ý muốn cho nên cảm thấy tài trợ cho trường học rất tốt vương giả sẽ thay cô giải quyết lai lịch của di sản cho dù người của trường học đi điều tra thì cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Sơ tranh lại không vi phạm chuyện gì. Trường học sao có thể thật sự đi điều tra chứ? Chuyện tài trợ cuối cùng còn truyền đến trong đám học sinh, nhưng mọi người cũng không biết là ai, chỉ biết là học sinh trong trường. đương nhiên bọn họ cảm thấy chắc chắn là phụ huynh phía sau. vì con của mình nha, không khó hiểu lắm. chỉ là người kia là ai? Các học sinh bí mật liệt kê ra, liệt kê hết thầy những người có tiền trong trường mà bọn họ biết ra đương nhiên cuối cùng cũng không có tiến triển mang tính thực chất gì chuyện này truyền đi rất rộng ở trường học mãi đến khi sự kiện du lịch mùa thu kết thúc tiến vào sự kiện thi tháng mọi người mới thu hồi tâm tư các học sinh trung học đông dương vùi đầu giải đề ôn chuẩn bị thi tháng mà trung học hoa hải bên kia lại cảm thấy chuyện bé xé ra to một cuộc thi tháng mà thôi cần khẩn trương như vậy sao kỳ thật nói khẩn trương cũng không đúng bọn họ chỉ là nghiêm túc mà thôi ôn tập xong giải đề xong mọi người sẽ thả lỏng mình hoàn toàn không giống như kiểu học vẹt mà học sinh trung học hoa hải nghĩ về bọn họ sơ tranh muốn tăng thành tích của mình lên cũng không nhẹ nhàng như vậy phải đọc sách phải giải đề cô thật khổ bạn học hàng bạn bàn trước đột nhiên nghiêng đầu lại đưa cho cô một tờ giấy có người đưa cho cậu cái gì vậy bạn bàn trước cực kỳ vô tội không không biết phía trước truyền tới nói là đưa cho cậu tại sao mình lại ngồi bàn trước vị này chứ trước kia vị bạn học này không có cảm giác tồn tại gì. Có đôi khi cũng không cảm giác được đằng sau có người. Đoạn thời gian trước, vị này đột nhiên trở nên có cảm giác tồn tại. Không chỉ có cảm giác tồn tại, mà cảm giác tồn tại còn đặc biệt mạnh. Sơ tranh ném bút, mở tờ giấy ra nhìn một chút. Bạn học hàng sơ tranh, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, tôi có lời muốn nói với cậu. Cậu có thể tới rừng cây phía sau sân thể dục một chuyến không? Không ghi tên, sơ tranh vò thành một cục, trực tiếp ném đi tự học buổi tối kết thúc, sơ tranh trực tiếp trở về ký túc xá, căn bản không để ý đến tờ giấy kia, bọn người khương tĩnh bây giờ không dám chọc cô, chỉ ít mặt ngoài không dám, bởi vậy bầu không khí trong ký túc xá cực kỳ hài hòa. Ngày thứ hai sơ tranh lại nhận được tờ giấy, bạn học hàng sơ tranh, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, xin cậu nhất định phải đến, tôi ở đó chờ cậu, sơ tranh vẫn không để ý, ngày thứ ba tờ giấy lại tới, không rớt đúng không? sơ tranh nâng bút vẽ lên tờ giấy hai nét chọc bạn học trước mặt truyền trở về a à, bạn bàn trước cực kỳ nghe lời truyền tờ giấy về theo đường cũ sơ tranh chống cằm nhìn tờ giấy quấn một vòng trong phòng học cuối cùng ngừng trong tay một vị nam sinh ngồi dựa vào tường ở giữa sơ cái ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tay bạn học tự học dồn dập quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới bao gồm cả bạn học đang cầm tờ giấy kia sơ tranh cũng không đi qua mà là đi ra từ cửa sau sau khi sơ tranh rời đi phòng học tĩnh mịch dần dần có thanh âm xảy ra chuyện gì không biết vừa rồi tôi suýt cho là cậu ta muốn đánh người đấy thật hung dữ cậu ta trở nên hung ác như thế từ lúc nào rồi sơ tranh không gây chuyện ngay tại chỗ chờ sau khi tự học kết thúc nam sinh kia liền bị sơ tranh chặn trên đường cậu có lời gì muốn nói với tôi nam sinh bị sơ tranh đột nhiên xuất hiện làm giật mình ánh mắt bối rối tôi cậu ta nhìn xung quanh một chút đều là học sinh lui tới nam sinh ngượng ngùng chỉ vào một phương hướng. Chúng ta, chúng ta có thể đi sang bên kia nói không? Sơ tranh lạnh lùng từ chối. Không có thời gian, có chuyện gì thì nói ở ngay đây đi. Nam sinh, sơ tranh phản ứng như thế. Hiển nhiên là nằm ngoài dữ liệu của nam sinh. Một hồi lâu sau nam sinh ngập ngừng một tiếng. Chuyện tôi muốn nói với cậu, không thể để cho quá nhiều người biết. Ở đây nhiều người, chúng ta đi sang bên kia nói đi. Bây giờ cậu không nói, tôi sẽ mách cô giáo cậu quấy rối tôi. Quấy giày tôi học tập nam sinh lời này bảo cậu ta đáp thể nào sơ tranh nhìn chằm chằm nam sinh vài giây đáy lòng ngờ vực với phản ứng lúc này của cậu ta trong đầu lóe lên mấy suy nghĩ có phải có người bảo cậu hẹn tôi không nam sinh lắc mạnh đầu không có không có là chính tôi muốn hẹn cậu cậu chắc chắn nam sinh gật đầu chỉ ca anh nhìn bên kia kìa dù tử tích dùng khuỷu tay chọc Trì quy ra hiệu hắn nhìn chì quy tùy ý nhìn một chút sau đó liền thu tầm mắt lại không phải chỉ là học sinh tan học, chỉ quy nhíu mày, lần nữa nhìn sang bên kia, sơ tranh đứng ở bên đó, có một nam sinh đứng đối diện cô, cúi đầu không biết đang nói gì, nhìn ngược nghịu thiếu tự nhiên, sơ tranh ngược lại lộ ra vẻ cường thế lại bình tĩnh. Hình ảnh này sao lại giống hiện trường thổ lộ vậy chứ? Chỉ ta, anh nói xem có phải nam sinh kia đang tỏ tình với sơ tranh không? Dù tử tích nói ra suy nghĩ của trì quy, quá tối rồi, không thấy rõ được tình hình, dù tử tích tò mò cực kỳ. Đúng lấy chỉ quy như tên trộm mò sang bên kia, trước kia chắc chắn chỉ quy sẽ không tham dự, nhưng lúc này hắn không tránh khỏi du tử tích, mà theo chân cậu ta qua, ai, đi đâu thế, du tử tích và chỉ quy còn chưa tới gần, hai người kia lại một trước một sau rời đi, phương hướng rời đi không phải nhà ăn, cũng không phải ký túc xá, mà là bên sân thể dục, chỉ ca, không phải sơ tranh đồng ý với hắn rồi đấy chứ, hai người không phải quan hệ đó sao, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2052 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam thần, bùng cháy đi, edit bài Hạ Lan tâm nhiên bớt xen vào việc của người khác đi. Chỉ quy quay đầu đi về phương hướng đi ký túc xá. Ôi, dù tử tích nhìn qua nhìn lại, có chút không hiểu rõ. Được rồi, tâm tư chỉ ca cũng giống như kim dưới đáy biển ấy. Vẫn đừng đoán thì hơn, dù sao cũng đoán không ra. Chỉ quy gấp đi đến ký túc xá, đột nhiên dừng lại, tôi đi đến quầy bán quả vặt một chuyến. Ê em đi cùng anh, không cần, chỉ quy viết du tử tích lại, nhanh chân rời đi, du tử tích ở phía sau hô, chỉ ca mua giúp em gói snack, vị cà chua, sơ tranh đi theo nam sinh, một đường đến rừng cây nhỏ sau sân thể dục, trong rừng cây vốn không có đường, nhưng học sinh đi ở trong đó nhiều tạo ra một con đường. Nam sinh dẫn cô đi vào chỗ sâu trong rừng cây nhỏ, cơ thể hơi run dày, nếu cậu ta sớm biết sơ tranh hung ác như thế, thì nói gì cậu ta cũng sẽ không làm. Còn chưa tới, ngay phía trước, nam sinh chỉ vào phía trước, chính là ở đó, sơ tranh nhìn sang theo phương hướng nam sinh chỉ, mơ hồ nhìn thấy bóng người, sơ tranh, cậu có thể đi, nam sinh kinh ngạc, tôi, tôi có thể đi rồi, có thật không, cậu muốn ở lại cũng được, ta là một người tốt dễ nói chuyện, không 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 không, cậu ta không muốn ở lại, nam sinh quay đầu liền chạy, sơ tranh bóp cổ tay, đi qua phía bóng người bên kia, ngày hôm nay không phải con danh kia lại không đến đấy chứ. Thằng kia có làm được không vậy? mẹ hẹn người cũng không hẹn được phế vật mày không phế vật sao không đích thân đến mà hẹn giọng nói lạnh lẽo từ bên cạnh chen vào nam sinh nói chuyện đột nhiên quay đầu trong bóng tối chẳng biết có người đứng ở đó từ lúc nào hình dáng mơ hồ phía sau là cây cối dương nanh múa vuốt giọng nói kia tiếp tục truyền đến chúng mày hẹn tao làm gì đánh nhau mấy nam sinh lấy lại tinh thần trong đầu đồng thời hiện lên một ý nghĩ người bọn họ tìm đã đến rồi một nam sinh trong đó đứng dậy hung thần ác sát, lần trước ở trên núi là mày tìm giáo viên đến đúng không? Lúc ban đầu bọn họ còn kỳ quái, sao giáo viên lại phát hiện ra bọn họ, về sau trông thấy Trì Quy và cô gái bên cạnh hắn. Sao bọn họ còn không rõ được, Trì Quy gương phải loại người sẽ đâm thọc người khác, cho nên người có khả năng nhất chính là cô gái kia. Không phải tao, a, à, mày cho rằng bố mày sẽ tin à? Không tin thì mày hỏi làm gì? Thiểu năng à, con danh này nhanh mồm nhanh miệng lắm nhỉ? Giọng nói nam sinh hung ác mày và trì quy có quan hệ thế nào có phải hai đứa chúng mày đang yêu đương không sơ tranh ngờ vực dò xét người đối diện mày thích hắn điệu bộ này sao lại giống như chính cung đến gây chuyện thế này có chút sợ hãi bố mày thích hắn làm gì nam sinh giống như mèo bị dẫm trúng cái đuôi sơ tranh kỳ quái không thích hắn vậy mày quan tâm chuyện của tao và hắn làm gì mày có bệnh nam sinh mẹ nó mày mới có bệnh không đúng sao tư duy của mình lại chạy theo cô ta rồi nam sinh hít sâu tỉnh táo lại thâm trầm lên tiếng, bạn học nhỏ, mày nói xem, hắn có thể vì mày mà tới đây không? Sơ tranh suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi, tại sao hắn phải tới đây vì tao? Nam sinh nghĩ hay lắm, bây giờ mày đang ở trong tay bọn tao, nếu như hắn quan tâm đến mày, nói không chừng sẽ đến. Sơ tranh cắt ngang lời cậu ta, có phải mày có hiểu lầm gì rồi không? Nam sinh, hiểu lầm gì? Sơ tranh, tao ở trong tay chúng mày lúc nào? Mẹ nó nằm mơ à? Nam sinh chật một tiếng, mày đã tới đây chẳng lẽ mày cho là mình còn có thể chạy thoát vì sao không thể ta tới đây không phải là vì muốn xem xem là con chó điên nào phí hết tâm tư hẹn ta đánh nhau sao nam sinh giống như nghe thấy trò cười giọng điệu của bạn học nhỏ còn rất cuồng vọng nha mày cũng không nhìn thử xem dáng vẻ mình thế nào mày cảm thấy mày có thể đánh thắng bọn tao một con danh con còn có thể đánh thắng nhiều người như vậy chắc sơ tranh nghiêm túc nhìn người ở chỗ này tao cảm thấy tao có thể nam sinh mấy nam sinh liếc nhau sau đó cười vang một trận không phải bọn họ xem thường cô, là cô thật sự nhìn giống như loại hình gió thổi qua là sẽ ngã. Nhưng mà có nam sinh nghĩ đến lúc ấy ở trên núi. Ánh mắt cô nhìn lại lúc cô bị trì quy kéo đi. Đáy lòng có chút bất an, thời gian không còn sớm nữa. Nhanh lên, ta còn phải trở về ký túc xá nữa. Về muộn cô quản lý ký túc xá lại hỏi nửa ngày. Trì quy cực không ngông cuồng như thế đâu. Lúc đầu bọn họ gọi cô tới đây, định trước tiên báo thù cô đâm thọc. Sau đó xem xem có thể dẫn trì quy tới không nếu có thể dẫn trì quy tới vậy thì chính là nhất tiễn song điêu kết quả kết quả mở màn cũng không phải đi theo kịch bản của bọn họ danh con mày cũng đừng trách bọn tao không niệm tình bạn học nhé được ta sẽ xuống tay nặng một chút lên mẹ trong rừng vang lên mấy tiếng kêu đau đớn còn có tiếng vật nặng đập xuống đất trì quy đứng sau một gốc cây nhìn bóng người mơ hồ di động bên kia ra tay gọn gàng lưu loát quật ngã mấy người kia xuống đất cô gái giải quyết xong người cuối cùng đi đến trước mặt một nam sinh trong đó, hạ thấp người xuống, ngồi xổm xuống, trong bóng tối, mơ hồ truyền đến âm thanh, nếu mày còn gây chuyện với chỉ quy nữa, thì mức độ hôm nay chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Mày yên tâm, tao, chết, biết, câu đằng sau cô gái ép tới rất thấp, chỉ quy chỉ mơ hồ nghe thấy mấy từ, không, không dám, không dám, nam sinh bị đánh cho hoài nghi nhân sinh, lại bị uy hiếp, lúc này tràn đầy sợ hãi, làm gì còn có thể kiên cường được nữa. Hy vọng là thế, Sơ Tranh cũng không đứng dậy, mà giơ tay lục lọi trong túi. "Chị, chị, chị còn muốn làm gì nữa? Em cam đoan, về sau em sẽ không bao giờ gây chuyện với chị Quy nữa. Gặp hắn em sẽ đi vòng qua, em thề." Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra, nhấn hai lần, đưa tới trước mặt nam sinh, quét cái mã. Nam sinh run rẩy, "Em, em không có tiền, ai muốn tiền của mi?" "Thêm bạn." Nam sinh vội vàng tìm điện thoại di động của mình ra, nơm nớp lo sợ thêm bạn ngày hôm nay chúng ta từng gặp nhau không gặp không không gặp không gặp nam sinh tràn đầy khát vọng sống sơ tranh hài lòng cầm điện thoại di động đi ra ngoài rừng tây nhỏ giải quyết đám người này sau đó chắc hẳn trì quy cũng không có chuyện gì nữa nhỉ có một số thời khắc làm cho một người sụp đổ cũng không phải vì một chuyện lớn kinh thiên địa động quỷ thần cỡ nào có lẽ chỉ vì một việc nhỏ không đáng chú ý trong cuộc sống bình thường chuyện này nối tiếp chuyện kia cuối cùng sụp đổ bạn học hang giọng nói đột ngột vang lên, sơ tranh quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ quy tư lượng trên cây, đồng phục lỏng lỏng lèo lèo treo trên người, tùy tịch tản mạn, dung mạo bị bóng tối nuốt chừng, không thấy rõ ràng, sơ tranh híp mắt lại, anh theo dõi tôi, chỉ quy, đi ngang qua, ồ, sơ tranh quay người, không hề có điểm báo trước giơ tay chống vào gốc cây mà chỉ quy đang dựa. Tư thế cao tiêu chuẩn lại siêu đẹp trai. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2053 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên chỉ quy không ngờ tới sơ tranh sẽ có động tác này. Thân thể xê dịch về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách từ một bên khác, sơ tranh giơ tay ngăn hắn lại, lúc này chỉ quy hoàn toàn bị vây giữa sơ tranh và cây. Khoảng cách gần trong gang tắc, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của cô gái. Chóp mũi quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, ánh sáng nhạt bị tán cây phân tán ra, như vi sinh vật phù du, chiếu xuống trên thân hai người, trong lòng chỉ quy có cảm giác run rẩy trước nay chưa từng có. Bên tai đột nhiên có tiếng tim đập rõ ràng, chỉ quy rời mắt đi chỗ khác, không nhìn người trước mặt, bạn học hàng, cô làm gì vậy, sơ tranh rất hung, vừa rồi anh nghe thấy cái gì rồi, chỉ quy hỏi lại, cô không muốn tôi nghe thấy cái gì, sơ tranh suy nghĩ một chút, không có gì không thể nghe, về sau tôi bảo kê anh, không ai dám ức hiếp anh nữa, chỉ quy, có phải cô có hiểu lầm gì rồi không? Tác phong đại tỷ này là ý gì đây hả? Nhịp tim đập rộn lên của Trì Quy dần dần bình tĩnh lại. Bạn học hàng, tôi không cần, cảm ơn ý tốt của cô. Anh cần, tôi cũng không muốn nhặt xác cho anh. Tôi có cần hay không? Chính tôi không rõ ràng sao? Trì Quy ở lại phòng ngủ. Dù tử tích cất giọng hỏi. Trì ca, sờ của em đâu? Trì Quy hoàn hồn. Cái gì? Sờ không phải anh đến quầy bán quà vặt sao? Em bảo anh mua dùng em gói sờ mà. Chị ca, không phải anh quên rồi chứ? Du tử tích nói đến phần sau trực tiếp kêu rên lên. Gì mà em đã không phải là tiểu tâm can bảo bối của anh nữa cũng nói ra rồi. Chị quy bị cậu ta làm buồn nôn vô cùng. Đêm hôm khuya khoát ăn sờ nách cái gì? Chị quy ném ra câu nói này. Trực tiếp đi vào toilet. Du tử tích, chị ca sao thế? Du tử tích nhún nhún vai. Sao cậu ta biết được? Không phải là liên quan đến hàng sơ tranh chứ? Vừa rồi nhìn thấy cô đi cùng một nam sinh. Giờ chị ca lại có chút không đúng. Du tử tích càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, chỉ quy ra khỏi toilet rồi lên giường của mình. Dù tử tích lập tức dẫm lên giường dưới, bám lấy thanh lan can phía trên. Chỉ ca, hỏi anh chút chuyện được không? Hỏi cái gì? Chỉ quy nhờ vực nhìn du tử tích. Dù tử tích cười hê hê hai tiếng. Anh xem điện thoại đi. Chỉ quy, bệnh tâm thần. Du tử tích xuống dưới. Chỉ quy rất nhanh nhận được tin nhắn của du tử tích. Du tử tích, chỉ ca, có phải anh thích hàng sơ tranh không? Chí quy nhìn câu nói này, lông mày cau lại, thích cô, không thể nào. Chí quy theo bản năng phản bác, nhưng mà hắn nhớ tới cảm giác tim đập nhanh lúc ở cùng cô khi nãy, lại cảm thấy hình như là, Chí quy, tôi thích cô ta làm gì? Dù tử tích, người ta xinh đẹp như vậy, còn có khí chất, vì sao lại không thích? Chí quy, liên quan gì đến tôi? Chí quy đánh xong câu này, trực tiếp ném điện thoại ra, rút từ dưới gối ra một quyển manga đọc. Điện thoại vang lên đinh đinh tin nhắn của Du Tử Tích không ngừng tràn tới, Trì Quy bực bội cầm điện thoại di động lên lần nữa. Du Tử Tích, Trì ca, anh sờ vào lương tâm rồi nói, anh thật sự không thích cô ấy sao? Du Tử Tích, anh có kiên nhẫn với con gái như thế từ bao giờ rồi? Còn cùng người ta leo núi nè, cùng ăn cơm nè, Du Tử Tích, Trì ca, nếu anh không thích, vậy em theo đuổi nhé. Ngón tay Trì Quy hoạt động, trong khung nhập dần dần nhảy ra một hàng chữ, cậu muốn theo đuổi thì theo đuổi. Nói với tôi làm gì? Sau khi đánh xong, ngón tay chỉ quy dừng trên chữ gửi, hồi lâu cũng không ấn xuống. Hắn xóa chữ đi, chỉ quy, đi ngủ, du tử tích, đừng mà, chỉ ca, nói chuyện tiếp đi mà. Du tử tích, chỉ ca, du tử tích, túm lại anh có thích người ta không hả? Chỉ quy không để ý đến du tử tích nữa, mà là ấn mở khung chat của sơ tranh. Đoạn đối thoại của họ dừng lại ở lần du lịch mùa thu trước. Sau khi cô đưa ra điều kiện gọi thì phải đến, cũng không thấy cô tìm mình, nếu không muốn tìm mình thì đưa ra một điều kiện như vậy làm gì? Chỉ quy nhìn màn hình, nửa ngày không có động tĩnh gì, ngay lúc hắn chuẩn bị tắt điện thoại để đi ngủ, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một tin nhắn, nhịp tim chỉ quy không theo khống chế đập cuồng loạn lên. Sơ tranh, 1, xem phim, 2, chơi người thật đào thoát khỏi mật thất, 3, phố Mỹ tự các nivan. 4, hội âm nhạc, 5, triển lãm anime, 6, cưỡi ngựa, câu cá, chỉ quy, chỉ quy, có ý gì, sơ tranh chọn một, cuối tuần đi, hả? Chọn một, Trì Quy không biết có phải là mình cả nghĩ quá rồi không? Hắn phóng đại tin nhắn kia lên, để cho người ta không nhìn thấy là ai gửi, sau đó vươn tay gõ gõ phía dưới. "Trì ca, Du Tử Tích nhô đầu ra, Trì Quy đưa điện thoại di động cho Du Tử Tích xem. Cậu cảm thấy có người bảo cậu chọn cái này, được tính là hẹn hò sao? Xem phim, người thật đào thoát khỏi mật thất." Du Tử Tích đọc đến đằng sau, vẻ mặt rất kỳ quái, cưỡi ngựa câu cá bắn tên phần lớn người hẹn hò, ai lại đi chọn thể loại này, trừ phi là có yêu thích về phương diện ấy. Khoan, đã, chỉ ca, cái này ai gửi cho anh? Không có ai, chỉ quy lấy lại điện thoại, con người du tử tích quay tròn chuyển hai vòng, nháy mắt ra hiệu với hắn. Chỉ ca, không phải anh tìm trên mạng đấy chứ, có phải anh nghĩ thông suốt rồi không? Muốn hẹn người ta à? Đây là cô ấy gửi cho tôi, cho nên, đây coi như là hẹn hò rồi. Dù tử tích rất muốn cho trì quy một chút đề nghị nhân sinh nhưng trì quy không muốn nghe lắm. trì quy nhất định phải chọn sơ tranh. gọi là phải đến. trì quy đột nhiên muốn học tập. trì quy hai sơ tranh được. trì quy đi điện thoại di động xuống nằm hồi lâu vẫn không ngủ được. cuối cùng khi trời đã sắp sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. kỳ thi tháng của trung học đông dương cũng giống như kỳ thi cuối kỳ vậy. ngay cả học sinh bên hoa hải cũng bị không khí này lây nhiễm một tèo. thi xong môn cuối cùng trường học sẽ cho nghỉ một ngày. Nối tiếp là cuối tuần, nên được nghỉ 3 ngày. Cảm giác như đề lần này rất khó. Câu hỏi lớn cuối cùng của môn toán tớ không làm ra được. Cậu làm được không? Đáp án là bao nhiêu? Tớ cảm thấy tiếng Anh đang mưu sát tớ. Vì sao lại khó như vậy chứ? Vật lý mới khó kia. Ở trong một đám học sinh đối chiếu đáp án xong lại lo nghĩ hối hận. Sơ tranh siêu chấn định. Giáo viên chủ nhiệm dặn dò xong là có thể thu dọn đồ đạc đi. Nguyên chủ vẫn luôn trọ ở trường. Bên ngoài không có chỗ ở cho nên sơ tranh cũng không cần thu thập gì. Học sinh trung học Đông Dương nghỉ không rời trường học không phải số ít. Cho nên không cần lo lắng những chuyện khác. Sơ sơ, nghỉ rồi, đi ra ngoài chơi không? Tần Kiều túm lấy giản hữu chạy như bay đến. Tớ và giản hữu dự định đi xem triển lãm anime. Cậu có đi không? Sơ tranh lắc đầu. Tần Kiều thở dài. Hẹn tiểu tỷ tỷ sao mà khó như vậy chứ? Vậy thứ bảy chúng ta đi ăn cơm đi. Tần Kiều nói. Tớ mời. Cha tớ phát tiền cứu trợ cho tớ rồi một trăm ngàn của cậu đã tiêu hết rồi à? Bà chủ ơi, đó chính là kinh phí của đội kịch nói, làm sao có thể sử dụng làm chi phí ăn uống được? Loại chuyện này tuyệt đối không được, ngăn chặn hủ bại, từ tớ mà lên, được được được, sơ tranh ra hiệu giản hữu mau chóng mang đứa kịch tinh này đi đi. Cô không chịu nổi, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2054 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi. Edit by Hạ Lan tâm nhiên giản hữu kéo Tần Kiều rời đi. Sơ tranh dự định trở về ký túc xá một chuyến trước. Kết quả từ xa xa trông thấy Trì Quy đi về phía bên này. Sơ tranh ngừng bước chân lại, Trì Quy ngược lại rất tự nhiên đi tới. Thời gian thế nào, cái gì mà thời gian thế nào? Trì Quy gật ra một nụ cười. Cô bảo tôi tới, cô còn hỏi tôi cái gì mà thời gian thế nào à? Ồ, anh nói cái kia à? Sơ tranh lấy ra một chồng vé cho hắn. Cho, Trì Quy bị một chồng vé kia làm chấn động. Hồi lâu sau mới nhận lấy, không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao? Đúng vậy, vậy cô đưa nhiều vé như vậy làm gì? Sơ Tranh hơi trầm mặc, "Cho anh xé chơi, Trì Quy, cô có tiền đốt đến hoàng rồi à?" Kết quả chính là bởi vì du tử tích trông thấy chồng vé kia, tưởng là ai trong ký túc xá cầm về, hỏi một vòng không ai nhận, cho nên trực tiếp văn phát, trong ký túc xá có người làm thêm ở bên ngoài, có đôi khi sẽ cầm về một ít vé tặng hoặc là vé nội bộ gì đó. Tất cả mọi người đều chia nhau một phần cùng đi chơi, dù tử tích cũng không nghĩ nhiều. Cho nên hôm nay, cảnh sơ tranh trông thấy chính là chỉ quy mang theo thiên đoàn của hắn xuất hiện. Trong thiên đoàn có người còn mang người nhà, dẫn đến đội ngũ khoảng chừng hơn mười mấy người. Sơ tranh ngược lại cũng không để ý, chỉ là dù tử tích rất đau thương. Con mẹ nó chứ anh nói sớm sớm là đi hẹn hò với tiểu tỷ tỷ đi. Mình đã gây ra chuyện gì rồi đây? Sai lầm sai lầm, chỉ ca, vì sao anh không nói? Dù tử tích cảm thấy mình là một tội nhân, khi trì quy trở về, rõ ràng cậu còn chưa gọi người, vì sao hắn không ngăn cản mình phạm tội. Chỉ quy, vị này chính là, có người tò mò nhìn sơ tranh, dù sao không phải ai cũng biết sơ tranh. Tôi giới thiệu với mọi người một chút nhé, vị này chính là hàng sơ tranh, là chỉ ca nhà chúng ta. Ngao, dù tử tích kêu một tiếng, quay đầu đối đầu với ánh mắt chỉ quy, vội vàng đổi giọng, bạn bè tôi và chỉ ca mới quen đấy. Dù tử tích lại giới thiệu cho sơ tranh biết những người cô chưa từng gặp. Thái độ sơ tranh lãnh đạm, cũng không trò chuyện nhiều, những người khác cũng sẽ không nhiều chuyện hỏi thăm. Lát nữa em dẫn người đi vào trước, anh và sơ tranh đi sau nhé. Dù tử tích kéo trì quy nói thì thầm, không, dù tử tích không đợi trì quy nói chuyện, trực tiếp quay đầu, tác phong y trang hướng dẫn viên du lịch, chúng ta đi vào đi, đi đi đi, cần, trì quy bổ sung xong chữ còn lại, cần cái gì, vừa rồi thẻ người tốt và dù tử tích nói thầm cái gì đó. Trì quy nghe thấy sơ tranh hỏi, lập tức thu tầm mắt lại, cười theo một cái, không có gì sơ tranh ra hiệu đội ngũ đã đi vào phía trước đi vào không ừ hai người đi theo phía trước đến cửa xét vé anh trai xét vé đại khái cho là bọn họ không cùng nhóm với đám người phía trước cho nên cũng không phân bọn họ đến cùng một chỗ sau khi tiến vào mật thất trì quy lên tiếng tôi cho bọn họ vé cô không tức giận chứ anh thích là tốt rồi dù sao tiền cũng đã bỏ ra không dùng thì phí nha chủ nghĩa xã hội dạy bảo chúng ta không thể lãng phí giọng điệu không để tâm của sơ tranh làm trì quy không phân rõ là cô thật sự không quan tâm. Hay là tức giận quá mức, cô từng chơi chưa, trì quy nói sang chuyện khác, chưa, tìm manh mối trước đi, gian phòng bây giờ bọn họ đang ở cực kỳ có phong cách thời quốc dân. Lúc tiến vào, có nhân viên công tác phát cho bọn họ một quyển sổ nhỏ. Phía trên có giới thiệu đơn giản về bối cảnh, thật sự rất đơn giản, chỉ có vài đoạn mà thôi, chính là nói có một cặp vợ chồng, mua một tòa nhà thời kỳ dân quốc, nhưng trong nhà luôn có âm thanh kỳ quái không bao lâu sau đôi vợ chồng kia đã chết trong căn nhà này âm thanh kỳ quái từ sau khi bọn họ đi vào gian phòng cực kỳ yên tĩnh cũng không có âm thanh gì nhưng sau khi họ xem hết giới thiệu bối cảnh đột nhiên có tiếng vang rất nhỏ âm thanh ấy vang lên rất đột ngột tia sáng bốn phía dường như cũng trở nên tối xuống không ít ánh sáng và âm thanh cấu tạo ra hoàn cảnh cho người ta một loại cảm giác âm trầm chỉ quy nhìn về phía sơ tranh bên kia nếu cô sợ hãi Sơ tranh đang lật xem một quyển sách trong hộp tủ, làm gì có nửa phần sợ hãi. Hả, chỉ quy lắc đầu, không có gì, cô mà sợ cái gì? Cô là người dám vào đêm hôm khuya khoát chạy tới rừng cây nhỏ gặp người khác cơ mà. Vừa rồi hắn vậy mà lại nghĩ, cô sẽ sợ hãi giống như các cô gái nhỏ. Vì sao hắn lại có loại suy nghĩ ma quỷ này chứ? Chỉ quy tìm tới nơi phát ra âm thanh, phát hiện cần chìa khóa mới có thể mở ra. Cái này sao? Trong lòng bàn tay sơ tranh có một cái chìa khóa. Chỉ quy, cô tìm thấy ở đâu? Sơ tranh chỉ chỉ vài cuốn sách vừa rồi cô lật, mấy cuốn sách kia có vết tích xê dịch rất nghiêm trọng. Chỉ quy, sau đó chỉ quy vừa tìm ra manh mối, sơ tranh rất nhanh có thể tìm được đạo cụ cần dùng. Phối hợp không chê vào đâu được, rất nhanh liền phá giải được. Mật thất thứ nhất, chỉ quy, có chút bị đả kích, không muốn chơi nữa, nhưng mà đã vào, nếu không phá giải được mật thất sau cùng, thì cũng chỉ có thể đợi đến thời gian, đợi nhân viên công tác tới cứu người ngồi chờ còn lúng túng hơn cho nên vẫn cứ giải mã đi toàn bộ câu chuyện dần dần bày biện ra rất cẩu huyết ý tứ đại khái chính là đôi vợ chồng kia người nam ngoại tình muốn hợp mưu với tiểu tam giết chết chính thất chính thất bị dày vò đến sống không bằng chết nhưng mà đến cuối cùng mới phát hiện chính thất đang giả vờ cuối cùng kẻ chết thật ra là tiểu tam và người nam chính thất ôm tiền bọn họ đã chuẩn bị xong chạy mất chúc mừng hai vị qua cửa thành công phá vỡ kỷ lục thời gian qua cửa nhanh nhất Tiếp theo sẽ có nhân viên công tác tới tặng quà. Trong loa phát thanh vang lên thông báo qua cửa, cô rất lợi hại, chỉ quy chân tình khen một câu, "Cảm ơn, chút bản lĩnh này vẫn có, nhưng thẻ người tốt khen ta, có phải ta nên đáp lại không?" Anh cũng rất lợi hại, chỉ quy cười cười, căn bản là cô tìm được đạo cụ mấu chốt, tôi chỉ nói manh mối mà thôi, những manh mối kia chính cô cũng có thể phát hiện ra. Người lợi hại chính là cô, sơ tranh, tôi lợi hại là được, có thể bảo vệ anh. Chỉ quy vì sao cô lại muốn bảo vệ mình, chỉ quy không biết mình có chỗ nào biểu hiện giống như cần được bảo vệ. Hắn có chút mê man, cửa ra ngoài đã mở ra, chỉ quy vội vàng nói, đi ra ngoài trước đi, còn nói thêm nữa, ai biết cô sẽ nói ra thứ gì nữa. Ồ, hai người cách cửa một khoảng, chỉ quy đi trước một bước, sơ tranh đi theo phía sau, kẹt, đèn trong phòng đồng thời tắt đi, bốn phía lâm vào trong bóng tối giơ tay không thấy được năm ngón. Chỉ quy muốn quay người, dưới chân không biết sao lại trượt, thân thể mất đi cân bằng đụng vào sơ tranh ở đằng sau ầm um, không biết thứ gì đập xuống đất trong bóng tối chỉ quy cảnh nhận được hơi thở không thuộc về mình xâm nhập mà đến lúc ban đầu thanh thanh nhạt nhạt giống như mây bay cuối chân trời đột nhiên rơi xuống làm cho người ta không phân rõ hiện thực và mộng cảnh nhưng rất nhanh hơi thở kia trở nên cường thế ngang ngược mây bay biến thành biển lớn giận dữ ngập trời nhấc lên cuồng phong tựa như muốn nuốt chửng cả người hắn bên tay chỉ quy có tiếng vang do thứ gì đó bị đụng rơi. Đập xuống đất tạo thành, cũng có tiếng tim đập không theo khống chế, đập thình thịch thật mạnh của hắn, thậm chí là tiếng huyết dịch chảy qua. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2055 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên Cạch, ánh đèn lần nữa sáng lên, thật sự rất xin lỗi, bởi vì vấn đề mạch điện, dẫn đến mất điện ngắn ngủi trong loa phát thanh truyền đến tiếng giải thích chứa đầy áy náy. Ở trong một góc phòng, rơi rớt đủ loại vật, mà lúc này người vốn nên đứng ở bên kia, cũng đã chuyển qua bên hộp tủ bên cạnh, bóng dáng hai người cơ hồ dán kín kẽ lại với nhau. Cái bóng hát trên mặt đất, không phân rõ ai với ai, tiếng phát thanh trôi qua bên tai chỉ quy, lại dần dần yên tĩnh lại, khụ khụ khụ, hai vị kia, chỗ chúng tôi có thể trông thấy đó. Trong phát thanh đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở ngại ngùng sơ tranh ngược lại rất chấn định buông trì quy ra chỉ quy rút bối rối cúi đầu xuống cảm giác nóng bỏng từng trận bò lên gò má sơ tranh kéo hắn một cái chỉ quy tránh đi như điện giật cúi đầu đi ra ngoài sơ tranh sơ tranh nhìn về phương hướng giám sát một chút một lát sau bình tĩnh rời ánh mắt nhân viên công tác sau giám sát chỉ cảm thấy cổ mát lạnh nhân viên công tác rất tủi thân anh ta cũng không muốn nhìn mà nhưng anh ta không thể không nhìn nha nếu anh ta không nhắc nhở Ai biết những cặp tình nhân này sẽ làm ra chuyện gì? Nhớ kỹ có một lần cũng vì không chú ý, bọn họ xém chút nhìn thấy nội dung hiện trường chủ nghĩa xã hội không cho phép miêu tả. Nhưng hình ảnh vừa rồi là cô bé kia bá vương ngạnh thượng cung sao? Các cô gái bây giờ đều giỏi như vậy sao? Chỉ quy bước nhanh ra ngoài. Khi ra ngoài gặp nhân viên công tác tới tặng quà phá vỡ kỷ lục qua cửa cho họ. Nhân viên tặng quà kia lúc đăng ký thỉnh thoảng nhìn Chì quy vài lần, mang theo chút ý cười ẩn hiện. Chỉ quy chỉ quy cảm thấy mình một đời lừng lẫy của mình bị hủy hoại. Chỉ ca, chỉ ca, hai người ra rồi cơ á, dù tử tích là lối ẩm ý lao ra, hai người nhanh vậy sao, chúng em đều chưa qua cửa, bởi vì chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, nên bị nhân viên công tác đưa ra, hai người qua cửa rồi sao, dù tử tích vừa đến, người phía sau cũng đi theo ra, chỉ quy lập tức cảm thấy dễ dàng hơn không ít, qua rồi, hoa, không hổ là chỉ ca nhà ta, lợi hại lần sau vẫn nên đi cùng chị ca đi, đi cùng du tử tích chúng em cũng bị nhốt luôn bên trong. Ê, các cậu nói kiểu gì đấy, du tử tích bị mạo phạm đến, lập tức dù lông, chỉ quy cắt ngang bọn họ, chủ yếu dựa vào, bạn học hàng, đám người vốn đang tăng bốc thổi phòng trì quy chợt dừng lại. Không khí dường như cũng an tĩnh lại, sơ tranh thản nhiên tiếp thu ánh nhìn của mọi người, đông dương chính là không giống ha, không biết là ai chua phun ra một câu. Dù tử tích lập tức ồn ào một tiếng, ôi, lát nữa ăn gì đây chủ đề trong nháy mắt bị du tử tích kéo đi chì quy nhận lấy quà của nhân viên công tác tặng đi ra ngoài trước đi sơ tranh không quen những người kia chờ sau khi bọn họ đi mới động lúc đầu chì quy đi ở phía trước cuối cùng khẽ cắn môi vẫn đi chậm lại đi cùng với sơ tranh vừa rồi hả chì quy chỉ nói hai chữ sau đó cảm thấy nói không được hắn nhìn quà tặng trong tay một chút lập tức nói cái này cho cô đi không cần chì quy dù thế nào cũng xem như cô thắng được, giữ làm kỷ niệm cũng tốt. Anh giữ đi, chỉ quy ngửa túi ra, phát hiện bên trong là hai cái cái móc chìa khóa, hình con búp bê rất đáng yêu, có thể là đầu óc chỉ quy chập mạch, trực tiếp đưa một cái cho cô, vậy mỗi người một cái, chờ hắn nói xong câu đó, kịp phản ứng có thể đây là móc chìa khóa tình nhân. Hắn vừa nói cái gì, mỗi người một cái, hắn bị người nhập sao, vì sao lại nói ra những lời này chứ, lời nói ra cũng như tát nước ra ngoài không thể thu lại được nữa. Lúc này chỉ quy rất muốn nghe thấy sơ tranh nói không muốn. Nhưng làm hắn thất vọng rồi, sơ tranh trực tiếp giơ tay nhận lấy, cũng ở ngay trước mặt hắn, lấy chìa khóa ra đổi. Chỉ quy, chỉ quy che mật, cứng ngắc không biết thả tay chân thế nào, quyết định trở về sẽ nhét cái này vào trong dương. Địa điểm ăn cơm là du tử tích chọn, hoàn cảnh không tệ, bọn người du tử tích đại khái là khách quen. Ông chủ thuần thục trao hỏi bọn họ, chỉ ca, du tử tích tránh khỏi đám người kéo trì quy sang bên cạnh, vừa rồi em đã muốn hỏi anh, anh sao lại thế này, du tử tích chỉ chỉ môi, trì quy, du tử tích lấy điện thoại di động ra, cho trì quy dùng làm gương, lúc này trì quy mới phát hiện màu môi của hắn quá tươi đẹp, giống như bôi son vậy, vừa rồi hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, những người khác không tới gần hắn, tự nhiên không phát hiện, nhưng du tử tích vẫn luôn quan sát trì quy, rất dễ dàng phát hiện ra, trì ca, anh đừng có nói với em, đây là do mũi cắn mà thành nhé. Du tử tích dùng khuỷu tay chọc hắn một cái, anh và bạn học sơ tranh làm gì ở bên trong thế? Chỉ quy đẩy di động ra, nhấp môi dưới, cậu bắt quái như thế, đầu thai nhầm rồi đấy. Chỉ ca, anh nói cho em nghe một chút đi mà, anh chủ động hay là tiểu tỷ tỷ chủ động? Cảm, giác thế nào, có loại cảm giác hưu con sông loạn không? Sơ tranh liếc mắt qua liếc nhìn chỉ quy và du tử tích. Không biết hai người này đang nói gì, đứng ở bên kia nửa ngày, bạn học hàng, học sinh đông dương các cậu có phải áp lực học tập rất lớn không? Nữ sinh ngồi ở bên cạnh sơ tranh đột nhiên nói chuyện với cô. Nữ sinh mặc dù đang cười, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang ý nhằm vào. Giọng điệu sơ tranh lãnh đạm, cô không phải học sinh Đông Dương. Tôi không phải, nữ sinh cười cười, vuốt vuốt tóc, chúng tôi đều là hoa hải. Hoa hải đã sát nhập vào Đông Dương, sau này không có hoa hải nữa. Đám người, lời này sao nghe lại thấy không thoải mái như vậy chứ? Lị lị, em làm gì thế? nam sinh bên cạnh kéo cô ta một cái bây giờ mọi người đều là bạn học yên bình với nhau đi lỵ lỵ bất mãn anh nói em làm gì vừa rồi anh không nghe thấy lời cô ta nói sao nam sinh lời đó cũng không nói sai mà bây giờ xác thực đã không có trung học hoa hải nữa sau này cũng sẽ không có trung học hoa hải chiêu sinh vốn đã khó khăn lần này sát nhập những người bọn họ hẳn là học sinh cuối cùng của trung học hoa hải mấy nữ sinh trên bàn rõ ràng không quá thân thiện với sơ tranh lị lị bị tủi thân, mấy nữ sinh khác lập tức lên tiếng ủng hộ. Các cậu làm gì đấy? Dù tử tích trở về rất kịp thời, kéo cái ghế bên cạnh sơ tranh ra. Chị ca, ngồi ở đây, ánh mắt chị quy đảo qua đám người. Cuối cùng nói với nam sinh bên cạnh lị lị một câu. Quản tốt bạn gái của cậu, nam sinh kia vội vàng chắp tay trước ngực, dáng vẻ hết sức có lỗi. Chị ca, lị lị ai oán nhìn chị quy, gọi món ăn đi, chị quy đưa thực đơn tới trước mặt sơ tranh đám người đưa mắt nhìn nhau khi du tử tích nói sơ tranh là bạn của cậu ta và trì quy bọn họ đã có chút suy đoán không tốt bây giờ trì quy có điệu bộ này nhìn thế nào cũng giống như ý tứ che chở nha nam sinh vội vàng kéo lị lị bảo cô ta đừng nói nữa lị lị tức giận tới mức tiếp đứng dậy chạy nam sinh ôi một tiếng nói lời xin lỗi với trì quy rồi đuổi theo ra ngoài cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 2056 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên lị lị rời đi. Bầu không khí có hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị bọn người du tử tích nói sang chuyện khác. Lị lị chờ đồ ăn lên mới trở về, tức giận ngồi ở bên kia, không cho sơ tranh sắc mặt tốt. Nam sinh ngược lại rất khách khí xin lỗi cô, đợi mọi người ăn gần xong. Sơ tranh đứng dậy đi toilet một chuyến, từ bên trong ra, liền thấy lị lị kia tựa ở cửa ra vào bày biện tư thế rõ ràng chính là đang đợi cô. Sơ tranh ra ngoài mở vòi nước rửa tay, có việc, lị lị thông qua mặt gương nhìn cô, cách xa trì ca một chút, dựa vào cái gì, sơ tranh ngước mắt, đối đầu với tầm mắt cô ta, cô là gì của trì quy, có tư cách gì mà quyết định bên cạnh hắn có ai. Ta cũng chưa quản đâu, ngươi là thứ gì chứ, lị lị căm hận chừng cô, nói chắc nịch, trì ca sẽ không thích cô, sơ tranh đóng vòi nước lại, quay người mặt đối mặt với lị lị không phải cô có bạn trai rồi à? Lị lị nhíu mày, mắc mớ gì tới cô? Sơ tranh, có bạn trai còn quan tâm những người con trai khác, thân ở tàu doanh lòng ở Hán. Bạn trai cô biết không? Lị lị, tôi, tôi cũng không phải thích chị ca. Lị lị gấp gáp, tôi chỉ khuyên cô thức thời chút. Chị ca sẽ không thích loại người như cô. Ồ, bây giờ không thích cũng không sao nha. Dù sao cuối cùng cũng là của ta. Của ta, lị lị, thái độ của sơ tranh quá bình tĩnh. Lị lị giống như dồn toàn lực đánh vào bông, không kích thích được nửa điểm gợn sóng. Sơ tranh vẫy vẫy giọt nước trên tay, đi ra phía bên ngoài. Khi đi ngang qua lị lị, cô hơi nghiêng đầu, cô có thể thích hắn, nhưng không nên vươn tay quá dài. Con người lị lị hơi co rụt lại. Cô, sơ tranh nhanh ngang rời đi, căn bản không cho lị lị cơ hội nói chuyện. Lị lị mờ mịt đứng tại chỗ, hình như mình đến uy hiếp cô, sao bây giờ lại bị uy hiếp ngược lại rồi. Sơ tranh trở lại chỗ ngồi không biết chỉ quy đi đâu rồi không ở vị trí hắn đi đâu ra ngoài nghe điện thoại dù tử tích nháy mắt ra hiệu yên tâm chỉ ca sẽ không chạy dù tử tích hất cầm về phía cổng không phải về rồi đấy sao chỉ quy cầm điện thoại di động trở lại chỗ ngồi bên cạnh có người đưa đồ cho hắn chỉ quy điện thoại di động xuống nhận lấy sơ tranh liếc mắt qua nhìn thấy màn hình điện thoại của chỉ quy sau đó liền nhìn thấy câu này rốt cuộc anh có thích người ta không dê dê người gửi dù tử tích sơ tranh Sơ tranh nhìn về phía du tử tích đang nói chuyện cùng một nam sinh bên cạnh. Ánh mắt nghi ngờ lưu chuyển qua lại giữa hai người. Hai người này luôn luôn nói thì thầm. Trước đó cô đã cảm thấy có chút kỳ quái. Không nghĩ tới lại kích thích như thế. Tình huynh đệ thời chủ nghĩa xã hội sao? Không đúng, hắn là thẻ người tốt của ta mà. Mẹ nó tên này là tình địch à? Rút đau đi, vì chính nghĩa của chúng ta mà chiến. Rút đau cái quỷ chứ. Tiểu tỷ tỷ cả ngày đều bổ não những thứ gì vậy? phát cái nhiệm vụ để cô thức tỉnh não đi. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tính tiền cho bữa cơm này. Thời hạn 30 phút, các loại hình ảnh trong đầu sơ tranh bị nhiệm vụ đánh bay. Miễn cưỡng mỉm cười, giờ Quy đã ngồi trở lại. Hắn quay đầu nhìn sơ tranh một chút. Cô ăn no chưa? Rồi, còn muốn ăn chút gì nữa không? Không muốn, chỉ quy cảm thấy sơ tranh có chút kỳ quái. Nhưng tạm thời lại không nói nên lời được. Sơ tranh lần nữa đứng dậy. Chỉ quy theo bản năng hỏi, đi đâu đấy, toilet, chỉ quy, không phải cô vừa mới đi sao? Sao lại đi nữa? Sơ tranh, tôi cứ muốn đi. Chỉ quy, được thôi, tâm tư con gái đừng đoán thì hơn. Sơ tranh lấy cớ đi toilet đi thanh toán. Giá cả tiệm này cũng không cao. Nhiều người như vậy, à, à chia nhau. Đại khái mỗi người cũng chỉ 4, 50 đồng. Đợi mọi người cơm nước xong xuôi đi tính tiền. Thì được cho biết đã thanh toán rồi. Ai thanh toán? Ông chủ ngẩng đầu tìm kiếm trong đám người một vòng. Cuối cùng chỉ vào bóng lưng rời đi ở cổng. Chính là cô bé kia hàng sơ tranh, sơ tranh là người của trì quy, bọn họ căn bản không dám để cho sơ tranh bỏ tiền. Ai biết người ta đã đi thanh toán từ trước luôn rồi. Nghỉ mà cô vẫn trọ ở trường à, trì quy đưa sơ tranh về, thấy cô vẫn đi về phía trường học, có chút kỳ quái, ừ, không được sao, trường học không nói không thể ở mà, không trở về nhà à, nghe nói rất nhiều học sinh Đông Dương đều không trở về nhà. Có cần phải liều mạng học tập như vậy không? Bên ngoài không có chỗ ở, vương bát đàn không bảo mua cô cũng lười đi mua, ở đâu cũng giống nhau cả mà. trì Quy hơi trần chờ nhà cô không ở đây à, không có nhà, trì Quy diễn sờ, không có nhà, không có người thân sao. Ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường từ đỉnh đầu rơi xuống, bao phủ trên thân cô gái, dường như khảm cho cô một phạm vi mông lung, từ vị trí của hắn, rất dễ dàng trông thấy sườn mặt xinh đẹp của cô gái. Lông mi dài rũ xuống, ngăn trở cảm xúc nơi đáy mắt, trong đầu trì quy không tự chủ được hiện lên mấy hình ảnh giây lát sau hắn đột nhiên giật mình một cái hơi bối rối rời ánh mắt nhìn bụi cây phủ thêm một lớp bụi ở ven đường khô cằn tiếp lời câu phía trên chỉ có một mình cô sao cha mẹ của cô đâu sơ tranh quay đầu nhìn hắn tin tức về gia đình hẳn là khi quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước mới có thể tìm hiểu chứ trì quy quan hệ tiến thêm một bước bên tai trì quy dần dần nóng lên hắn chỉ chỉ cổng trường học đến rồi đi vào đi tôi có chuyện muốn hỏi anh trong lòng trì quy không yên, không muốn trò chuyện lắm, thời gian không còn sớm nữa, có chuyện gì thì hôm nào rồi nói sau, sơ tranh nghiêm túc nói, tôi muốn hỏi bây giờ, trì quy, nếu cô lại nói câu kia, hắn nên từ chối hay là đồng ý đây, cô, muốn hỏi cái gì, anh và du tử tích có quan hệ thế nào, chỉ hỏi cái này, bạn học, còn gì nữa, bạn cung phong, còn gì nữa, bạn bè, hết rồi, còn có thể có gì nữa, cậu ta tích anh kỳ thật câu nói kia cũng có thể là do chỉ quy gửi. Nhưng sơ tranh cảm thấy rất không có khả năng, đừng hỏi vì sao, hỏi thì chính là trực giác, chỉ quy bị câu nói này của sơ tranh chấn chủ. Cậu ta, thích tôi, vì sao cô lại hỏi như vậy, điên rồi sao, tại sao du tử tích lại thích hắn được, hắn là nam mà, sơ tranh vô cùng thành thật, tôi nhìn thấy tin nhắn cậu ta gửi cho anh, tin nhắn, tin nhắn gì, chỉ quy lấy điện thoại di động ra. Trước tiên xem tin nhắn một chút, không thấy có tin nhắn gì lại ấn vào WeChat, không cần ấn mở đã nhìn thấy câu nói sau cùng của Du Tử Tích. Chỉ quy, câu nói kia chỉ nhìn như vậy quả thật có chút làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng Du Tử Tích căn bản không phải ý này, anh có thể không thích tôi, nhưng anh cũng không thể thích người khác, nam hay nữ cũng không được. Chỉ quy chưa kịp giải thích, thì đã nghe thấy sơ tranh nói tiếp, khóe miệng chỉ quy hơi co giật, bạn học hàng. Cô không cảm thấy cô như vậy rất là bá đạo sao? Không thích cô thì cũng không thể thích người khác làm gì có đạo lý như vậy? Ừ, sơ tranh gật đầu, cho nên làm phiền anh thích ứng nhiều hơn. Chỉ quy, câu làm phiền này của cô nói thật có thành ý nha. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2057 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên ngày hôm sau sơ tranh phải tham dự cuộc hẹn với Tần Kiều. Cả ngày không có tin tức, chỉ quy ấn mở khung chat mấy lần, lại yên lặng đóng lại sau đó chỉ quy ngẫm lại cảm thấy không thích hợp. Cô xem điện thoại di động của mình lúc nào? Tại sao lại có thể xem điện thoại di động của mình? Nghĩ xong lại yên lặng hỏi mình có tức giận không? Hình như cũng không, chỉ quy cảm thấy tính tình của mình ở trước mặt cô. Hoàn toàn không phát ra được. Chỉ ca anh làm gì đấy? Đứng ngồi không yên, bệnh trĩ à? Dù tử tích bớt chút thời gian trống từ game, quan tâm tiểu đồng bọn nhà mình một tẹo, chỉ quy túm lấy sách bên cạnh đập tới, dù tử tích vội vàng tránh đi sau đó âm thanh của game liền biến thành khúc nhạc dạo tử vong. Chị ca, em sắp thắng rồi mà, du tử tích hét to một tiếng, Chị quy nhìn chằm chằm du tử tích, cậu có người mình thích không? Không có, du tử tích chọc chọc điện thoại di động, ngẫm lại lại thấy không đúng, ngẩng đầu, ngờ vực, Chị ca đột nhiên quan tâm đến đời sống tình cảm của em làm gì? Tôi, hình như có, du tử tích mỉm cười, cho nên anh đang khoe khoang với em sao? Cậu không hỏi là ai à? Còn có thể là ai? bạn học hàng của chúng ta chứ ai dù tử tích không hề ngoài ý muốn từ lần đầu tiên hai người gặp mặt em đã cảm thấy hai người không thích hợp trì quy con người du tử tích chuyển hai vòng cọ đến bên cạnh trì quy bắt đầu bát quái cho nên hai người đang yêu đương à không có chật chỉ ta không được nha trì quy xoắn suýt thâm trầm nghẹn ra ba chữ cậu không hiểu trước đó hắn đã nói với cô hắn không có dự định yêu đương cũng sẽ không yêu đương với cô mẹ nó bây giờ mới qua bao lâu Hắn đã bị vả mặt, hắn không cần sĩ diện sao? Ngày nghỉ kết thúc, trở về chính là thời gian bảng thành tích thi tháng được đưa ra. Sơ Tranh xuất hiện trong top 20, làm không ít người cảm thấy quỷ dị, chuyện là thế nào đây? Khoảng thời gian này đúng là cô rất cố gắng, không ít thời gian đều đọc sách, nhưng căn cứ vào cái nhìn của bọn họ, tốc độ đọc sách của cô càng giống như đang lật sách hơn mà, sao lại đột nhiên giết vào top 20 rồi? Tính tình thay đổi, thành tích đột nhiên tăng cao, cô bị người ta nhập vào đúng không? Đương nhiên đây chỉ là lời nói đùa của mọi người, cũng không ai tin tưởng, nhưng rất nhanh liền có tin tức liên quan tới chuyện cô gian lận truyền ra. Kỳ thi tháng đợt trước, Sơ Tranh vẫn còn xếp ở vị trí thứ mấy trăm, đột nhiên giết vào top 20, xác thực rất làm cho người ta hoài nghi, lời đồn đại truyền ra nhiều, Sơ Tranh không khỏi sẽ bị gọi lên nói chuyện, Sơ Tranh tự làm bài thi, không thẹn với lương tâm, cho nên đối mặt với giáo viên cũng không sợ chút nào. Cô là cô gái muốn làm học thần đấy chút chàng diện nhỏ ấy có gì mà phải sợ. Tin tức sơ tranh bị gọi tới văn phòng, rất nhanh truyền ra, người vui vẻ nhất là Khương Tĩnh. Cô ta không tin sơ tranh có thể thi tốt như vậy. Bình thường cô có thành tích thế nào, lớp khác không biết, nhưng lớp bọn họ có thể không rõ ràng được sao. Chỉ với thời gian ngắn như vậy, sao cô có thể nâng cao thành tích lên được như thế? Sau đó chính là bối tiếu tiếu, nhược điểm của bối tiếu tiếu bị sơ tranh nắm trong tay. Cô ta không dám ngang với sơ tranh ở chính diện nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ để yên như thế tiếu tiếu cậu nói nếu cô ta thật sự gian lận thì sẽ bị trường học đuổi học sao bối tiếu tiếu không đuổi học cũng sẽ ghi tội cô ta ghi tội nhiều thêm mấy lần tớ không tin cô ta không bị đuổi bối tiếu tiếu nhìn xung quanh làm xong chuyện hết cả chưa yên tâm đi tiếu tiếu đã làm xong rồi không có ai phát hiện chứ không có tớ rất cẩn thận vậy là tốt rồi bối tiếu tiếu chờ tin tốt bên kia truyền đến nhưng đáng tiếc hướng phát triển của chuyện cũng không giống như cô ta nghĩ giáo viên chỉ gọi sơ tranh vào văn phòng rất nhanh liền cho cô ra cũng không có việc gì xảy ra chuyện gì sao cô không hề hấn gì mà đã được cho ra rồi trường học không điều tra sao không không biết tùy cũng rất ngơ ngác giáo viên bên kia chúng tớ cũng không quản được giáo viên không truy cứu bọn họ có làm nhiều hơn nữa cũng vô ích sơ tranh trở lại phòng học lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho người mang tên chớ ước hiếp đại ca nghèo sơ tranh đánh nhau không bên kia vù vù trả lời lại một tin nhắn chớ ức hiếp đại ca nghèo không 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 chị ơi em không đánh nhau nữa em đã cải tà quy chính đang cố gắng học tập đây này sơ tranh lên lớp chơi điện thoại học tập chớ ức hiếp đại ca nghèo không phải chị cũng đang chơi đấy sao chớ ức hiếp đại ca nghèo chị ơi gần đây em thật sự không gây chuyện với chị quy mà sơ tranh giúp tôi đánh người chớ ức hiếp đại ca nghèo chị nói sớm có phải tốt không chớ ức hiếp đại ca nghèo đánh ai chị cứ nói cam đoan làm thật xinh đẹp cho chị luôn sơ tranh bối tiếu tiếu chớ ức hiếp đại ca nghèo bối tiếu tiếu kia chớ ức hiếp đại ca nghèo chị có thể đổi thành người khác được không sơ tranh cậu và bối tiếu tiếu chọn chớ ức hiếp đại ca nghèo chớ ức hiếp đại ca nghèo lựa chọn bối tiếu tiếu sơ tranh nói yêu cầu với cậu ta bảo cậu ta làm xong rồi tìm cô sau khi tan học sơ tranh sách túi sách vội vàng rời đi, chỉ quy vốn định chào hỏi, thấy cô đi rất gấp, lại đành phải đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn cô biến mất ngã rẽ của lầu dạy học. Phòng dụng cụ của trường học, nam sinh dẫn theo mấy người, chặn bối tiếu tiếu ở bên trong, chuẩn xác mà nói là nhốt ở bên trong, mà cùng anh điên rồi. Bối tiếu tiếu kêu lên một tiếng giận dữ, rốt cuộc anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết, cho dù anh làm gì thì tôi cũng sẽ không thích anh đâu. Mẹ nó anh thả tôi ra mạc cùng mạc cùng nhìn vào việc mình từng theo đuổi bối tiếu tiếu hảo tâm nhắc nhở cô ta cô gây chuyện với hàng sơ tranh à hàng sơ tranh con người bối tiếu tiếu hơi chừng lớn sau đó châm chọc nói làm sao anh coi trọng cô ta à muốn ra mặt cho cô ta mạc cùng coi trọng cô gái kia cậu ta điên chắc mặc dù đúng là rất đẹp nhưng mạc cùng cảm thấy mình chịu không nổi mạc cùng ném ra hai chữ chờ xem mạc cùng mẹ nó anh thả tôi ra bối tiêu tiêu mắng chửi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sau đó Mạc cùng sợ cô ta kêu qua lớn tiếng, dẫn người tới, dứt khoát cho người bịt miệng cô ta lại, ước chừng nửa tiếng sau, sơ tranh đẩy cửa phòng đạo cụ ra tiến vào, Mạc cùng chân chó nganh đón, chị à, người ở đó, vừa nói vừa chỉ ra phía sau, sơ tranh nhìn về phương hướng Mạc cùng chỉ, ô ô ô, ô bối tiếu tiếu thấy sơ tranh vào, kích động không biết gào cái gì, sơ tranh hai tay đút túi, đi đến trước mặt bối tiếu tiếu, tin tức tôi gian lận là cô thả ra. Ô ô ô, ô sơ tranh xé băng dán ra. Hàng sơ tranh mày giỏi quá nhỉ, tên ngu ngốc mà cùng mà mày cũng có thể tu phục. Mẹ nó, sơ tranh cắt ngang lời cô ta. Tôi hỏi cô, tin tức tôi gian lận có phải là cô thả ra không? Bối tiếu tiếu tôi từng mụn từng mụn nước, có chút khiêu khích, mày có chứng cứ không? Sơ tranh lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn mở ghi âm, giọng nói bén nhọn lại hoảng sợ của nữ sinh phát ra. Là bối tiếu tiếu sai khiến đều là cô ta, chúng tôi đều nghe theo cô ta. Thần sắc khiêu khích của bối tiếu tiếu cứng lại trên mặt. Sao cô ta có thể không nghe ra đây là giọng nói của ai chứ? Anh dai mạc cùng này khá là thú gì. Tên WeChat của ảnh là Mo Chi Gia Cưa Chi Chữ đầu và chữ cuối trong tên WeChat là tên ảnh mạc cùng Mo Chi Trong đó mạc nghĩa là đừng, chớ, không phải, cùng, nghèo, nghèo đúng chất nghèo chứ không phải đồng âm như cưa cưa liên quỳnh nhà mình. Cha mẹ ảnh rất kỳ vọng đặt cho ảnh cái tên đừng nghèo. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2058 của tác phẩm Xuyên nhanh. Nam thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan Tâm nhiên lời đồn liên quan tới chuyện sơ tranh gian lận. Là bắt đầu khi bảng thành tích được công bố. Thành tích của Sơ Tranh Bối Tiếu Tiếu từng nghe qua, thành tích ngữ văn lịch sử thì không tệ, nhưng toán lý hóa lại là dở tệ. Học lệch cực kỳ nghiêm trọng, học lệch nghiêm trọng như vậy sao có thể trong khoảng thời gian ngắn mà đã tăng lên được chắc chắn cô dùng cách gì đó để gian lận cô ta tin tưởng giáo viên cũng sẽ hoài nghi nhưng vì bảo đảm bối tiếu tiếu còn làm ra một phần đáp án cho người nhét vào chỗ ngồi của sơ tranh trước sau đó bắt đầu cho người lưu truyền lời đồn này lời đồn đại nhiều lên giáo viên tự nhiên sẽ hỏi đến đến lúc đó cô ta chỉ cần để cho giáo viên trông thấy phần đáp án kia là được rồi nhưng mà ai biết giáo viên cũng chỉ gọi cô qua sau đó cô ta lại ở chỗ này càng không nghĩ tới chính là người bên cạnh mình vậy mà lại bán mình ra sắc mặt bối tiếu tiếu xanh xám ánh mắt hung lệ mày muốn thế nào sơ tranh khoanh tay trước ngực đứng đó tôi có thể làm gì cô sơ tranh cũng không làm gì bối tiếu tiếu dù sao cô là một người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội dùng văn minh để nói chuyện sơ tranh trực tiếp nói chuyện này cho giáo viên biết vu oan học sinh gian lận còn giải lời đồn tạo thành ảnh hưởng ác liệt bối tiếu tiếu bị ghi tội cũng sẽ lên kiểm điểm trước toàn trường bối tiếu tiếu không phục nếu cô ta không gian lận thì vì sao thành tích của cô ta lại đột nhiên tốt như vậy giáo viên đó là bạn học hàng cố gắng bối tiếu tiếu lập tức nóng giận thầy ơi thầy từng thấy có học sinh nào trong thời gian ngắn như vậy mà cố gắng ra thành tích thế kia chưa sơ tranh cô chưa từng nghe không có nghĩa là không có hơn nữa cô tin hay không cũng không quan trọng bối tiếu tiếu cô có ý gì khinh thường mình à chuyện gian lận huyên náo nhốn nháo chỉ quy vốn muốn tìm sơ tranh tâm sự nhưng tan học cô lại đi quá nhanh đợi đến ngày hôm sau đã là bối tiếu tiếu xin lỗi trì quy luôn cảm thấy hướng phát triển của câu chuyện không nên như thế sau đó sơ tranh sửa sang lại một phần tư liệu gửi cho bối tiếu tiếu dẫn đầu chính là nhược điểm lúc trước của cô ta phía sau là một chút hình ảnh đều là quảng cáo lúc đầu bối tiếu tiếu xem không hiểu mãi đến khi lật đến cuối cùng cô muốn tung ra ở đâu hay là bao hết tôi đều có thể thỏa mãn cô bối tiếu tiếu bối tiêu tiếu có tức giận thế nào thì cũng chỉ có thể tự nhịn lấy mà sơ tranh ở trong các kỳ thi sau đó thứ hạng từng bước tăng cao cuối cùng ngồi vững vàng ở vị trí thứ nhất lúc này mà cảm thấy cô gian lận thì cũng có chút khôi hài lỡ như người ta chính là loại người bình thường không chăm chú học nhưng vừa học là thành học bá thì sao dù sao thành tích mấy môn khác của cô vẫn không hề kém thời tiết dần dần chuyển lạnh mấy kỳ thi thoáng một cái trôi qua sau đó chính là nghỉ đông chuyện mà học sinh của Trung học Đông Dương nghĩ tới chính là ứng phó với kỳ thi thế nào. Mà chuyện các học sinh của Trung học Hoa Hải thảo luận chính là đi đâu chơi. Chơi như thế nào, các giáo viên cũng rất bất đắc dĩ, nói cũng đã nói, mắng cũng đã mắng, có cách nào nữa, anh không chuẩn bị thi cử à. Chỉ quy nghe thấy âm thanh, lập tức nghiêng điện thoại đi, cuối cùng úp trên bàn, làm xong những chuyện này, chỉ quy mới ngẩng đầu, nhìn về phía người đứng ở bên cạnh, không hề gì nhún vai chúng tôi thi hay không thi cũng không quan trọng sơ tranh kéo cái ghế đối diện ra ngồi xuống sau này anh dự định làm gì chị quy lắc đầu không nghĩ tới đối với phần lớn học sinh mà nói học tập vì cái gì không biết cha mẹ bảo học cho nên học thôi học đến cuối cùng ngay cả chuyện mình muốn làm gì cũng không rõ được thôi ta nuôi nổi sơ tranh không nói nữa mở sách ra bắt đầu đọc chị quy nhìn cô hai lần mũi chân chuyển đi chuyển lại dưới mặt đất đến mấy lần cuối cùng vẫn không đi ấn mở điện thoại tiếp tục xem. Lúc này trường học của họ còn cố ý chế tạo hành lang học tập. Bàn không tính là nhiều, nhưng mỗi cái bàn đều có người. Phần lớn người đều đang học tập, cũng có số ít người chui đầu vào cùng nhau chơi game. Hoặc là thảo luận những chuyện khác, chỉ quy mấy lần ngẩng đầu nhìn người đối diện. Cô gái mặt mày buông xuống, dáng vẻ nghiêm túc, chỉ quy thu tầm mắt lại, không nhìn cô nữa. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, chỉ quy cuốn đầu nhìn điện thoại di động, không chú ý tới sơ tranh đứng dậy rời đi. Anh đang xem gì thế? Bên tai đột nhiên có âm thanh vang lên. Chỉ quy đột nhiên quay đầu, gương mặt gần trong gang tắc xâm nhập vào chỗ sâu trong mắt. Chóp mũi gần như sắp chạm vào cô. Trong lúc nhất thời chỉ quy quên cả động tác, cứng đờ tại chỗ, sững sở nhìn cô, sơ tranh không nghe thấy câu trả lời. Nghiêng đầu nhìn hắn, khoảng cách của hai người càng gần hơn. Chỉ quy giống như có thể cảm giác được nhiệt độ đối phương truyền tới. Lông mi sơ tranh rũ xuống hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi đánh vào chóp mũi khóe môi trì quy hình dáng môi thiếu niên no đủ xinh đẹp màu sắc rất đẹp giống như cánh hoa buổi ban mai làm cho người ta muốn hái một phen nếm thử hương vị của hắn muốn hôn trong nháy mắt khi suy nghĩ này bay qua sơ tranh đã làm ra hành động khoảng cách giữa hai người đột nhiên biến mất xúc cảm mềm mại như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm vào rồi lập tức tách ra con người trì quy hơi co rụt lại còn chưa kịp phản ứng phong cảnh trong đáy mắt lần nữa bị che chắn. lần này sơ tranh rất khắc chế, chỉ nhẹ nhàng chạm vào hắn mấy lần. khi có người đi tới, đã lui lại một chút, chống đỡ mặt bàn như bình thường, tựa như đang nói chuyện với hắn. nhịp tim của trì quy nhảy thình thịch không ngừng. có là vì hành vi vừa rồi của sơ tranh, cũng có là vì ở vào tình thế như vậy, mang đến cảm giác kích thích bí ẩn. thật lâu sau trì quy lấy lại tinh thần, cô, sơ tranh, làm sao, làm sao, cô còn nói làm sao? Chỉ quy tránh khỏi ánh mắt sơ tranh, cứng rắn nói, cô đã được tôi đồng ý chưa? Sơ tranh suy nghĩ một chút, thành thật lắc đầu, chưa, vậy cô còn, chỉ quy đè thất thanh âm. Làm như vậy, bạn học hàng sơ tranh, có cần tôi nhắc nhở cô? Chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè, hành vi của cô vượt qua ranh giới không? Sơ tranh chống tay lên mặt bàn, hơi dịch chuyển, đầu ngón tay đụng phải ngón tay út của chỉ quy, lại từng chút từng chút bao trùm lên mơ u bàn tay hắn chỉ quy thì cảm thấy có dòng điện nhỏ xíu từ đầu ngón tay lưu truyền qua. Từng trận rung động tuôn ra từ đáy lòng, vượt qua rồi, làm sao, giọng điệu rất phách lối. Trên mu bàn tay chỉ quy có nhiệt độ không thuộc về mình lan tràn ra. Hắn đột nhiên cảm giác như cánh tay kia đã không thuộc về hắn nữa. Sơ tranh đứng ở bên cạnh hắn, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của người khác, nhưng một khi có người đi qua bên cạnh, chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể trông thấy tình cảnh lúc này. Trong lòng bàn tay chỉ quy hơi ẩm ướt ngay cả lúc làm chuyện xấu bị bắt cũng chưa từng khẩn trương như lúc này. Chỉ quy đột nhiên rút tay mình ra, cũng dịch người về phía ghế trống bên trong một chút, hắn vốn muốn cách sơ tranh xa một chút, nhưng chưa từng nghĩ tới, ngược lại lại cho sơ tranh cơ hội ngồi xuống. Chỉ quy, sơ tranh tự nhiên tiếp tục vấn đề vừa rồi, anh đang xem gì thế, điện thoại của chỉ quy vẫn sáng, trên màn hình hiển thị ra rõ ràng là manga, sơ tranh nhìn lướt qua, cũng không phải là manga nhiệt huyết gì, mà là, sâu so dô -so manga, là một loại manga nhắm tới độc giả là những cô gái vị thành niên. Được đăng trên những tạp chí Sozo, Sozo manga bao trùm nhiều đề tài với sự đa dạng về phong cách, kể chuyện và tạo hình. Từ phim giả sử đến tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thường tập trung vào các mối quan hệ lãng mạn cũng như các cung bậc cảm xúc. Xoay quanh nhân vật chính thường gặp nhất là nữ. Theo Wikipedia, ít nhất một hình sơ tranh nhìn thấy chính là phong cách này. Chỉ quy vội vàng túng điện thoại di động ra, nhét vào trong túi, sơ tranh. Sở thích của bạn nhỏ cũng rất đặc biệt. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2059 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, Bùng Cháy Đi, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên Anh Thích. Không thích, chỉ quy phủ lịch sạch quan hệ. Tôi chỉ tùy tiện lật đến. Không phải tôi thích xem. Ồ, ta cũng không nói gì mà. Một tiếng ồ kia của sơ tranh làm chỉ quy cảm thấy cô có ý khác. Vành tay đỏ bừng một mảnh. Chỉ quy, tôi đi trước. Cô cho tôi ra ngoài đi không cho, sơ tranh ngồi bất động. Bạn học hàng sơ tranh, sơ tranh từ dưới đáy bàn giữ chặt tay hắn. Tôi viết xong rồi cùng đi, giọng trần thuật, cô đã quyết định xong. Chỉ quy, chỉ quy bị trợn ở bên trong, căn bản không ra được. Tay mình còn bị sơ tranh nắm, hoàn toàn không có ý định buông ra. Chỉ quy quay đầu nhìn xung quanh một chút, thấy mọi người cũng không chú ý đều bên này. Lại hơi thở phào, buông tôi ra, vì sao? Chỉ quy muốn nói thế này còn ra thể thống gì? Chúng ta lại không có quan hệ gì nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành, thế này thì cô viết chữ kiểu gì? Sơ Tranh lắc lắc tay phải đang cầm bút, một tay không trở ngại ta viết chữ. Trì Quy, kỳ thi cuối kỳ đúng hẹn mà tới. Thi xong, trừ lớp 12, học sinh còn lại đều giống như được giải thoát, chạy ra khỏi cổng trường như ngựa hoang thoát cương, lớp 12 còn phải học tiếp, trường học cũng không đóng cửa. Sơ Tranh cảm thấy nghỉ đông ở trường học không tiện lắm, nên đi ra ngoài kiếm một căn nhà. Trong lúc nghỉ đông, sơ tranh cũng chỉ hàn huyên với chỉ quy vài câu trên wechat không hề gặp mặt lúc nhàm chán sơ tranh dựa vào ký ức tìm ra bộ manga mà chỉ quy đọc đọc xong manga sơ tranh cũng không cảm thấy đẹp cỡ nào còn không bằng xem phim truyền hình dù sao còn có thể tua nhanh tốc độ sao thẻ người tốt lại thích xem cái này bạn nhỏ phản nghịch như vậy mà lại thích đọc sâu so dâu -so manga mẹ nó đây là cách bố trí thần tiên gì không hiểu nổi thẻ của ta quá khổ sơ tranh làm ổ trong phòng khi thật sự cần mới ra ngoài một chuyến. Lúc chạm vạng tối hôm nay, sơ tranh đi ra ngoài ăn cơm, ăn xong ra mới phát hiện trời mưa. Sơ tranh vừa chuẩn bị ra ngoài, liếc mắt qua nhìn thấy trên con đường đối diện có một bóng dáng khá quen thuộc. Chỉ quy, tại sao hắn lại ở chỗ này? Bước chân sơ tranh khẽ chuyển, thay đổi phương hướng, đi qua con đường đối diện. Chỉ quy khớp che ô, mặc cho nước mưa thấm ướt quần áo trên người hắn, tóc ướt sũng dán vào hai bên gương mặt. Nếu như không phải gương mặt kia thật đẹp, thì hình tượng lúc này tuyệt đối sẽ chật vật đến mức làm người ta không muốn nhìn thêm. Chỉ quy đi rất chậm, như du hồn, đi lên phía trước theo lối đi bộ, đụng vào người ta cũng không có phản ứng gì. Chỉ quy, sơ tranh đuổi kịp hắn, giữ chặt hắn, chỉ quy bị ép dừng lại, trong tầm mắt mơ hồ, khuôn mặt của cô gái dần dần rõ ràng, là cô à, không biết vì sao, trái tim đang treo giữa không trung không chịu rơi xuống, trong nháy mắt khi nhìn thấy cô, lại giống như có nơi đặt vào dưới đáy lòng có một giọng nói thúc giục hắn, ôm cô một cái, anh đang làm gì thế, sơ tranh đẩy hắn vào nơi có thể che mưa bên cạnh. Thấy mưa chơi vui, sơ tranh còn chưa nói hết lời, chỉ quy đã ôn lấy cô, lồng ngực nam sinh rộng rãi, nhưng đáng tiếc không có ấm áp, chỉ có ướt áp băng lãnh, làm gì, chủ động như thế sao, vậy ta không khách khí nữa, dẫn tôi về nhà, giọng nói chỉ quy khô khốc, lộ ra sự mệt mỏi, hơn phần nửa lực lượng đều đặt trên người sơ tranh, được không? Sơ tranh hơi kinh ngạc, không xác định hỏi. Anh chắc chắn muốn về với tôi. Chỉ quy hiểm rãi buông cô ra, là tôi. Sơ tranh giơ tay ôm lấy hắn, khẽ vuốt phía sau lưng hắn, dẫn anh trở về. Cảm xúc của Chỉ quy không đúng. Sau khi tắm rửa xong, thì ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Sơ tranh chỉnh nhiệt độ lên cao hơn một chút, cầm thuốc cảm dự phòng đi qua, uống. Chỉ quy cũng không hỏi đó là gì, trực tiếp uống hết. Sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đói không. Trì Quy lắc đầu, phòng bếp có đồ ăn, anh đói thì tự đi ăn nhé. Sơ tranh cũng không hỏi hắn chuyện gì xảy ra, dặn dò xong mấy câu này, trực tiếp lui ra ngoài, cửa phòng khép lại, toàn bộ không gian trở nên tĩnh mịch, sơ tranh đứng ở cửa ra vào hơn một phút đồng hồ. Quay người rời khỏi đó đi đến phòng khách, lấy điện thoại tìm ra avatar của Du Tử Tích, sơ tranh, cậu biết Trì Quy ở đâu không? Du Tử Tích, không biết, tôi cũng đang tìm anh ấy, sơ tranh, xảy ra chuyện gì? Du Tử Tích, ai? Không có gì, tiểu tỷ tỷ, nếu cô nhìn thấy anh ấy, thì làm phiền cô gọi cho tôi một chút. Sau đó du tử tích không có động tĩnh gì nữa. Sơ tranh nhìn chằm chằm khung chát, thần sắc hơi nghiêm túc. Nửa tiếng sau, sơ tranh lần nữa gửi tin nhắn cho du tử tích. Sơ tranh, chỉ quy ở chỗ tôi. Mấy phút sau du tử tích trực tiếp gọi điện thoại tới. Sơ tranh nhìn về phương hướng phòng ngủ một chút, nhận điện thoại, chỉ ta ở cùng với cô sao. Bên phía du tử tích rất ồn ào nghe tiếng có lẽ là đang ở bên ngoài. Ừ, quá tốt rồi, vậy, bây giờ hai người đang ở đâu? Sơ tranh báo địa chỉ chỗ mình, dù tử tích nói cậu ta lập tức tới ngay. Một tiếng sau du tử tích chạy tới, trên người cũng ướt đẫm, thở hồng hộc nhìn sơ tranh. Chỉ ca đâu, trong phòng, sơ tranh chỉ vào phòng. Hắn sao thế, đây mới là mục đích chủ yếu mà sơ tranh gọi du tử tích đến. Tôi đi xem chỉ ca một chút, du tử tích vươn chân ra lại thu lại, có thể đi vào không? Sơ tranh nghiêng người để cậu ta vào, nhưng cũng không để cậu ta vào quấy giày trì quy, chỉ để cậu ta đứng ở cửa ra vào nhìn một chút. Xác định trì quy an toàn, cảm xúc cũng coi như ổn định, lúc này du tử tích mới thở phào cửa phòng khép lại, du tử tích tò mò hỏi, sơ tranh tiểu tỷ tỷ, cô gặp phải anh ấy ở đâu vậy? Trên đường, sơ tranh hỏi lại một lần, sao hắn lại thế này? Du tử tích hơi do dự, nhìn sơ tranh, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, chuyện đó, sơ tranh tiểu tỷ tỷ có phải cô thích chỉ ca nhà chúng tôi không? Tôi biểu hiện không đủ rõ ràng, rất rõ ràng, dù sao vị tiểu tỷ tỷ này, trừ trì quy, thì ngay cả đối với Tần Kiều cũng không muốn phản ứng. Đám bọn họ, cũng chỉ khi trì quy ở đó, cô mới có thể để ý một tí, bình thường cô trông thấy đều có thể giả bộ như không nhìn thấy. Cực kỳ vô tình, cha mẹ trì ca đang đòi ly hôn, dù tử tích thở dài, nhưng bọn họ đều không muốn nuôi trì ca, cha mẹ trì quy mặc dù duy trì mối quan hệ vợ chồng ở mặt ngoài. Nhưng kỳ thật ai cũng có người mới ở bên ngoài, hai người bởi vì Trì Quy và vấn đề tài sản chung chưa đàm phán được, cho nên vẫn chưa ly hôn, nhưng bình thường hai người này cơ hồ đều không ở nhà. Bọn họ có nhà ở bên ngoài, ngẫu nhiên trở về, cũng quậy cho nghiêng trời lệch đất, mà Trì Quy tựa như bóng da, bị hai người đá tới đá lui, đều không tình nguyện nuôi dưỡng. Ngày hôm nay hai người kia cãi nhau ở nhà, Trì Quy vừa vặn trở về, mẹ Trì Quy phát cơn giận lên hắn. Quán giận đã đọc lại nhiều năm trong trì quy bộc phát. Dù tử tích, ngày hôm nay đúng lúc tôi đến tìm trì ca, nên mới bắt gặp, nếu không thì tôi cũng không biết có chuyện này xảy ra. Trì ca nhà mình thật sự rất đáng thương. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2060 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit bài Hạ Lan Tâm Nhiên nếu không tôi mang trì ca trở về trước nhé. Không cần, để hắn ở đây đi. Sơ tranh từ chối đề nghị của Du Tử Tích. Du Tử Tích suy nghĩ một chút, là một người hiểu chuyện, vô cùng hiểu rõ gật đầu. Sau khi Du Tử Tích rời đi, sơ tranh chuẩn bị lặng lẽ meo meo đi nhìn thẻ một chút. Ai ngờ đẩy cửa ra, chỉ quy đứng ở sau cửa, ánh mắt không có tiêu cự, giống như tượng gỗ điêu khắc. Sơ tranh, hù chết người, tôi đói, cánh môi thiếu niên hơi mấp máy, giọng điệu rất bằng phẳng, không nghe ra hỉ nộ. Có đồ ăn không? Có, trong tủ lạnh của sơ tranh vẫn còn một chút đồ ăn dự trữ. Sơ tranh xử lý đơn giản, sau đó bưng ra cho trì quy, trì quy vì để đầu ăn, tóc vụt ngây nhanh, má bị nhét đến phình lên, tóc mái mềm mại rũ xuống, ngăn trở ánh mắt hắn, anh chậm một chút, sơ tranh rót cho hắn cốc nước, đừng nghẹn, nghẹn đi ra còn phải phiền phức, trì quy ăn xong, nhìn chằm chằm bát đã trống rỗng xuất thần, sơ tranh nhìn theo hắn, một hồi lâu sau, hỏi, chưa ăn no, còn có nữa muốn ăn nữa không trì quy hoàn hồn để đũa xuống lắc đầu cảm ơn sơ tranh lễ phép đáp không cần khách khí ban đêm ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi không ngừng trong phòng thiếu niên nằm ở trên giường ngủ không an ổn không biết qua bao lâu thiếu niên đột nhiên mở mắt ra hô hấp hơi gấp rút ít hầu trì quy khô khốc nuốt nước miếng cũng khó khăn bóng tối trước mắt dần dần tản ra mơ hồ có thể thấy rõ một chút đồ vật đây không phải phòng của hắn hắn ở đâu trong đầu trì quy hiện lên nghi vấn này, trong đại não còn chưa đưa ra được đáp án. Bên cạnh đột nhiên có âm thanh vang lên, sao thế, lãnh lãnh đạp đạm, trong bóng đêm còn lộ sự trong veo. Trì quy đột nhiên quay đầu, bên cạnh rõ ràng có bóng người. Trì quy, đại não chỉ độn của trì quy chậm chạp vận chuyển lại. Nghĩ đến bản thân đi theo sơ tranh về, nhưng vì sao họ lại ở chung một phòng, trên cùng một cái giường. Trì quy tìm giọng nói của mình về, cô, vì sao lại ở đây, anh phát sốt sơ tranh giơ tay sờ chán hắn tôi trông coi anh chán trì quy nóng hổi bị bàn tay hơi lạnh dán lên trong nháy mắt cảm thấy một trận thoải mái lúc này chỉ quy mới cảm giác được đầu óc mê man thân thể cũng không có sức lực gì chỉ quy không được tự nhiên tránh khỏi tay sơ tranh tôi không sao cô không cần ở đây về đi ngủ đi đây là nhà tôi tôi muốn ở đâu thì ở đó sơ tranh kéo chăn cho hắn ngủ đi chỉ quy sơ tranh chỉ dựa ở đầu giường ngồi trên chăn ở bên cạnh cũng không quá thân mật, lúc này chỉ quy đâu có sức lực gì mà tranh luận với sơ tranh. Hắn chỉ cảm thấy mình nóng đến khó chịu, cổ họng khô đến sắp bốc khói, chỉ quy nhịn một chút, thật sự không nhịn được. Tôi muốn uống nước, sơ tranh không lên tiếng, chỉ là rất nhanh ra ngoài rót một ly nước nóng vào. Đỡ hắn ngồi dậy, chỉ quy muốn tự ngồi, nhưng đáng tiếc sơ tranh rất cường thế ôm vai hắn, chỉ quy bị ép tựa trên vai cô, nước nóng thấm vào khoang miệng khô cạn, theo yết hầu trượt vào trong dạ dày xung quanh là bóng tối yên tĩnh, tiếng nuốt vang lên cực kỳ rõ ràng, chỉ quy xong một ly nước, cảm thấy như mình vừa sống lại, uống nữa không, sơ tranh dùng tay lau đi vết nước trên khóe miệng chỉ quy, lòng bàn tay không biết là vô tình hay là cố ý. Cọ qua bên môi hắn, cơ thể chỉ quy hơi cứng đờ, nghiêng đi đầu, tự dùng mơ u bàn tay lau lau, không uống nữa, sơ tranh mò mò mái tóc mình đã ngấp nghé từ lâu. Để hắn nằm xuống lại, sửa sang lại góc chăn, chỉ quy đắp kín chăn mền, có một bên bị sơ tranh đè lại, hắn cảm giác giống như mình đang bị phong ấn, đầu hơi choáng, nhưng hắn không buồn ngủ chút nào, suy nghĩ trong đầu cũng lộn xộn, chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ thứ gì, không biết qua bao lâu, chỉ quy ghé mắt nhìn người dựa ở bên cạnh, cánh môi mấp máy nửa ngày, cuối cùng vẫn lên tiếng, cô đã ngủ chưa, chưa, cô, lạnh không, không lạnh, không phải đang mở điều hòa không khí sao, lạnh gì mà lạnh, chỉ quy không nói nữa sơ tranh hậu chi hậu giác, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại thấy cũng không đúng lắm. Có lẽ chỉ quy muốn nhân cơ hội đuổi cô về phòng thì sao? Vẫn là ta cơ trí hơn, chỉ quy không biết mình ngủ lúc nào, lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau, bên ngoài vẫn đang đổ mưa, bầu trời âm u, đem đến cho người ta cảm giác cực kỳ bị đè nén. Trong phòng đã không có bóng dáng của người kia nữa, chỉ quy xoa chán ngồi dậy, chậm chậm hai phút, sau đó vén chăn lên xuống đất, dẫm xuống mặt đất, chỉ quy cảm giác đầu nặng chân nhẹ, gian phòng trước mắt cũng đang xoay tròn. Chỉ quy chờ qua cơn choáng váng kia, rồi đi về phía cổng, ngón tay vừa đụng phải tay nắm cửa, tay nắm cửa đã hướng xuống. Tiếp đó cửa phòng bị người đẩy ra, cô gái ngoài cửa xâm nhập vào trong tầm mắt hắn. Dậy rồi, ừ, sơ tranh tiếp tục sờ chán hắn, cảm thấy vẫn hơi nóng, nói, lát nữa uống thêm liều thuốc nữa. Ồ, chỉ quy giống như bé con không có linh hồn, sơ tranh nói gì thì chính là cái đó. Chỉ, quy mang theo bệnh khí, tóc dường như cũng mất đi ánh sáng rực rỡ ngày xưa. Cả người mệt mỏi, làm ổ trên ghế sofa, cầm điện thoại di động nhìn chăm chăm màn hình, bắt đầu từ hôm qua, trong điện thoại di động trừ cuộc gọi nhớ của Du Tử Tích, thì không có bất kỳ cuộc gọi nào nữa. Tay cầm di động của Trì Quy hơi dùng sức, hai người kia ngay cả gọi điện thoại cũng không muốn, bọn họ căn bản không quan tâm mình ở đâu, đang làm gì, có lẽ một ngày nào đó hắn chết rồi bọn họ cũng sẽ cãi nhau vì chuyện ai tổ chức tang lễ cho hắn mu bàn tay chì quy đột nhiên ấm áp tiếp đó điện thoại di động bị người cưỡng ép rút đi bị bệnh xem điện thoại dễ choáng váng xem ít thôi trong nháy mắt khi giọng nói vang lên trên người có thêm một cái chăn lông cô gái cách chăn lông ôm lấy bả vai hắn chì quy quay đầu nhìn cô dáng vẻ cô gái nghiêm túc lại nghiêm túc giống như mình đang ôm một bảo bối cần phải đối đãi thật cẩn thận lông mi trì quy run rẩy khàn giọng nói em thích tôi sao? Sơ tranh kỳ quái liếc hắn một cái, gật đầu, ừ, chỉ quy nói, vậy chúng ta ở bên nhau đi. Sơ tranh càng thấy kỳ quái, anh sốt đến hồ đồ rồi à, này nếu mà khỏi bệnh rồi, lại đòi chia tay với ta thì làm sao bây giờ, ta sẽ động thủ đó. Chỉ quy nhấp môi dưới, chờ anh khỏi bệnh, lời phía sau của sơ tranh đột nhiên biến mất, chăn lông rộng rãi chậm rãi rơi xuống, ngăn trở ánh mắt, chăn lông một nửa rơi trên mặt đất, một nửa treo trên người chỉ quy sơ tranh túm chăn lông lên, bọc lấy hắn, nhìn chằm chằm người phía trên, anh muốn em cũng bị bệnh theo à, dường như lúc này chỉ quy mới nhớ tới, vội vàng chống vào bên cạnh ngồi dậy, thật xin lỗi, vừa rồi hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ quy hỏi tiếp, cho nên đáp án của em là, giọng điệu sơ tranh nghiêm túc, chỉ quy, em hy vọng không phải dưới tình huống bị bệnh đầu óc không rõ ràng, mà anh đưa ra quyết định này, bởi vì em sẽ không cho anh cơ hội đổi ý, anh rất tỉnh táo, hắn biết mình đang nói gì cũng sẽ không đổi ý. Được, sơ tranh giơ tay, hất tóc mái trên trán thiếu niên ra, lộ ra đôi mắt của hắn. Nhớ kỹ lời anh nói. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2061 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan tâm nhiên sáng sớm vừa ngủ dậy du tử tích đã bị nhét cho một đống cầu lương. Trừ cảm giác thán mình là một thần trợ công, thì lại cảm thấy rất đâm tim. Du tử tích, vì sao anh cũng thoát kiếp độc thân rồi, mà em vẫn còn độc thân? Du Tử Tích, em không đẹp trai sao? Du Tử Tích, em không phục. Trì Quy, Du Tử Tích liên tiếp gửi tới mười mấy tin nhắn. Trì Quy tắt điện thoại di động, quay đầu nhìn Sơ Tranh. Trì Quy nhớ tới một chuyện, trước đó không phải em nói không có nhà sao? Sơ Tranh không ngẩng đầu mà nói, có anh thì có. Trì Quy, anh cảm thấy em đang trêu chọc anh, nhưng anh không có chứng cứ. Khụ, Trì Quy ngăn chặn điểm vui vẻ dưới đáy lòng. Anh thật lòng, Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu. Em cũng thật lòng, Trì Quy, có ai phạm quy như em không? Trì Quy đứng dậy, ngồi xuống trên mặt đất bên cạnh Sơ Tranh. Hắn còn chưa lên tiếng, Sơ Tranh đã đứng dậy, kéo hắn dậy, còn muốn bị bệnh nữa? Trì Quy ngơ ngác, không phải em cũng đang ngồi sao? Hơn nữa nhiệt độ trong phòng rất cao, cho dù ngồi dưới đất cũng không lạnh lắm. Em giống như anh chắc. Sơ Tranh ấn hắn xuống ghế sofa, thân thể anh không kém như vậy đâu, lần này là ngoài ý muốn. Chị Quy muốn cứu vãn một chút hình tượng của mình. Ồ, oh, sơ tranh lại phủ thêm một chiếc chăn lông cho hắn. Chị Quy, vừa rồi mình đang hỏi cái gì ấy nhỉ? Phòng này là em mới mua. Sơ tranh giải thích một câu. Lại bất thình lình phun ra một câu. Học kỳ sau em không chọn ở trường. Mới mua à? Chị Quy quan sát vị trí của phòng này. Cách trường học rất gần. Khu phòng gần trường học điển hình. Còn là loại cao cấp nữa. Hình như cô rất có tiền. Chị Quy đột nhiên có chút hoảng bạn gái có tiền hơn mình thì làm sao bây giờ, em mua nơi này làm gì, không phải sắp tốt nghiệp rồi sao, đến lúc đó em sẽ học đại học mà, chỉ quy, em không chọn ở trường, sơ tranh lặp lại một lần, a à, chỉ quy sửng sốt một chút, sau đó tỏ ra hiểu rõ, nơi này cách trường học rất gần, không chọn ở trường cũng được, sơ tranh hít sâu, ngay thẳng hỏi, anh có muốn ở cùng em không, chỉ quy khiếp sợ nhìn về phía sơ tranh, nửa ngày sau, hắn gập gành nói, chúng ta vừa yêu nhau mà đã sống chung, chuyện này không tốt lắm. Sơ tranh không nói tiếng nào đi vào phòng ngủ, chỉ quy thở ra một hơi, hơi thở này còn chưa phun ra xong. Sơ tranh lại đi ra, thẻ gác cổng, chìa khóa, sơ tranh nói từng thứ từng thứ đồ cho chỉ quy biết. Cất kỹ, em hy vọng anh có thể chuyển tới ở cùng em. Yên tâm, em không động vào anh, thẻ người tốt phải đặt dưới mí mắt mới yên tâm được. Trái tim nhỏ của chỉ quy run lên, đây đều là từ ngữ sói hổ gì, em là con gái sao? kỳ thật trong lòng trì quy có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn từ chối. Em còn phải học tập, anh không quấy giày em, anh còn chưa quấy giày được em học tập. Trì quy, học cha có cảm giác bị mạo phạm, trì quy yêu đồng ý với đề nghị của sơ tranh, trả lại chìa khóa và thẻ gác cổng cho cô. Trì quy, anh trừ em, còn có nơi để đi sao? Sơ tranh đột nhiên nói, lời này hơi đâm vào tim, ngón tay nắm chìa khóa của trì quy dùng sức hơn mấy phần. Ánh mắt dần dần ám trầm. Sơ tranh kéo cổ tay hắn, kéo về phía bên mình một cái, nhẹ nhàng ôm hắn, chỗ này của em, vĩnh viễn chỉ thuộc về anh, vĩnh viễn, giọng nói chỉ quy trầm thấp, chuyện sau này, ai mà biết được, cha mẹ của hắn lúc trước không phải cũng vì thích nên mới ở bên nhau sao, nhưng sau đó lại biến thành thế kia đấy thôi, đâu có gì là vĩnh viễn, em cam đoan, chỉ quy, anh tin em, anh tin em, ở sâu trong nội tâm phẳng phất như có một giọng nói đang lặp lại câu nói này, hắn từng nghe qua ở đâu. Tin ai, chỉ quy chậm chạp nâng cánh tay đang buông xuống lên, cuối cùng rơi vào bên hông sơ tranh, cánh tay dần dần dùng sức, ôm lấy người trong ngực. Hắn nói, được, anh tin em, nghỉ đông kết thúc, học sinh lần lượt trở lại trường học, cho nên anh sống chung với cô ấy rồi. Du tử tích nghe xong lời kể đơn giản của chỉ quy, bắt lấy trọng điểm, ừ, du tử tích giơ ngón tay cái với chỉ quy, châu. Dù tử tích cảm thấy mình cần phải phổ cập khoa học cho huynh đệ nhà mình một tẹo về loại công cụ an toàn nào đó, cô ấy sẽ không đụng đến tôi. Hả, chỉ quy kịp phản ứng lời của mình có chút là là. Vội vàng nói sang chuyện khác, tôi đi làm thủ tục học ngoại chú. Anh chờ một chút, dù tử tích không dễ gạt như vậy. Cái gì gọi là cô ấy sẽ không đụng đến anh. Chỉ ta, anh mới là nam mà. Chỉ quy, vừa rời hắn nói lỡ miệng, dù tử tích ồn ào nửa ngày. Chỉ quy nguyết cậu ta một cái cảnh cáo, lúc này mới yên tĩnh lại. Chỉ quy lại cảnh cáo dù tử tích, chuyện này không được để người khác biết tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của cô ấy. Biết rồi biết rồi, Đông Dương đều là học sinh tốt nha. Nhưng mà, chỉ ca, sau này cô ấy thi lên đại học, thì anh làm sao bây giờ? Nếu sau này hai người ở hai nơi, thì đó chính là yêu xa đó. Anh ngó, biết yêu xa, xác suất chia tay là bao nhiêu không? Không biết, sau này tính, trước kia hắn không nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ nghĩ đến, chỉ quy cũng thử học tập, lúc này mới học kỳ hai lớp 11, còn một năm rưỡi nữa nếu như cố gắng một chút, nói không vẫn chừng còn kịp, nhưng chỉ quy bỏ qua mất quá nhiều kiến thức. Hắn đọc sách là cảm thấy như đang xem thiên thư, quên đi thôi, hắn cũng không phải là loại mọt sách, chỉ quy nôn nóng, sơ tranh có thể cảm giác được một chút. Tan học về nhà, sơ tranh hỏi hắn một câu, gần đây anh sao thế? Không sao, chỉ quy quét thẻ đi vào tòa nhà, sau khi vào thang máy, chỉ quy nhìn chằm chằm số lầu đang nhảy, bảo bảo, em sẽ cảm thấy thành tích của anh không tốt về sau không có tiền đồ sao? Sơ tranh quay đầu liếc hắn một cái, sẽ không, nhưng em ưu tú như vậy, chờ em lên đại học, em sẽ gặp được người ưu tú hơn. Chỉ quy, sơ tranh cắt ngang lời hắn, em từng nói, anh là duy nhất, người bên cạnh em vĩnh viễn là anh, và cũng chỉ có thể là anh. Chỉ quy úi đầu với ánh mắt sơ tranh, khẽ cười, ừ, anh sẽ cố gắng, sơ tranh, kỳ thật cũng không cần, em nuôi một trăm anh cũng không thành vấn đề, xét thấy thẻ người tốt tâm hồn yếu ớt cho nên sơ tranh không nói ra, vì thể xác và tinh thần nhóc con khỏe mạnh, ta nỗ lực quá nhiều, không nói nữa, đều là nước mắt chua sót, chỉ quy bắt đầu suy nghĩ sau này mình muốn làm gì. Mỗi ngày ấy bắt đầu bận rộn lu bù, bọn học cha du tử tích trong nháy mắt trở nên không thích hợp với chỉ quy. Du tử tích cảm giác mình sắp thất nghiệp, du tử tích đang thăm dò ở biên giới của thất nghiệp. Đột nhiên nhận được lời mời của Tần Kiều, hỏi cậu ta có muốn gia nhập đội kịch nói không? dù tử tích không thể ra ngoài làm bá chủ vườn trường với chỉ quy. Đang rảnh rỗi không có việc gì làm, nghĩ đến chắc trong đội kịch nói có không ít nữ sinh. Dù tử tích suy nghĩ một tẹo cảm thấy có thể thực hiện, hấp tấp đi cùng Tần Kiều. Học kỳ 2, học sinh Đông Dương và Hoa Hải rõ ràng đã hài hòa hơn không ít. Tình huống 3 ngày nháo trò, 5 ngày đánh nhau của học kỳ trước đã rất ít khi xuất hiện. Các giáo viên cảm thấy rất vui mừng. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2062 của tác phẩm Xuyên nhanh. Nam thần, bùng cháy đi, edit by Hạ Lan Tâm nhiên thi tháng xong được nghỉ. Khương Tĩnh cùng hai vị bạn cùng phòng đi ra ngoài cổng trường. Đến cổng trường học, Lư Hân Di và Diệp Mộng Duyệt không cùng đường với cô ta. "Tiểu Tĩnh, vậy chúng tớ đi trước nhé." "Ừ, Khương Tĩnh phất phất tay với hai người, đợi bọn họ rời đi, lúc này mới đi về phía trạm xe buýt đi. Ngày hôm nay bọn họ ra hơi muộn, học sinh ở trạm xe buýt không nhiều." Khương Tĩnh đi đến một cái ghế không ngồi xuống, mấy nữ sinh bên cạnh tụ tập trò chuyện bát quái, đột nhiên có một nữ sinh nói, các cậu biết hàng sơ tranh của trường chúng ta không? Khương Tĩnh nghe thấy tên sơ tranh, lập tức vảnh tay lên nghe, ai mà không biết cô ấy, học bá nha, lớp chúng tớ mỗi lần thi đều vái lại cô ấy, tớ nói cho các cậu nghe một chuyện, chắc chắn các cậu không biết, hàng sơ tranh kia, thi tháng xong trở về, sơ tranh lập tức phát hiện ánh mắt bạn cùng lớp nhìn cô không đúng lắm, tò mò tìm tòi nghiên cứu chán ghét thậm chí là sợ sơ tranh vào thời điểm không biết ta đã làm ra chuyện gì sao sơ tranh rất nhanh liền biết rõ vì sao những người này dùng ánh mắt ấy nhìn mình chuyện của cha nguyên chủ vẫn bị người ta bóc ra chuyện nên đến vẫn phải đến sơ tranh thở dài chỉ quy nghe thấy tin tức này lúc ăn cơm ở nhà ăn nghe nói cha cô ta có bệnh tâm thần giết mấy người đấy tớ đọc tin tức ấy rồi thật sự rất đáng sợ không phải nói bệnh tâm thần sẽ di truyền sao Vậy có lẽ nào cô ta cũng có thể bị bệnh tâm thần không? Không thể nào, cô ta nhìn rất bình thường mà. Có người bệnh tâm thần nhìn thì rất bình thường, sau đó đột nhiên phát bệnh đấy. Kẻ gặp nạn không phải cũng là người qua đường vô tội sao? Cũng đúng, cha cô ta giếp mấy người như vậy, thân nhân người chết đau khổ đến không muốn sống, cô ta lại có vẻ sống rất phóng khoáng. Bốp, cái bàn bên cạnh truyền đến tiếng vang, làm mấy học sinh thảo luận đến hăng say kia đồng thời giật mình. Quay đầu nhìn sang, Danh tiếng của Trì Quy ở Hoa Hải đã sớm truyền khắp toàn trường. Thấy là hắn, mấy học sinh kia nhanh chóng ngậm miệng, cầm đồ của mình sám xịt rời đi, mặc dù bọn họ cũng không hiểu, vừa rồi có chỗ nào chọc tới vị này. Trì Quy trầm mặt, lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm kiếm một chút trước. Sự kiện ấy lúc trước huyên náo nhốn nháo, trên mạng có rất nhiều tin tức cũ. Trì Quy xem hết những tin tức kia, muốn gọi điện thoại cho Sơ Tranh, khi bấm số lại dừng lại, đổi thành gửi WeChat, Trì Quy, ăn cơm chưa? sơ tranh, ăn rồi, trì quy, em ở đâu, sơ tranh, phòng học, trì quy, anh đi tìm em, trì quy tới rất nhanh, hắn xuất hiện ở ngoài hành lang, học sinh trong phòng học dồn dập nhìn ra ngoài, thanh danh của trì quy không tốt, nhưng không trở ngại dáng dấp hắn thật đẹp, sơ tranh ném bút, đi từ phòng học ra, trong tầm mắt hiếu kỳ của mọi người, bình tĩnh hỏi, tìm em làm gì, đi nơi khác nói, sơ tranh và trì quy đi lên sân thượng, trì quy yếu chút trần chờ chuyện đồn đại trong trường học sơ tranh tựa ở biên giới sân thượng, chờ hắn nói hết, chỉ quy hít sâu, là thật sao, ừ, sơ tranh gật đầu, anh tìm em chỉ vì chuyện này, chẳng lẽ chuyện này không quan trọng sao, em không sao chứ, sơ tranh trầm ngâm vài giây, có chút việc, thế nào, chỉ quy uýnh lên, khẩn trương nhìn cô, sơ tranh vẫy tay, ra hiệu hắn qua đây một chút, chỉ quy khi nghi ngờ gì, có phải là những người kia nói lung tung, anh ưng, ngày hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng hát trên sân thượng, cái bóng của hai người quấn lấy nhau hát lên mặt đất. 5 phút sau, chỉ quy hô hấp được không khí mới mẻ, em hôn anh làm gì, tâm tình tốt, hôn anh tâm tình tốt, chỉ quy diễn sờ, những lời đồn trong trường học em không quan tâm sao, sao lại tâm tình tốt rồi, cho dù sự kiện kia là thật, thì dù cho ai nghe thấy cũng sẽ không có tâm tình tốt mà. Hơn nữa có một số người còn nói rất khó nghe, sơ tranh chẳng hề để ý, giọng điệu lãnh đạm cũng sẽ không mất miếng thịt nào, để bọn họ nói, Cuối cùng không phải cũng không thi vượt qua ta đây sao? Chỉ quy quan sát sơ tranh một hồi, em thật sự không sao chứ? Cô đang suy nghĩ gì? Chỉ quy cảm thấy mình rất ít khi có thể xem hiểu. Sơ tranh, anh muốn em có chuyện, em có chuyện gì có thể nói với anh, anh sẽ cùng em đối mặt. Chỉ quy nhắm chặt tay sơ tranh, hơi dùng sức, cho cô một ánh mắt kiên định. Em rất ổn. Sơ tranh lại hôn hắn một cái, sắp vào học rồi, đi xuống đi, bảo bảo. Chỉ quy hướng chặt cô dưới chân trời, đám mây khoan thai lững lờ trôi, tiếng chuông vào học vang lên ở mỗi góc sân trường, tiếng học sinh vui đùa ầm ĩ, theo tiếng chuông từ từ đi xa, ánh mắt Trì Quy ngưng trọng, gàn từng câu chữ, có đôi khi, em cách anh quá xa, tựa như gió, anh có thể đụng đến, nhưng lại không bắt được. Sơ Tranh khẽ nhíu mày, ta thật sự không có việc gì mà, chẳng lẽ ta phải nói có việc mới được sao? Vậy ta giả vờ không nổi, anh luôn cảm thấy em không cần anh, em cần anh, nhưng mà bảo bảo, có một số chuyện, cần không phải em nói một chút là được. Hắn không cảm giác được cô cần mình ở đâu. Tất cả mọi chuyện, cô đều có thể tự mình làm xong. Cô không có nơi nào cần mình cả. Đáy lòng sơ tranh có chút mờ mịt. Cô còn phải làm thế nào? Sao yêu đương thôi mà cũng phức tạp như vậy chứ? Chỉ quy thấy sơ tranh vẫn mặt lạnh như cũ. Không có phản ứng gì. Hắn buông tay ra, anh về lớp học trước. Chỉ quy, chỉ quy không ngừng lại. Rất nhanh liền biến mất ở cửa sân thượng. Sơ tranh chống nạnh, hắn làm sao thế, tiểu tỷ tỷ, cô có thể tử để thẻ người tốt giúp cô giải quyết một số việc. Tự ta có thể, con trai ấy mà, đều có lòng háo thắng, như vậy thì mới lộ ra hắn ở trước mặt cô rất lợi hại. Là một người hữu dụng, cô cứ theo hắn một tẹo đi, coi như chút tình thú, vương giả nói đến uyển truyền, thành tích của trì quy mặc dù không được, nhưng ở trung học hoa hải cũng được cho là nhân vật số một. Sau khi sơ tranh xuất hiện, bất kỳ chuyện gì, hắn cũng chỉ có thể biến thành người đứng ngoài quan sát. Chỉ quy ương nhiên hy vọng sơ tranh không sao, nhưng hắn cũng muốn biết cô từng xảy ra chuyện gì, chứ không phải cái gì cũng không biết, giống như một kẻ ngu, sơ tranh kỳ quái gãi gãi cằm, bối cảnh tấm đều viết hoa hai chữ mờ mịt, cô cảm thấy vương giả đang nói hưu nói vượn, không phải mi bảo ta bảo vệ thẻ người tốt sao? Nó từng nói như vậy sao? Nó có nói như vậy sao? Nó không có, sơ tranh suy nghĩ phim truyền hình mình từng xem một hồi cũng không biết nghĩ đến cái gì vứt bỏ những suy nghĩ loạn thất bát tao kia nhấc chân đuổi theo chỉ quy xuống hai tầng lầu sơ tranh đuổi kịp hắn đè người trên vách tường ở cầu thang thiếu niên không dãy dụa chỉ bình tĩnh nhìn cô bảo bảo anh muốn về đi học sơ tranh ngăn chặn hắn cơ hồ giam cầm người trong ngực em muốn biết đầu nguồn của lời đồn giúp em điều tra một chút được chứ con người không chút gợn sóng của thiếu niên hơi lấp lóe ngước mắt đối đầu với ánh mắt sơ tranh Sơ tranh hỏi lại một lần. Được chứ, được, chỉ quy đáp ứng, ban đêm cho em tin tức. Anh đi xuống trước, chỉ quy xoay người chui qua phía dưới cánh tay sơ tranh. Nhìn qua vẫn có vẻ không vui lắm. Sơ tranh, bạn nhỏ thật khó chơi nha. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 2063 của tác phẩm Xuyên Nhanh. Nam Thần, bùng cháy đi, edit bay Hạ Lan tâm nhiên sơ tranh đi theo chỉ quy xuống dưới. Một đường đến lầu 1 lúc này đã bắt đầu vào học, bốn bề vắng lặng, chỉ quy có thể nghe thấy tiếng bước chân của sơ tranh. Hắn hơi dừng lại, em đi theo anh làm gì, đưa anh về phòng học, không cần, đường về phòng học chỉ có một đoạn, còn cần cô đưa về à, cô xem mình là trẻ con chắc, vậy úp học, hả, nói là làm liền, sơ tranh bước mấy bước tiến lên, kéo chỉ quy rồi đi thẳng, sơ tranh dẫn chỉ quy rời đi từ cửa sau. Ông cụ canh giữ cổng trường không cảm thấy kinh ngạc mở cửa cho cô. Em thường xuyên rời khỏi trường học, sơ tranh từ cầm cổ tay hắn, chuyển qua lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay chen vào giữa ngón tay hắn, nhẹ nhàng nắm chặt, ngẫu nhiên, ông cụ kia thấy em liền mở cửa, không hỏi một tiếng, thế này mà gọi là ngẫu nhiên, nhưng những chuyện này xưa nay hắn không biết, cách trường học không xa chính là bờ sông, lúc này không có người nào, sơ tranh và trì quy đi dọc bờ sông, sơ tranh lên tiếng, chuyện của, cha em, anh biết bao nhiêu, trì quy kinh nghi nhìn về phía cô. Hắn ngập ngừng một tiếng, biết một chút, trên báo có viết, đại khái là năm hàng, em tầm 6, 7 tuổi, cha em bắt đầu phát bệnh, bệnh tâm thần cũng có rất nhiều loại khác nhau. Cha hàng thuộc về loại không có tính công kích, chỉ là luôn nói lung tung, hoặc là chạy lung tung. Lúc đầu cha hàng chỉ lâu lâu mới phát bệnh một lần. Có rất nhiều thời điểm đều tỉnh táo, nhưng dần dần bệnh tình của ông ấy càng ngày càng nặng. Lúc nói chuyện với người khác, đột nhiên kể một số chuyện kỳ quái, hoặc là hơn nửa đêm đột nhiên đi ra ngoài đến đằng sau thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít phần lớn thời gian đều hồ ngôn loạn ngữ mỗi thời mỗi khác đều cần có người trông coi nếu không thì ông ấy sẽ chạy mất